Chương 139 2. Chú La và nhân loại mới hàng huyên thêm phút chốc, biết được cô gái kia tên là Thư Văn Thanh, bị bạn trai là nhân loại cũ phản bội trình báo. Thư Văn Thanh là cô gái được nuôi trong quân đội, cha mẹ đều là liệt sĩ. Trước khi biến cố xảy ra cô từng tòng quân 4 năm, mới vừa bị kiểm tra mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối thì biến cố liền xảy ra. Cô mất đi cơ hội được chữa bệnh, rất nhanh qua đời, nhưng cũng nhanh chóng hồi sinh. Cô tìm được bạn trai, cũng cùng anh ta trốn đến đây tìm tới chú của mình để có được một nơi an thân nhưng nơi này rất nhanh trở thành thị trấn nô lệ với thực lực mạnh mẽ của mình mà cô trở thành một thành viên trong đội canh phòng thị trấn dốc hết sức che chở để bạn trai không bị tổn thương nhưng trên thực tế cô không có cách nào chịu được việc buôn người như thế cô hy vọng tình hình sẽ có thay đổi vì vậy cô lựa chọn tạo phản nhưng bạn trai của cô sợ một khi tạo phản thất bại thì chính mình không chỉ mất cơ hội được che chở ngược lại sẽ càng thảm thêm thảm khuyên can cô mấy lần phát hiện cô cũng không tính nghe theo vì vậy đành cắn răng đi tố cáo cấp trên của cô sau khi sự tình bại lộ vì rủ sạch quan hệ với cô mà bạn trai tự dùng từng gáo nước lạnh đông cứng cô thành một tượng băng sống người cùng lên kế hoạch với cô trong việc này chỉ cần bị bắt thì đều bị giết chết một cách tàn nhẫn trước mặt cô chỉ đến khi tất cả đồng bọn của cô đều bị giết hết thì cô mới được phép chết Nhân loại mới vừa phỉ nhổ thư văn thanh có ý đồ phá hoại cuộc sống ổn định hiện tại của bọn họ, vừa xem thường người đàn ông nhu nhược kia, nhiều chuyện trong phút chốc mới bất nghiện, dự định tiếp tục đi làm việc. Gã vẫy tay chào chú La, chú La cũng khởi động xe. Sau khi xe tải khởi động, phía bên cạnh xuất hiện một thiếu nữ thanh xuân tràn trề với mái tóc dài, đeo tai nghe, một tay đút túi quần, tiếng lắc chuông vang lên len keng len ken nhân loại mới nhìn thấy đó là một cô gái gầy yếu thì cũng không bận tâm còn huyết sáo về phía bóng lưng của cô thiếu nữ không nghe thấy vẫn đi về phía tượng băng kia nhân loại mới vốn định xoay người lại thì liền bị hấp dẫn sự chú ý những ngày gần đây trong thị trấn không ai dám tiếp cận tượng băng kia sợ bị người hiểu lầm là đồng bọn của thư văn thanh sẽ dẫn tới tai họa cô gái này không có não à gã thấy thiếu nữ đến gần tượng băng đi vài vòng vuốt ve tượng băng một cách hiếu kỳ không có vẻ gì là lo lắng ngược lại còn tỏ ra rất thú vị còn duỗi chân đá đá xem ra thật sự thiếu thông minh Nhàn lang lang đi hai vòng đại khái đã tính toán được lựu đạn cô cất trong ba lô có thể đặt ở những địa điểm nào trên tượng băng cô ngửa đầu liếc mắt nhìn thư văn thanh vừa vặn đụng phải hai mắt của thư văn thanh thư văn thanh vốn có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng từ trong lớp băng nhìn ra trong cạn có vẻ lạnh đến tận xương tủy cô mở khẩu hình miệng cút mấy ngày qua bất kể là người nào hơi có chút quan hệ gần gũi với cô thì đều gặp tai họa cô không muốn hại bất kỳ người nào nữa nhưng vì cô không làm được vẻ mặt quá tàn nhẫn cho nên nhàng lang lang nhìn không hiểu khẩu hình miệng của cô Nhàng lang lang suy nghĩ một chút giơ tay chào hỏi tiếng lắc tay vang lên len keng len keng đáp lại một cách thân thiện hay thư văn thanh Nhàng lang lang nhìn vóc dáng của thư văn thanh cảm giác có chút nóng mặt, nhưng khổ nổi không có cách nào giúp cô ấy che chắn. Bèn rút ra một bộ y phục từ trong ba lô, đắp lên tượng băng, chọn một tảng đá rồi ngồi xuống, lấy ra tập tranh vẽ và bút chì của Đinh Thu Vân trong ba lô, bắt đầu vẽ. Hành động này của cô quá mức trêu rao, rất nhanh dẫn đến người đang canh gác ở cách đó không xa. Gã bước nhanh tới, thô lỗ đoạt lấy tập tranh vẽ, lật vài tờ phía sau thì phát hiện không có gì dị thường, ném lại tập tranh, quát hỏi, làm gì vậy? Nhan lang lang liếc nhìn gã một cái, ghét bỏ mà phủi bìa tập tranh, vẽ tranh, chưa từng thấy à Đồ dế nhủi. Người canh gác, cúc 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 Đây không phải chỗ để cô vẽ vời Nhan lang lang, cúc cái đầu của anh đó Chỗ này là nhà của anh hả? Anh đi tiểu đánh dấu ở chỗ này rồi sao? Người canh gác bị nhan lang lang chặn họng đến ứa gan Nhưng xem quần áo của cô thì không giống người nghèo không biết cô là đại tiểu thư nhà giàu buôn bán nô lệ nhà nào nữa kiêu ngạo phách lối như vậy nên cũng không dám đắc tội càng không tự chủ được mà hạ giọng xuống cô vậy cô lấy quần áo xuống đi nhan lang lang cây ngay không sợ chết đứng tôi đang vẽ mà cô ta nhìn chầm chầm tôi tôi thấy không thoải mái người canh gác cô cứ như vậy thì tôi sẽ bị trừ lương mất nhan lang lang xí một tiếng vẽ mặt thôi nể mặt anh đó lòng không cam tình không nguyện mà kéo xuống bộ đồ vừa đắp lên tượng băng người canh gác cũng sợ nhang lang lang không dám dây dưa nhiều với đại tiểu thư nóng tính này không thể làm gì khác hơn là trở về vị trí cũ quan sát cô từ xa trong phút chốc phát hiện cô thật sự chỉ cúi đầu vẽ mà thôi lòng cảnh giác cũng nhẹ hơn chút mà thư văn thanh cũng đã phát hiện không đúng thị lực của cô rất tốt lại là từ trên nhìn xuống bởi vậy dễ dàng nhìn thấy nội dung mà nhang lang lang đang vẽ trên giấy Cô ấy đang vẽ điểm sắp đặt bom. Nhan Lan Lan nhận ra tầm mắt đang quan sát từ tượng băng, bèn nhìn ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp liền uống công, chợt cúi đầu, rì rầm hát, có một con ếch nhỏ màu xanh vui sướng trong bể nước, bút chì theo nhịp điệu vang lên soạt xoạt trên trang giấy, vẽ ra một hàng công thức. Thay Đinh Thu Vân sống lại một đời, trì tiểu trì chưa từng có ý chỉ dạy đội viên của Đinh Thu Vân thành phế vật chỉ biết dựa vào mình cho dù không có đinh thu vân thì bọn họ cũng nhất định có thể tự mình chống đỡ một phương cô vừa ngâm nga giai điệu dân gian vừa nhìn xung quanh ở cách đó không xa binh lính là những người đến trước sau đó là tiếng nhạc và tiếng người cũng dần dần tập hợp tạo thành tư thế vô cùng tấp nập trong bóng đêm nhộn nhịp thị trường nô lệ khai mạc trong kho hàng phía tây một nhóm nô lệ mới bị áp giải nhập kho quy trình tiếp nhận cũng như thường ngày nhân loại mới canh gác rất ít đề phòng nô lệ đeo còng huống chi thể chất của đám nhân loại cũ này còn yếu hơn gấp mấy lần so với nhân loại mới bọn họ dùng con dao đặc chế để vạch một vết thương nhỏ trên cánh tay mỗi người vết thương vẫn còn mới dùng để chứng tỏ thân phận nhân loại cũ sau đó bọn họ đưa trì tiểu trì và cốc tâm trí áp giải vào kho a tốt hơn những người khác đều áp giải vào kho b trên đường kéo dây xích nặng nề đi về phía kho trì tiểu trì nói cốc đội phó nếu sớm đầu hàng đám nhân loại mới thì cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy cốc tâm chí liếc mắt nhìn trì tiểu trì bây giờ còn nhắc đến chuyện này trì tiểu trì nở nụ cười trào phúng ha cốc tâm chí hỏi cười cái gì trì tiểu trì nói cười cốc thủ lĩnh biến thành tù nhân đó cốc tâm chí hỏi ngược lại đây là đinh đội trưởng hy vọng sao trì tiểu trì giật giật còng sắt trên tay cứ xem là vậy đi Cốc tâm trí che giấu một chút ý cười nơi khóe miệng, vậy thì tốt. Phụ trách áp giải là một tên nhân loại mới, mừng rỡ nhìn thấy hai người chán nản công kích quán giận nhau, gã thậm chí yêu thích mang một chút đồ ăn vào nhà giam nhìn xem đám nhân loại cũ đã từng mặc quần áo chỉnh tề vì chút chuyện mà ra tay đánh nhau. Hai người này nói chuyện không ra đầu ra đuôi hiển nhiên không thể thỏa mãn dục vọng của gã. Vì vậy gã liền đạp một cước lên lưng trì tiểu trì. Trì tiểu trì quỳ một chân xuống đất, vết thương trước ngực hơi động một chút, lông mày nhẹ nhàng cau lại. Cốc tâm chí cũng bị khóa chung với trì tiểu trì, do sợ trì tiểu trì bị kéo đau nên cũng hướng về phía trước một chút, vừa vặn bắt được vẻ mặt bị đau rồi lập tức biến mất của trì tiểu trì. Nhân loại mới kia đúng là điếc không sợ súng, cười nói, cãi đi, tiếp tục cãi nhau đi, mày, đứng dậy. Gã vỗ xuống gáy của cốc tâm chí, rồi nhấc chân mà đạp lên vai của trì tiểu trì một cách không kiên kỵ, nói với trì tiểu trì, thấy mày nói nhảm nhiều, để mày bò vào nhà giam đi, nhanh bò. Một gã nhân loại mới đi chung cảm thấy có chút phản cảm với chuyện này, đừng đùa nữa, mau đem bọn họ ném vào nhà giam, làm cho xong việc. 20 phút nữa đến giờ giao ca rồi. Gã nọ cười hì hì, nhìn cậu dắt chó đi dạo thì mới vui chứ. Gã còn lại không tán thành mà đi tới trước mặt trì tiểu trì, muốn kéo cậu dậy, đừng giả chết, mày. Ngay lúc này trì tiểu trì và cốc tâm trí cùng ra tay. Trì tiểu trì va đầu vào gã nhân loại mới, thừa dịp thân thể của gã mất thăng bằng mà dùng mũi chân trái nhanh chóng cuốn lấy khẩu súng gã đeo chéo trên vai, quai đeo cũng bị giật đứt, gã bị phản lực mà ngã xuống đất. Trì tiểu trì đạp khẩu súng dưới chân, chân phải nhấn xuống đất, mũi chân tự động xuất hiện một con dao sắc bén, giống như dao găm nhắm thẳng vào cổ họng của gã. Còn cốc tâm trí trực tiếp dùng dây xích sắt trên tay cuốn cổ tên nhân loại mới còn lại. Xích sắt nặng nề lại có gai, không chờ gã phát ra một tiếng trên nào thì cần cổ đã bị cốc tâm trí xoắn đứt. Muốn triệt để giết chết nhân loại mới thì chỉ có thể trong thời gian ngắn tạo ra vết thương không thể chữa trị, vì vậy nói chung là cắt đầu hoặc thiêu chết là hữu hiệu nhất. Một luồng chất lỏng ấm áp bắn lên gò má trì tiểu trì. Cậu cũng không quay đầu lại, dùng vai lau đi máu tươi trên mặt. Cốc tâm chí mang theo một gương mặt đầy máu, đạp cái đầu đang lăn xuống đất sang một bên, đi tới trước mặt nhân loại mới đã kinh hoàng đến tái mặt, nghiêng đầu đánh giá, dường như đang suy tư gã nên chết như thế nào. Trì tiểu trì phun ra một cây kẹp tâm từ trong miệng, ậm ờ nói, đừng giết. Giữ lại. Nghe vậy, cốc tâm chí thật sự thu hồi sát ý dưới đáy mắt, chỉ ra tay đánh vào hàm của gã nhân loại mới, đoạn tuyệt khả năng cầu cứu của đối phương. Trì tiểu trì cuối người, dùng miền nằm kẹp tâm xuyên vào trong lỗ khóa rồi nhẹ nhàng xoay trước đó bọn họ đã tập luyện nhiều lần trên xe dây xích cũng là kiểu cũ không cần phải nói đến trì tiểu trì từng dạy bọn họ mở khóa chỉ cần luyện tập vài lần thì ngay cả tôn bân cũng có thể thành thục nắm giữ thủ pháp hai tay của trì tiểu trì đều là máu tuôn ra từ cổ họng của gã nhân loại mới bị cắt đầu có chút trơn trượt ảnh hưởng đến quá trình mở khóa còn chưa mở ra được xem ra chỉ có thể chờ máu đông thành băng rồi sau đó vuốt xuống Trì tiểu trì ai oán nói, tay của tôi đều bị cậu làm bẩn rồi. Ý nói, sau này đừng ra tay như vậy với tôi và đội viên của tôi. Cốc tâm chí suy nghĩ một chút, nói, lần sau tôi sẽ chú ý. Câu trả lời của trì tiểu trì là, tốt. Trì tiểu trì dựa vào một cây kẹp tâm mở còng trên tay hai người, sau đó mới thu hồi dao găm dưới mũi chân, nhặt lên súng ống rớt trên đất, cũng ra hiệu cốc tâm chí nhất tên nhân loại mới đang sụi lơ như bùng lên cậu xoay người đi tìm trên xác của tên nhân loại còn lại xem có vật gì giá trị không, cốc tâm trí thì ép hỏi người kia, trong kho còn có ai canh gác không? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu lại hỏi, khi mở cửa là nhận diện mặt, võng mạc hay là trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa? Bởi vì miệng không có cách nào khép lại, một hàng nước bọt chảy xuống từ bên mép gã nhân loại mới. Gã đang cực độ sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà đưa ra ba ngón tay không có chương trình rượm rà như vậy, chỉ cần trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa là được. Đang lúc nói chuyện, Trì Tiểu Trì cũng đã lấy được chìa khóa trên xác chết, trầm mặt ra hiệu với cốc tâm trí rồi đi đến bên cạnh gã nhân loại mới, dịu dàng nở nụ cười, cảm ơn. Sau đó bất chợt che miệng gã, từ trong ủng giày rút ra một ống tim, trực tiếp đâm vào động mạch cổ của nhân loại mới. Thuốc này do chị Lưu chế tạo, bàn luận về độ tinh khiết thì đủ để gây mê một con bò nhưng đối với nhân loại mới mà nói thì cùng lắm chỉ có thể làm cho bọn họ ngủ 8-9 phút đồng hồ. Xác định gã nhân loại mới đã hôn mê, cốc tâm trí liền tự giác vác gã lên lưng. Trì tiểu trì cũng không nói nhiều với cốc tâm trí, nhìn về phía đèn đỏ báo hiệu đã tắt máy camera theo dõi ở trên phía vách tường, tiện tay phủi đi giấu chân trên bả vai. Từ khi bọn họ tiến vào nhà kho nô lệ này thì tín hiệu camera ở nhà kho đã bị tôn bần nghĩ cách che chắn tính toán thời gian thì có lẽ đám tôn ngạn đã động thủ trước khi tách ra yêu cầu duy nhất của trì tiểu trì với bọn họ là trong điều kiện tiên quyết không động tới súng và không dẫn tới rối loạn thì giải quyết tất cả phiền phức gặp phải cùng trì tiểu trì đi về phía nhà giam cốc tâm chí nói cậu thật sự rất yên tâm về bọn họ thì phải trì tiểu trì bọn họ làm được tôi từng chứng kiến bản lãnh của bọn họ rất nhiều lần cũng chỉ đến thế mà thôi cốc tâm chí nhìn về phía trì tiểu trì giọng điệu bình tĩnh có thể khắng khít hợp tác với cậu chỉ có tôi mà thôi trong đội của các cậu có bất kỳ ai có thể làm được chuyện như tôi không trì tiểu trì nói trắng ra tôi tin tưởng bản lĩnh giết người của cậu chỉ không tin tưởng con người của cậu mà thôi cốc tâm trí bị lời nói thẳng thừng này đâm thẳng vào tim mà co rụt lưng thấm mồ hôi lạnh đau đến khó chịu giọng nói cũng chợt lạnh xuống cậu trì tiểu trì cũng hoàn toàn không thèm để ý đến cảm thụ của cốc tâm trí không nhìn cậu ta, chỉ dùng máy định vị nhiệt độ để xem địa điểm bọn họ cần đến cách nơi này còn bao xa. Cơn giận của cốc tâm trí dần dần hạ xuống, cuối cùng trong lòng ngực chỉ còn lại nỗi đau từng chút từng chút quấy phá. Cốc tâm trí nghe thấy chính mình gọi cậu ấy, Thu Vân. Trì tiểu trì trả lời không một chút tình cảm, ừm. Cốc tâm trí nói, cậu thừa nhận tôi là một tay súng giỏi đúng không? Trì tiểu trì đáp, ừm, đúng vậy. Tôi rất hữu dụng ừm cũng được cốc tâm trí nhìn chăm chú vào trì tiểu trì cho nên trước khi tôi bị hư hãy bảo dưỡng tôi thật tốt trì tiểu trì nhấc mắt về phía cốc tâm trí hơi gật đầu ừm từ trước đến nay tôi rất bảo vệ vũ khí của mình nhưng tôi không thích vũ khí tự động khai hỏa đâu cốc tâm trí khẽ cười không tiếp tục lên tiếng nữa chỉ cần cậu còn cảm thấy tôi hữu dụng là tốt rồi trước khi được cậu tán đồng tôi sẽ là vũ khí tốt nhất độc nhất vô nhị của cậu không sáu một quan sát vẻ mặt của cốc tâm trí có chút lo lắng kích thích cậu ấy như vậy có ổn không trì tiểu trì bình thản cậu ấy chỉ là muốn trở thành một nhân vật đặc biệt nào đó ở chỗ đinh thu vân muốn trở thành thứ độc nhất vô nhị của đinh thu vân như vậy cũng được tôi sẽ cho cậu ấy trở thành độc nhất vô nhị quá khứ là người yêu độc nhất vô nhị hiện tại là vũ khí độc nhất vô nhị Trì tiểu trì biết rõ không dễ dàng đoán được tâm tư của người như cốc tâm trí, một khi không nắm giữ được thì sẽ bị cắn ngược, cho nên trì tiểu trì hướng dẫn, cho cậu ấy một hy vọng giả tạo. Trì tiểu trì vừa cảnh giác vừa nói chuyện phím với 061, trước đây Đinh Thu Vân coi cốc tâm trí là một con người nhưng cậu ấy không muốn làm người. Bây giờ muốn trở lại làm người thì cũng không đơn giản như vậy đâu. Khi dùng chìa khóa mở ra kho hàng, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến tất cả những người bị dây xích khóa chân liền theo bản năng mà trốn vào bóng tối phát ra những tiếng đinh đang ồn ào chói tai cốc tâm trí ném nhẹ tên nhân loại mới đang hôn mê xuống bậc tam cấp có không ít người nhận ra người bị ném là một trong những người phụ trách trông coi bọn họ không khí lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán cốc tâm trí hơi cau mày cậu không biết trong tình huống như vậy nên nói ra ý đồ bọn họ đến đây như thế nào cậu không quen đóng vai đấng cứu thế không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phái Trì Tiểu Trì. Trì Tiểu Trì chỉ tay xuống người dưới đất, trên mặt cũng không có vẻ đắc ý, chỉ đơn giản rõ ràng tóm tắt thân phận, chúng tôi là nhân loại cũ. Muốn đi ra ngoài thì đứng dậy, không muốn đi ra ngoài thì che mặt, ở yên tại chỗ. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người, chỉ mang những người nguyện ý rời đi. Rất nhanh có một đám người loạn choạng đứng dậy, còn một nhóm khác ngồi sổng tại chỗ che mặt không nhúc nhích. Thấy thế, cốc tâm trí hé miệng khẽ cười. Mặc kệ bất cứ lúc nào thì đều sẽ có người cảm thấy hưởng thụ làm nô dịch càng có lời hơn so với tự do phiêu bạc bên ngoài. Trì tiểu trì lại cảm thấy tôn trọng đối với những người đưa ra lựa chọn, liếc mắt nhìn cốc tâm trí một cái, mở khóa. Bọn họ giải cứu người đầu tiên rồi lấy khóa sát chụp lên cổ chân của tên nhân loại mới đang hôn mê. Cốc tâm trí học bất cứ thứ gì cũng nhanh hơn so với người thường một bậc, chỉ cần thử sau vài lần là tốc độ mở khóa thậm chí đã đuổi kịp trì tiểu trì trì tiểu trì thả chậm tiến độ mở khóa của mình để phân loại sơ bộ đám người nô lệ này người có kinh nghiệm chiến đấu thân thể khỏe mạnh sẽ thuộc một tổ có kinh nghiệm chiến đấu nhưng trên người có vết thương thì về một tổ khác phụ trách bảo vệ và trông coi người có thương thế khá nặng hoặc là một tổ gồm những người hoàn toàn không có kinh nghiệm và năng lực chiến đấu sau khi phân loại sơ bộ trì tiểu trì lột bộ đồng phục làm việc của gã nhân loại mới xuống rồi khoác lên người mình đồng thời quay đầu lại nói trong tầm bắn cốc tâm trí giải thoát một người khỏi công sắt hả sắp 20 phút rồi nếu là người khác mà nghe thấy trì tiểu trì nói như vậy thì trước tiên phải sững sờ suy nghĩ một lúc mới hiểu được cậu ám chỉ điều gì nhưng cốc tâm trí chỉ hơi gật đầu rồi cất bước ra ngoài trì tiểu trì ở phía sau dặn dò cốc đội phó làm việc lưu loát một chút Cốc tâm chí kềm chế khóe môi, vâng, đinh đội. Đám người tôn ngạn dẫn theo một đội nô lệ, ngó giáo giác rồi đi theo một thông đạo, khi tới nơi thì bị mùi máu tanh phả vào mặt muốn choáng váng đầu óc. Cốc tâm chí bật bếp lò, còn mở quạt thông gió, bản thân cậu ấy thì ngồi bên cạnh máy vi tính ở quầy tiếp tân như trong khách sạn, tay phải dính đầy máu đang kẹp một điếu thuốc, tay trái thì tùy ý nhấn trên bàn phím, lưu lại một chuỗi vết máu chưa khô, hai con dao quân dụng cắm trong túi da dê sau lưng đeo ngay trên eo. Nhìn tình huống thì nơi này hẳn là mới xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt bằng binh khí, mà dưới đất không nhìn thấy thi thể và vết máu, hơn nữa sàn nhà ẩm ướt như mới dùng dẻ lau qua. Mùi tanh nước mũi, tôn ngạn nhìn xuống cảm giác buồn nôn cuộn trào, trước tiên nhét một cục kẹo bạc hà mà mới nảy mình cướp được khi đánh ngất tên canh gác vào miệng em trai ngốc nhà mình, giúp giảm bớt mùi tanh, sau đó mới hỏi, đinh đội đâu? Cốc tâm trí cũng lười liếc mắt nhìn bọn họ, sắp đến rồi. Tôn ngạn ấn thiết bị truyền tin bên hông, bảo chú La đang chờ ở bên ngoài mở sẵn cửa xe tải để tiếp ứng, tiện tay đẩy em trai để bọn họ ra ngoài trước, cốc đội phó, anh đang làm gì vậy? Cốc tâm trí nói, tìm tư liệu của bọn họ. Có lẽ chúng ta sẽ dùng được. Tôn ngạn coi như tin tưởng năng lực của cốc tâm trí, gật gật đầu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy xe tải của chú La đã dừng ở cửa chính, liền chỉ huy đưa nô lệ lên xe thấy từng người đang leo lên xe, cốc tâm trí rít một ngụm thuốc, suy nghĩ, một đám cừu non. Phía sau quầy, gian phòng chứa đạo cụ đóng chặt. Chỉ cần bất cứ người nào kéo cửa ra thì sẽ ngơ ngác phát hiện trong gian phòng nho nhỏ đó chen chút mười mấy thi thể con người, thân đầu hai nơi, vô cùng thê thảm, trên đống thi thể là dẻ lau nhà mà cốc tâm trí dùng để lau sàn. Mọi người rời đi, cốc tâm trí mới vặn ra nắp bình giữ ấm không biết là của ai, dùng nước bên trong để rửa mặt, dùng màn hình máy tính như gương soi, cố gắng ngụy trang mình thành một con cừu non hợp với bầy. Trong lúc chờ đợi, bọn người chú la lập kế hoạch, đàm phán cùng một nhân loại mới cũng áp giải nô lệ, nhân cơ hội đánh ngất người đó, nhét vào trong nhà giam, còn mình thì lấy xe của người nọ. Tôn ngạn lái chiếc xe này, nhét tất cả nô lệ không thể tác chiến vào thùng giấy mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, phong kín ổn thỏa, đục lỗ thoáng khí, giả làm hàng hóa vận tải, xuất phát từ phía Tây, nỗ lực trời khỏi. Trì tiểu trì ở trên xe tải của mình nhìn vào lỗ nhìn trộm, chú ý chặt chẽ hướng đi của chiếc xe này. Xe bị chặn lại theo thường lệ ngay cửa ra vào ở phía tây. Tôn ngạn thò đầu ra từ chỗ điều khiển, trò chuyện vui vẻ với gã nhân loại mới đang canh gác nơi đây, còn lặng lẽ đưa cho một gói thuốc lá, bảo rằng mặc dù là đến thay người khác áp giải nô lệ nhưng lần này làm trái quy tắc mà thâu mua một nô lệ giá trẻ, dự định dùng cho riêng mình xin người anh em phụ trách kiểm hàng thông cảm dàn xếp cho qua. Bọn họ mở ra buồng sau xe, quả nhiên phát hiện Tôn Bân đang rung lẫy bẫy như con gà con. Mặc kệ thế đạo thay đổi thế nào, đã chấp nhận dàn xếp cho qua việc này thì sẽ không thay đổi, bọn họ đã nhận thuốc của Tôn Ngạn, cũng không xem kỹ những thùng hàng hóa, liền thả Tôn Ngạn ra ngoài. Nhìn chiếc xe tải kia càng chạy càng xa, Trì Tiểu Trì mới bình tĩnh trở lại. Có tiếng đội viên hỏi, Đinh đội, tiếp theo chúng ta làm gì? Trì tiểu trì nhìn về phía phố xá đang dần trở nên nhộn nhịp, chà sát lòng bàn tay đã bám mãn tuyết, nói, nghỉ ngơi, chờ buổi tối náo nhiệt. Khoảng chừng 6 giờ rưỡi chiều có người đến kho phía Tây để dẫn nô lệ đi, tổng cộng có 60 người. Trì tiểu trì đóng vai nhân viên quản lý trước quầy mới được chiêu mộ, nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, để bọn họ vào nghỉ ngơi ở đại sảnh, đề ra 10 tên nô lệ phẩm chất A, 50 tên nô lệ phẩm chất B, đều là nhân loại cũ vừa nãy giải cứu ra, có kinh nghiệm và năng lực chiến đấu, trong đó có trộn lẫn thành viên trong đội. Trước khi bị mang ra gặp người, tất cả nô lệ đều được áp giải đi tắm nước nóng, bị cọ rửa đến đỏ cả da, sau đó thống nhất mặc đồ trắng, nhìn qua rất tra gián, rất khiến người cầm đầu đến nhận hàng hài lòng. Người cầm đầu liếc mắt liền nhìn thấy cốc tâm trí bắt mắt nhất trong đám phẩm chất A. Mấy ngày nay cốc tâm trí được nuôi dưỡng ở nhà họ Đinh, hơi tăng cân hơn trước một chút, thân thể khôi phục về bình thường, vẻ mặt lãnh đạm, thanh tú sạch sẽ, mái tóc hơi dài được cột cao bằng sợi dây thun xanh thành kiểu đuôi ngựa, hơi ngẩn cầm đứng ở nơi đó, có một loại lóa mắt rất đặc biệt. Người cầm đầu đi vọng quanh cốc tâm trí, gật đầu thỏa mãn, quý hiếm nhất chính là người như vậy. Trì tiểu trì cười ôn hòa, chứ sao nữa. Sắc mặt cốc tâm trí không được tốt, cậu không cao hứng khi thấy Đinh Thu Vân dùng thái độ đối với nhân loại mới còn tốt hơn cả mình. Cho dù chỉ là lấy lệ. Trì tiểu trì không cố ý quan tâm đến tâm tình của cốc tâm trí, lễ độ mà cuối người tiễn đưa đám nhân loại mới này rời đi, bước tới cửa, trao đổi ánh mắt với chú La đang hút thuốc trong xe, khóa lại cửa trước kho hàng phía Tây, đổi lại một bộ quần áo tương đối đơn giản, dùng xe gắn máy của mình, đơn độc chạy đến thị trường nô lệ đang từ từ trở nên náo nhiệt giữa màu sắc cầu vồng nhân tạo rực rỡ cậu chầm chậm lái xe tìm được bảy tám nô lệ mà vừa nãy cậu tự tay tiễn đi bọn họ được đặt trong lồng sắt được chế tạo đặc biệt ở trên sân khấu nhìn thấy trì tiểu trì chỉ hơi gật đầu tiếp tục ngoan ngoãn mà chờ thời cơ trì tiểu trì đã ước hẹn với bọn họ dân bản địa của thị trấn nô lệ đã rời đi gần hết chỉ có những gia đình nhân loại mới đã tiến hóa lựa chọn ở lại đây dựa vào nô dịch và buôn bán đồng loại để sinh sống trên đường đốt hương trầm khắp nơi, trong đó có mùi lạnh lạnh thối rửa của xác chết. Trì tiểu trì chạy một vòng quanh thị trấn, biết rõ bố cục thị trấn, sau đó đặt xe mô tô ở ven đường, dựa vào ánh đèn đường, lấy bút chì và giấy thuốc lá để vẽ cảnh tượng nhộn nhịp mà bi ai của tận thế. Cậu nghe thấy có một đứa trẻ nhân loại mới đang bi bô với mẹ của mình, mẹ ơi, tại sao chị kia bị nhốt vậy? Người mẹ cười nói, chúng ta và bọn họ không giống nhau rõ ràng là giống nhau mà bé gái chỉ vào mình mắt mũi đều giống nhau mà không giống nhau đâu có chỗ nào không giống người mẹ phát hiện mình không có cách nào truyền đạt chuẩn xác cảm giác ưu việt này cho con gái không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười dùng phương pháp kéo dài qua loa mà cha mẹ thường hay dạy con cái chờ con lớn lên thì sẽ biết nghe vậy người đang dựa vào xe mô tô chỉ cười khẽ rồi lắc đầu những đứa trẻ này sau khi lớn lên nhìn thấy thế giới có bộ dáng gì cũng không phải dựa vào một cái miệng là có thể quyết định. Gần 9 giờ tối, mặt đường nổi lên một chút sương mù, những người mang con cái dạo phố xem náo nhiệt cũng mệt mỏi, lần lượt quay về nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi. Theo đám người trì tiểu trì hỏi được tin tức thì 9 giờ tối là một tranh giới. Trước 9 giờ, bình thường là phân đoạn biểu diễn và biểu diễn tài nghệ, phía chủ sự sẽ để nhân loại cũ khiêu vũ trong lòng, ẩu đả, hoặc đại chiến nhân thú với các loại chó có lực sát thương không quá mạnh, tương đối thích hợp để phụ nữ và trẻ em quan sát. Hàng hóa chỉ bắt đầu chân chính giao dịch từ sau 9 giờ. Trong quá trình vẽ tranh, Trì Tiểu Trì cũng không quên quan sát. Mấy lần cậu dương mắt đều phát hiện trên sân khấu có một người cầm roi đóng vai chỉ huy cấp thấp, cúi đầu vòng tới vòng lui trên sân khấu, ăn mặc cũng rất dày dặn, trong miệng thở ra khói trắng dày đặc, vừa nhìn là biết nhân loại cũ. Người này sẽ ở trên đài nhảy nhót lung tung, một khi nô lệ có động tác khác thường, dù chỉ là giơ tay gãi ngứa thì gã cũng sẽ vô cùng nhảy bén mà chạy tới, cầm roi thép gõ lên lồng, bắt đối phương thành thật một chút, không được cử động. Dùng nhân loại cũ nô dịch nhân loại cũ, thủ đoạn thật độc ác. Trì tiểu trì không nhìn cái gã cáo mượn oai hùng kia, lấy ra đồng hồ đeo tay xác nhận đã đến thời gian, vừa cúi đầu tiếp tục dùng bút, vừa ấn xuống phần cao su của bút chì, mở miệng nói, lan lan nhàn lan lan ở cách đó ba cây số nhướng lông mày một cái đưa tay đỡ lấy tai nghe làm bộ đang điều chỉnh dây tai nghe trì tiểu trì nói để ý pháo hoa pháo hoa tuyên bố mở màn chợ đêm sẽ chăm ngòi đúng 9 giờ đây cũng là thời gian bọn họ hẹn ước sẽ ra tay nhàn lan lan quay đầu lại liếc nhìn tượng điêu khắc đang được quản lý trông coi gã đã ăn cơm tối xong từ lâu trông coi dàn radio cũ kỹ chống cằm ngủ gật nhan lang lang lặng lẽ nhanh nhẹn đứng dậy lấy ra một bao kẹo cao su trong túi đổ ra một viên rồi bỏ vào miệng nhai sau đó gắn những quả lựu đạn nhỏ lên vị trí mà cô đã tỉ mỉ suy tính trên giấy vẽ từ nãy đến giờ tiếp theo là trón ra trón réng đi đến phía sau gã canh gác đang ngủ gà ngủ gật dùng tay bịt miệng của gã đẩy chất lỏng trong ống tim vào cổ của gã đinh đội đã cho bọn họ lấy ống tim trong bệnh viện luyện tập kìm người như vậy vô số lần bây giờ thật sự ra tay trong lòng nhan lan lan có chút hoảng loạn nhưng động tác vẫn vững vàng và chuẩn xác người kia kịch liệt giãy dụa trong phút chốc sau đó thuốc bắt đầu có tác dụng gã đành sụi lơ bất động nhan lan lan bày ra tư thế ngủ một cách tự nhiên cho gã cô chọn khoảng cách khá gần pho tượng có thể quan sát được tình huống sau khi cho nổ pho tượng sau đó cô vừa nhai kẹo vừa nhìn kim phúc sắp chỉ đến số 12 cô vẫn cứ lo sợ vụ nổ này sẽ tạo nên tiếng vang khác với tiếng pháo hoa nhân viên tuần tra gần đây không ít, ngộ nhỡ tượng băng này nổ một lần không bể sẽ khiến người ta kéo đến, lúc đó chẳng phải người trong tượng lại rơi vào tay bọn người kia một lần nữa hay sao? Mặc dù cô hoàn thành nhiệm vụ đinh đội giao phó, nhưng cô ngồi đó xem con gái xinh đẹp nhà người ta khỏa thân hết tận 3 tiếng đồng hồ, cũng xem như có chút tình cảm, nếu bỏ mặt thì thật là không được tốt cho lắm. Nhưng ở đây nhất định là khu vực trọng điểm mà đám nhân loại mới trông coi, một khi có sai lầm xảy ra thì nhất định sẽ có bọc đánh quy mô lớn cô gái xinh đẹp này là nhân loại mới mặc dù bị nổ tổn thương thì vết thương vẫn có thể tự khép lại nhan lang lang cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần lạc quan và chủ nghĩa cách mạng nhiệt huyết của bản thân một khi bị thương thì chính là gây thêm phiền phức cho toàn bộ đội ngũ nhưng mọi nghi hoặc lo lắng của nhan lang lang đều bị sự tín nhiệm đối với đinh đội ép xuống đinh đội dặn dò mình làm như vậy thì có nghĩa đã cân nhắc đến các khía cạnh khác sẽ không có sai lầm. Còn 3 phút nữa. Trì tiểu trì ở cách ba cây số xếp lại sắp giấy thuốc lá đã vẽ xong vào trong ba lô, đi đến kháng đài lớn chuyên buôn bán sản phẩm A. Cốc tâm trí ở chỗ đó, kháng đài ngay chính giữa, vị trí bắt mắt nhất. Trong lúc mọi người đang vây xem, cốc tâm trí vẫn đoan trang ngồi thẳng lưng, ánh mắt buông xuống, ngón chân trần trụi lộ bên ngoài bị lạnh cống nên hơi sạm đi, cậu cũng lười từ sưởi ấm cậu mang trên người cảm giác thiếu niên trong trẻo lạnh lùng dẫn tới không ít người nổi lên tâm tư ước ác, dồn dập tranh luận hàng triển lãm số 6 này có giá bao nhiêu, đáng giá dùng bao nhiêu bộ đồ bông và bánh quy nén để trao đổi. Trì tiểu trì nằm nhoài lên lan can cách ly ở bên cạnh, từ xa nhìn vũ khí hình người thâm tàn bất lộ này của mình. Tướng mạo của Đinh Thu Vân cũng xem như nổi bật, cứ như vậy mà nhìn chầm chầm một người không chớp mắt, rất dễ nhìn thấy. Bên cạnh có người trung niên cười hì hì vỗ vai cậu, đến gần cậu nói, "Chàng thanh niên, cậu cũng nhìn trúng người số 6 à?" Trì Tiểu Trì ăn ngay nói thật, nhìn không tệ. Người trung niên kia nói, "Tôi nhìn cũng mê tít mắt, nhưng chỉ nhìn xem cho đã mắt thôi." Cậu ấy đã bị vị kia nhắm trúng rồi. Trì Tiểu Trì nhìn theo phương hướng người đàn ông trung niên đã chỉ, thấy được một người đàn ông cường tráng, phía sau còn mang theo hai gã tùy tùng. Nhìn trang phục của bọn họ thì có thể thấy rõ là thành viên chủ yếu của một đội sưu tầm vật tư có quy mô không nhỏ. Trì Tiểu Trì nói với người đàn ông trung niên, "Số 6 là của tôi." Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Trì Tiểu Trì đầy hoài nghi, cho rằng cậu ấy là chân nhân bất lộ tướng, cũng không dám nói quá trắng trợn, thử thăm dò, muốn đổi một cực phẩm như thế thì một chiếc xe vật tư cũng chưa chắc đủ đâu. Trì Tiểu Trì nói, "Tôi muốn cậu ấy, một tiếng huyết 6 là đủ rồi." Người đàn ông trung niên ngẩn người, chợt ông bụng cười to, ôi, thanh niên mấy người. Khi nói chuyện, sau lưng truyền đến tiếng pháo hoa bắn lên không trung, âm thanh nóng cháy xuyên qua không khí lạnh vang lên một cách chói tai. Cùng lúc đó, một tiếng nổ nặng nề cũng truyền đến từ phía đông. Ngay lúc tiếng vang giao nhau từ hai phía, trì tiểu trì dùng ngón tay trỏ và ngón cái đặt lên môi, huyết một tiếng sáo. Hệ thống điện của thị trấn trong nháy mắt sập nguồn đường phố huy hoàng lộng lẫy rơi vào bóng đêm tối tăm, chỉ có pháo hoa vẫn không ngừng nổ vang trên bầu trời, những tia pháo hoa rơi xuống từ chân trời như thác bạc, cũng tự như những con mắt từ bi ngắm nhìn toàn thị trấn đen kịt. Cốc tâm chí cấp tốc rút ra dao găm cuốn trên đùi, dùng chân đá văng lồng sắt đã bị mất điện, tiện tay cắt đứt yếu hầu của một tên nhân loại mới có ý đồ muốn lên sân khấu. Dưới ánh sáng của một đóa pháo hoa, Cốc tâm trí với khuôn mặt đẫm máu đã đứng trước mặt Trì Tiểu Trì cùng người đàn ông trung niên đang trố mắt ngoác mồm. Trì Tiểu Trì vương mình lướt qua lan can cách ly, dựa vào ánh sáng pháo hoa sáng lên trong nháy mắt, cậu bắn một phát súng lên trời. Một phát súng này là ám hiệu mà bọn họ đã ước định. Chờ ở bãi đậu xe, chú La Nhân cơ hội nổ súng làm hư tất cả lốp xe mà chú có thể làm hư, mấy đội viên trong lòng tre cũng lấy ra những khẩu súng mà bọn họ giấu kỹ trong vải trắng, dồn dập xà kích trong lúc nhất thời tiếng súng vang lên dồn dập trải rộng khắp nơi như tiếng đậu nổ giống như toàn bộ thị trấn đã bị một quân đội không biết tên nào đó bao vây nhân loại mới cho dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ sống mười mấy hay mấy chục năm sự sợ hãi đối với súng đạn vốn ăn sâu vào trong lòng bọn họ rít gào chạy khắp nơi hoặc không ít người run rẩy ngã sấp xuống đất rồi va vào nhau có bảo vệ nghe tiếng liền điều động chạy đến mà theo yêu cầu của trì tiểu trì tất cả mọi người nhất định phải bắn một phát súng rồi đổi chỗ khác làm cho đội bảo vệ không tìm được manh mối cũng chỉ biết nổ súng để cảnh báo cho nên tiếng súng càng ngày càng dày đặc ngược lại làm cho người ta có ảo giác càng đánh càng nhiều có một đội viên cùng với trì tiểu trì lẫn trong đám người chọn đúng thời cơ dựa theo dặn dò lúc trước cất cao tiếng hô to bọn họ đến gần trăm người là một quân đội dứt lời cậu rút ra một quả lựu đạn từ bên hông ném lên kháng đài mà nô lệ đã trốn hết từ lâu. tầm một tiếng, toàn thị trấn lâm vào khủng hoảng. Trước sau tổng cộng chỉ có 20 người có vũ khí, lợi dụng bóng đêm và hỗn loạn, miễn cưỡng tạo ra ảo giác quân đội áp sát. Trí tuệ nhân tạo trong thành cũng lâm vào cơn khủng hoảng không biết tên. Sau khi sử dụng nguồn điện dự phòng, không chỉ một tên trí tuệ nhân tạo phát hiện chỗ kỳ lạ, trời ạ, à", là cái hệ thống phản kháng bị đánh dấu cấp S nó tiến vào thị trấn của chúng ta. Hết thảy tin tức tổng hợp đến hệ thống tổng, hệ thống tổng biết việc này không nên chậm trễ, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu với cấp trên. Chào ngài, chào ngài, chúng tôi là tập hợp hệ thống số 1277, hệ thống điện lực của chúng tôi bị hệ thống có đánh dấu hiệu nguy hiểm cấp 3S phá hủy, cầu xin trợ giúp. Một hồi lâu sau, một giọng nói ôn hòa đáp lại, chào các bạn. Tôi đã nhận được phản hồi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đánh giá cấp bậc của tôi, cũng cảm ơn tin tức của các bạn để tôi định vị được vị trí đầu não của các bạn. Theo sau lời thăm hỏi lịch sự là vô số virus chen chúc làm chủ trong hệ thống, mỗi một biểu tượng đều biến thành hình chú báo con nghiêng đầu le lưỡi. Trí tuệ nhân tạo của toàn thị trấn cứ như vậy mà bị phá hủy, lâm vào yên lặng vô thời hạn. Trên quảng trường phía đông, như nhan lan lan dự đoán, tiếng lựu đạn nổ to hấp dẫn nhân viên tuần tra gần đó. Còn tượng băng bị hủy hơn phân nửa, thiếu nữ trong băng ngã xuống đất, không rõ sinh tử. Nhan Lang Lang lui về gốc ẩn thân, do dự trong chốc lát, vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc Thư Văn Thanh một mình đối mặt với nhiều nhân loại mới như vậy, đang định rút súng đi chiến một trận thì không ngờ còn chưa kịp bước ra nơi ẩn thân đã bị một bàn tay mang theo vụn băng kéo cô trở lại, trực tiếp bụng miệng cô. Suỵt. Nhan Lang Lang mở to hai mắt. Cô quên mất, nhân loại mới không sợ giá lạnh tế bào của bọn họ có năng lực tự chữa trị mạnh hơn người bình thường mấy lần thậm chí gấp chục lần thư văn thanh khoác bộ đồ nhang lang lang từng đắp lên mặt băng cho cô áo khoác bị bỏ lại dưới vạt áo lộ ra đôi chân dài có cơ bắp rõ ràng đầu gối và cẳng chân còn bao trùm miếng băng mỏng gót chân trông có vẻ bị lựu đạn nổ trúng không nhẹ nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục chỉ để lại một lớp máu băng mỏng còn bám lên da thư văn thanh liếc nhìn một chút đám binh lính nhân loại mới phát hiện băng bị nổ đang ghiềm súng hoảng loạn lục soát bốn phía chờ cô phát hiện nhiệt độ dưới tay không đúng thì mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cô đưa ngón tay khẽ sờ phần sau gáy của Nhan lang lang phát hiện vết tích thi thể bị bong ra thư văn thanh lần này thốt lên một cách hiếu kỳ nhân loại cũ Nhan lang lang cũng không trả lời chỉ để ý đến tình hình trước mắt có đi hay không Thư Văn Thanh cũng chỉ thuận miệng biểu đạt sự kinh ngạc một chút mà thôi, nghe vậy liền không chút do dự mà nắm lấy tay Nhan Lan Lan, chọn một hướng, bước nhanh như mèo. Nhan lang lang không hỏi dụng ý của Thư Văn Thanh cũng không hỏi hướng đi của cô ấy. Ba tiếng ở chung làm cho hai người bồi dưỡng được một sự hiểu ngầm kỳ diệu. Nhan lang Lan cùng với Thư Văn Thanh giống như một con cá sinh sống ở đáy biển dẫn theo một con khác xuyên qua biển sâu, Thư Văn Thanh quen biết từng rặng san hồ, từng hòn đá ngầm nhàn lang lang cơ hồ bị thư văn thanh dẫn đi vòng vòng đến choáng đầu mãi đến khi được dẫn đến một gian tầng hầm hai lầu Nhan lang lang mới nói nơi này an toàn không thư văn thanh xem như là an toàn vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ Nhan lang lang vỗ ngực một cái nói tạm biệt tôi phải đi tìm đội của mình thư văn thanh nói cô em cho mượn con dao nhàn lang lang cảnh giá công túi cô muốn làm gì thư văn thanh sợ tôi à Nhàn lan lan nói trắng ra, tại sao không sợ, tôi sợ cô chém tôi, cướp vật tư của tôi. Thư văn thanh bật cười, lưỡi dao là được. Với lại trong túi của cô luôn có súng mà, không cần phải lo tôi cướp. Nhàn lan lan ông ba lô có chứa hai khẩu súng lùi lại 10 mét, không có nha, súng gì, cô đừng nói bừa. Thư văn thanh đưa tay về phía cô, vẫn đòi lấy, không hề từ bỏ. Nhàn lan lan cân nhắc trong chốc lát, rốt cục vẫn sờ soạn lấy một con dao mảnh dùng để cạo ri mép ném tới. Thư văn thanh nở nụ cười, cảm ơn cô em. Nhàn lang lang kháng nghị nói, tôi không còn nhỏ, đã 19 rồi. Nhàn lang lang thật sự là người dễ dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái, thư văn thanh nhặt lên lưỡi dao, trên cánh tay trái lần mò một chút, tìm đúng vị trí rồi dùng dao cắt xuống. Nhàn lang lan nhìn muốn lọc cả trong mắt. Khi máu thịt tuôn ra, thư văn thanh móc ra một chiếc chìa khóa trong cánh tay của mình sau khi lấy ra chìa khóa thì máu thịt cũng nhanh chóng gom lại khôi phục như bình thường mấy ngày qua chiếc chìa khóa quan trọng này vẫn luôn bị cô giấu dưới lớp da thịt trong cánh tay thư văn thanh nói tôi sẽ rửa sạch sẽ lưỡi dao này rồi trả lại cho cô nhan lan lan lắc đầu đưa cho cô làm kỷ niệm luôn đó dứt lời cô quay người muốn bỏ chạy thư văn thanh gọi cô lại chỉ vào cánh cửa trước mặt mình không tiến vào xem thử sao? Nhan lang Lan nói không được. Đồng đội của tôi chắc là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm đinh đội của chúng tôi. Đinh, Thư Văn Thanh ngẩn ra, Đinh Thu Vân. Nhan Lan Lan nhảy bén phát hiện mình nói lỡ miệng, cũng không trực tiếp đáp lại, tôi đi trước nha. Chờ một chút, Nhan lang Lan vừa chạy ra hai bước thì Thư Văn Thanh đã gọi cô lại. Đinh đội của các cô muốn dùng kế nghi binh đảo lộn trị an của toàn bộ thị trấn thừa dịp trật tự bị hỗn loạn để cứu nhân loại cũ có phải không nhàn lan lan không ngờ thư văn thanh chỉ là một người đứng xem mà có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy nhưng cô vẫn một mặt khéo léo giả ngu vậy sao thư văn thanh nở nụ cười cho dù cười thì nét cười của cô vẫn mang một chút cảm giác cao ngạo lạnh nhạt đội trưởng đinh thu vân tôi biết anh có thể nghe thấy lời của tôi cũng biết anh sẽ không yên tâm để một cô bé đơn độc chấp hành nhiệm vụ tôi có thể giúp anh chúng ta hợp tác thế nào nhan lang lang giơ tay đỡ ống nghe nghe một chút có chút nghi hoặc mà cau mày lại nhưng vẫn truyền đạt lại đầy đủ lời của trì tiểu trì đinh đội nói hợp tác thì có thể nhưng phải mở cửa chính xác bày ra thành ý của mấy người mới được đừng lừa lang lang ngốc nhà chúng tôi đinh thu vân người còn đứng ở đây này anh đang nói ai vậy thư văn thanh khó nhịn được thoải mái đi tới cánh cửa thứ ba bên cạnh cánh cửa trước mặt đem chìa khóa đưa vào lỗ khóa Nhan Lang Lang kinh ngạc tiến lên trước hai bước, chẳng phải vừa nãy là cánh cửa kia sao? Dĩ nhiên không phải, Thư Văn Thanh bình thản thừa nhận, tôi từng bị người phản bội, biết rõ mùi vị như thế nào, sẽ không đi nếm thử lần thứ hai. Cánh cửa ở gian phòng kia cũng có thể dùng chiếc chìa khóa này để mở ra nhưng bên trong lại chôn địa lôi. Nhan Lang Lang. Thư Văn Thanh nở nụ cười xin lỗi với Nhan Lang Lang. Tôi nghĩ cô là con mồi lớn mà nhân loại mới dùng để thả dây cho tôi cắn câu, gian phòng kia là lợi thế cuối cùng để tôi sử dụng. Nhan Lang Lang cũng không phải cô gái có tâm hồn thủy tinh mong manh, nhún nhún vai, cười híp mắt, vậy tôi cũng thu hồi ấy nấy khi nghĩ rằng cô muốn chém chết tôi. Coi như chúng ta huề nhau đi. Thư Văn Thanh nhìn Nhan Lang Lang một cái thật sâu rồi mở cửa ra. Nhan Lang Lang cũng hiếu kỳ, ông Ba Lô tiến đến cạnh cửa vừa liếc mắt nhìn vào thì thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả đầu lưỡi. Trong phòng ngồi đầy 20 người, ước chừng trăm mét vuông, ít nhất là gặp lại từ ba gian phòng trở lên, trên vách tường treo đầy đủ loại vũ khí hạng nặng, trang bị đầy đủ vũ trang. Đối với nhan lan lan đang trận mắt ngoác mồm, Thư Văn Thanh gỡ xuống một con dao bổ củi từ trên tường, vắt vào sau lưng, lại gỡ xuống một khẩu súng xung kích điện loại nhỏ, bình tĩnh nói, cô em, đội ngũ của cô là muốn đánh một trận đục nước béo cò còn tôi muốn đánh là một trận chiến ác liệt. Khoảng chừng một phút sau, tiếng súng dần dần giảm xuống. Bị người ta đánh du kích như treo con ruồi không đầu một lúc lâu như vậy, đám nhân loại mới cũng dần dần ngẫm lại, bọn họ vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Bọn họ ý vào trí tuệ nhân tạo khiến cho việc đối phó với loại chiến thuật nguyên thủy này trở thành nhược điểm, đánh mất nguồn điện và ánh sáng khiến đám nhân loại mới một lần nữa rơi vào tình trạng cuốn bách của đêm tận thế đầu tiên súng xung kích với phần chiếu sáng cũng nhanh chóng cạn kiệt năng lượng đội trưởng thư văn thanh am hiểu sử dụng các loại vũ khí kiểu cũ lại không có ở đây không có cách nào tiến hành chỉ huy ống nhắm tự động bị tín hiệu nào đó nhiễu loạn súng xung kích lại trực tiếp thoái hóa thành đèn tin cầm tay đội trưởng đội canh gác đương nhiệm lắc mạnh bộ đàm trong tay có ai nghe thấy không alo nói chuyện đi đầu bên kia bộ đàm lại truyền đến giọng ca đức quảng của một vị ca sĩ rất được yêu thích trước đây con mẹ nó Gã tiện tay cầm bộ đàm đập lên đầu một chút nhấc lên đèn pin cầm tay Ánh sáng mạnh mẽ đột phá sương mù Đảo qua một cái lồng trên sân khấu Bên trong trống rỗng Nô lệ hiển nhiên đã bỏ chạy Thấy thế, gã càng thêm nóng tính Giọng nói cũng tăng cao 8 độ Quát to vào bộ điện đàm đang cất lên những tạp âm rè rè Này Alo alo Người đâu? Có ai hay không? đột nhiên một thân thể ấm áp như bóng ma áp sát vào cốc tâm trí kề sát bên người gã dịu dàng thì thầm có nhưng cần mày phải phối hợp một chút dứt lời cậu thuần thục dùng khẩu súng mà đối phương đeo bên vai phải kè vào yếu hầu hai tay tạo thành hình cái xiên quay người cổng đối phương lên lưng mình xương gáy của đội trưởng bị bẻ gãy trong nháy mắt nhưng năng lực tự hồi phục của nhân loại mới rất mạnh mẽ làm cho gã trong mọi thời khắc đều hãm sâu trong cảm giác nghẹt thở đáng sợ này cảm giác nghẹt thở khiến gã nổi cơn điên dùng khuỷu tay tàn nhẫn đấm vào eo của kẻ tập kích nhiều lần đều vang lên tiếng thùng thục nhưng đối phương lại không hề cảm giác đau không né không tránh ngay cả một tiếng đau lấy hơi cũng không có lẽ nào cũng là nhân loại mới nghĩ đến đối thủ có khả năng cũng là nhân loại mới đội trưởng nhất thời lâm vào tuyệt vọng điên cuồng cào vào gáy của mình khiến máu tươi trên cổ cũng trào ra trì tiểu trì nhặt lên bộ điện đàm mà gã làm rơi trong tiếng tạp âm rè rè của bộ đàm cậu lắc nhẹ một chút, đồng thời nói với cốc tâm trí, đừng dày vào người ta. Muốn giết hay lăng trì thì cho gã chết một cách sảng khoái đi. Cốc tâm trí dùng im lặng để trả lời, kéo theo người gần như đã cuồng loạn đi vào một hẻm nhỏ. Dưới sự ảnh hưởng của 061, bộ điện đàm vốn đã mất đi chức năng lập tức kết nối thành công. Có thanh âm của đội viên truyền ra từ trong bộ đàm, chỉ là bị tạp âm vặn vẹo không ra hình thù gì cả. Đội Đội trưởng, anh có thấy gì không chúng ta nên đánh trả không trong súng không có đủ tới gần hẻm nhỏ người đội trưởng kia có vẻ cũng nghe thấy được đồng tĩnh bên này cố gắng phát ra tiếng nghẹn ngào sắp chết nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của đội viên trì tiểu trì che lại bộ đàm xịt một tiếng với hẻm nhỏ hết thảy tiếng vang trong hẻm nhỏ trong nháy mắt liền im bặt xác nhận bên cạnh không còn âm thanh quấy nhiễu trì tiểu trì mới thản nhiên nói tiếp tạm thời đình chiến trước tiên tập hợp ở quảng trường phía đông sắp xếp đội ngũ chỉnh tế rồi mới quyết định bước đi tiếp theo sóng điện cực kỳ dễ dàng biến dạng giọng nói mấy con ruồi không đầu bên phía kia cũng không phát giác tất cả đều đáp dạ rồi cúp tín hiệu tập thể đều chạy về quảng trường hướng đông trì tiểu trì mò lấy cây bút chì trong túi nhấn xuống phần cao su lang lang nói với thư văn thanh nhắm chuẩn thời gian nghe mệnh lệnh của tôi mà bao vây trong ngõ hẻm cốc tâm trí không dựa theo chỉ thị của trì tiểu trì để chân chính cho kẻ địch được chết sảng khoái. Cốc tâm trí thống hận nhân loại mới. Bởi vì cậu nhìn thấy bất kỳ một gã nhân loại mới nào thì đều sẽ nghĩ đến bọn họ từng hại cậu mất đi Đinh Thu Vân, đầu tiên là người, hiện tại là tâm. Thế nhưng cậu đã hứa với Đinh Thu Vân, không được xoắn đứt đầu của người ta nữa, ít nhất là trước mặt Đinh Thu Vân thì không được. Vì vậy cốc tâm trí vẫn không ngừng siết cổ đối phương, đồng thời ghé vào bên tai đối phương, giọng nói cực nhỏ thân thiết nói thay lời đối phương có phải rất khó chịu thật sự muốn chết đúng không nói thật tao rất muốn cho mày chết sản khoái nhưng mà chuyện sản khoái như vậy thì bản thân mày phải tự tranh thủ cậu nói tiếp lại kéo người sắp điên cuồng đến trước một ống nước đã bị gãy vỡ đem con mắt của gã nhắm ngay chỗ gãy vỡ sắc bén bị dĩ sét nhẹ giọng nhắc nhở đến đây đi tự cho mình một cái sản khoái rất nhanh Cốc tâm chí vác súng của người kia đi ra từ hẻm nhỏ Phát hiện trì tiểu trì vẫn đứng tại chỗ chờ mình Cậu mím môi Rất vui vẻ mà tiến lên nghênh đón Trì tiểu trì hỏi cốc tâm chí Giải quyết xong rồi Tôi không giết gã Cốc tâm chí tận lực dùng ngữ điệu ôn hòa dễ bảo mà nói Gã tự sát Trì tiểu trì nở nụ cười Không tỏ rõ ý kiến Quay người rời đi Cốc tâm chí đi theo Đinh đội không tin tôi à Trì tiểu trì hỏi ngược lại cốc đội phó cảm thấy chính mình đáng giá tin tưởng sao cốc tâm trí nghiêm túc suy nghĩ một chút không quá tình nguyện mà cười cười đem súng và đạn cướp được đều giao cho trì tiểu trì trì tiểu trì cũng không khách khí với cốc tâm trí thu hết toàn bộ cốc tâm trí nhìn gò má của trì tiểu trì ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ giấu đi bàn tay dính chút máu chắp tay sau lưng như học sinh ngoan ngoãn đi theo sau lưng thầy giáo trì tiểu trì sương mù làm ướt tóc trì tiểu trì cốc tâm trí rất muốn sợ sợi tóc dính trên trán cậu ngón tay ngốc nghếch động đậy một lúc nhưng lại ngoan ngoãn thu về chỗ cũ thân ảnh hai người một trước một sau lần thứ hai dung nhập vào sương mù sau khi đạt thành giao dịch với thư văn thanh trì tiểu trì lâm thời liền đổi kế hoạch nhưng cậu cũng không cố ý gia nhập cuộc chiến sống mái giữa nhân loại mới với nhau cậu sẽ không vì nhất thời khí phách mà để đội ngũ của mình liên lụy vào phiền phức của thư văn thanh đánh một chút ngoài vòng thì không thành vấn đề nhưng chắc chắn sẽ không đưa đội viên tiến vào tâm điểm mạo hiểm huống hồ lúc trước bọn họ đã chiến đấu giúp thư văn thanh tiêu hao đạn dược của đối thủ có thể xem như giúp đỡ hết lòng chuyến này mục đích của bọn họ chủ yếu vẫn là đám người nô lệ kia trong tận thế súng là vật phẩm hy hữu thượng đẳng nhân loại mới đến mua nô lệ ví dụ như tên kia muốn mua cốc tâm trí cho dù có súng cũng chỉ có thể giữ lại để bảo vệ thân mình an toàn thoát ra nhiều lắm là thừa dịp loạn lạc cướp đi hai tên nô lệ nhưng chắc chắn sẽ không đem đạn dược quý giá lãng phí ở việc giữ gìn trị an trong trấn nô lệ đã cứu nhân loại cũ ở kho nam và kho bắc một nhóm nô lệ lái xe đi lựa chọn kết bạn đi tìm thân nhân của mình còn lại phần lớn lựa chọn đi cùng bọn họ kho đông đang kiểm kê nhân số rất nhanh sẽ có kết quả hiện tại phiền phức là phải cẩn thận đám dân dùng việc nuôi dưỡng nô lệ để sinh sống sẽ bắn lén khi trì tiểu trì đến kho đông có đội viên có tiếng tâm trong đội bị súng bắn trúng đang tái nhợt mặt mày mà dựa vào lốp xe tải để đồng đội băng bó vai của người nọ bị mảnh sắt bắn vào mấy lỗ nhỏ tuy chỉ là thương tổn da thịt nhưng vì tận thế thiếu thốn thuốc men nên bất kỳ thương tổn nào cũng không thể coi thường trì tiểu trì kiểm tra tình hình của người bị thương rồi lập tức quay đầu lại hỏi ai bắn vô số ánh mắt trầm mặt mà phẫn nộ nhìn về phía người canh gác kho đông đang bị trói gô ở góc tường đó là một nhân loại cũ người kia phát hiện tình hình không đúng vội vàng hô tôi đầu hàng tôi đầu hàng mấy người không thể giết tôi trì tiểu trì quyết đoán dùng một súng bắn vào vai gã tiếng cầu xin tha thứ bị thay thế bằng tiếng hét thảm thiết trì tiểu trì không có động tác tiếp theo không lấy mạng của gã cũng không tiếp tục dàn vặt chỉ yêu cầu người mang đội viên bị thương lên xe dặn dò cho dùng thuốc giảm đau và hạ sốt sau đó ước lượng khẩu Browning còn nóng trong tay, quay người đưa tay vào túi quần của Cốc Tâm trí. Đôi bị đụng chạm khiến Cốc Tâm trí trầm thấp ưm một tiếng, chợt bật cười, phát hiện từ khi nào. Trì Tiểu Trì lấy ra năm sáu viên đạn, dùng ngón tay khều từng viên đẩy vào nòng súng, vừa nãy cậu đoạt vũ khí của ba người, tất cả đều là súng ngắn, cũng không cần cướp, chỉ cần lấy đạn. Nói xong, Trì Tiểu Trì đẩy băng đạn vào vị trí cũ, dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới. Yên tâm, trong tầm bắn, có rất nhiều đạn. Cốc tâm chí dùng ánh mắt có thể nói là si mê nhìn chầm chầm vào trì tiểu trì, bàn tay có chút hưng phấn mà run rẩy, nhưng vẫn cố nén siết chặt hai tay ở sau lưng, miệng hiếp sâu, nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Khi đi ra từ kho đông, tiếng súng ở quảng trường phía đông đã dừng. Lúc trì tiểu trì đến nơi, trên quảng trường là một đám nhân loại mới bị dây xích trói lại, cùng với nhân loại cũ vẽ đường cho hưu chạy, trùng hợp một trong những người đó là tên nhân loại cũ mà mới nãy trì tiểu trì đứng dưới đài thấy gã gõ lòng uy hiếp nô lệ. Nước mắt trên mặt gã đã đóng băng, bờ vai co quắp liên tục, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Sau khi Thư Văn Thanh quét sạch phụ cận, trở về xem tù binh, phát hiện người này thì lông mày hơi cau lại. Thủ hạ của cô đạp một cước lên sau lưng người này, sắc mặt cực kỳ khó coi, thư đội, chúng tôi bắt người cho cô rồi. Thư Văn Thanh khách khí nói, cảm ơn. Vài câu đối thoại, Tri Tiểu Trì liền đoán được thân phận thực sự của người đàn ông này. Sau khi thấy rõ người trước mặt, gã đàn ông lập tức khóc trống lên, dùng đầu gối vừa quỳ vừa tiến đến, dùng mặt cọ vào đầu gối Thư Văn Thanh, "Văn Thanh, nghe anh giải thích, anh muốn, anh muốn sống." Thư Văn Thanh duỗi tay nắm chặt sau gáy gã, bóp hai cái, giống như dỗ trẻ con, "Được rồi, được rồi. Em biết." Người đàn ông như nhặt được cứu rỗi, ngửa mặt nhìn người yêu cũ của mình. Thư Văn Thanh quay đầu nói với nhan lang làng, làng đàn giáo giác ngó nhìn, cô em, quay đầu lại, nhắm mắt. Tuy nhan lang làng, làng có chút mặt dày nhưng lại rất nghe lời, đặc biệt là đối với loại ngôn ngữ mang tính mệnh lệnh này thì cô lại càng mẫn cảm hơn, cô đã được trì tiểu trì huấn luyện. Nhan làng làng cấp tóc quay đầu, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại. Anh không cần giải thích với em, Thư Văn Thanh cúi đầu nắm chặt tóc của gã, lùi về sau hai bước rồi mới vung tay, bạn của em ở dưới đó, anh chậm rãi đi giải thích với bọn họ đi. Dứt lời, tay trái của cô đang cầm chặt dao bổ củi sau lưng, lập tức vung mạnh, gọn gàng nhanh chóng chém vào cổ họng đối phương. Động tác của cô quá nhanh cho nên khi cổ họng của người kia phun máu rồi ngã xuống thì ánh sáng hy vọng trong mắt vẫn chưa rút đi. Đây là cái chết công chính nhất mà Thư Văn Thành có thể nghĩ ra trong lúc kiềm chế cảm xúc của mình. Cô vung dao bổ củi dính đầy máu lên, tung một vệt máu dài xuống đất, sách đao quay người, Đôi mắt hơi xoay một chút, phát hiện vẫn có máu văng lên gáy Nhang Lang Lang. Cô tiến lên vài bước, đi về phía Trì Tiểu Trì đang đứng, khi đi ngang qua bên cạnh Nhang Lang Lang thì tiện tay thay cô bé lau một chút máu sau cổ. Nhang Lang Lang không hề hay biết, bị Thư Văn Thanh vuốt một cái lên cổ như chó con khiến cô có chút mộng mị. Trì Tiêu Trì đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, sau khi đối mặt với Thư Văn Thanh thì chủ động đưa bộ đàm kết nối với loa phóng thanh dùng để thông báo đặt ở khắp nơi trong thị trấn cho cô. Sau khi tiếp nhận, ánh mắt của Thư Văn Thanh nhắm ngay đám tù binh, giọng nói không mang theo bất kỳ rung động gì, nói với đám rùa rụt cổ trong khu dân cư tối âm đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh. Tất cả mọi người trong trấn nghe đây, ngày mai bắt đầu kiểm kê vũ khí, hủy hết tất cả lòng sắt, tất cả những ai còn muốn buôn bán nô lệ, tự cho nhân loại mới cao cấp hơn nhân loại cũ thì trước 6 giờ sáng mai xin tự mình rời trấn. Nơi này không phải nơi giao dịch, không phải nơi buôn bán, đây là thế giới loài người, tôi sẽ không để nó bị sỉ nhục bởi hành động buôn bán đồng loại như xuất sinh mà việc giết xuất sinh thì cô chưa bao giờ nương tay khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh không có ai đáp lời cô thư văn thanh cũng không để ý lắm đem bộ đàm ném cho thủ hạ sau lưng cũng nói với trì tiểu trì đinh đội có thể giữ lại một vài người giúp tôi một tay không trì tiểu trì đồng ý nhưng mà trước khi xử lý mọi việc thì kiến nghị các cô nên xử lý xuất sinh chân chính đi dứt lời cậu đem mặt chuyển hướng vào chỗ tối. Một con báo đen chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, trong miệng nằm một con chó săn sắp chết. Trì tiểu trì đưa tay xoa đầu báo đen, bày tỏ cổ vũ. Báo đen thả con mồi xuống, nhẹ nhàng dùng đỉnh đầu cọ vào lòng bàn tay của trì tiểu trì, đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay của cậu, khiến cả đám người đang nhìn đều trận mắt ngoác mông. Vẫn là thư văn thanh phản ứng nhanh nhất, lập tức ý thức chỗ sơ suất của mình. Trong thị trấn nuôi dưỡng 40 con chó săn trưởng thành, luân phiên trực ban, chủ yếu là dùng để canh gác và trừng phạt nô lệ không nghe lời. Món chính của chúng nó là nhân loại cũ ống yếu, vừa nãy trong lúc hỗn loạn, đám chó săn đang làm nhiệm vụ đều phân tán trốn trong chỗ tối, muốn làm ngư ông đắc lợi. Nếu như chậm trễ xử lý bọn chúng thì sẽ bị truyền nọc độc khắp nơi. Thư Văn Thanh nhanh chóng đem ánh mắt tập trung lên con báo đen với bộ lông như muôn vừa thả chó săn xuống, tao nhã liếp láp móng vuốt, Vừa nhìn về phía trì tiểu trì Trì tiểu trì đương nhiên biết cô muốn nói gì Ngồi sổng xuống Hai tay ôm đầu báo đen Dịu dàng nhéo lỗ tai của nó Ghé vào tai nó rồi nói nhỏ Ông chủ, chú ý an toàn Làm sạch sẽ mấy thứ dơ bẩn Buổi tối sẽ cho mày ăn ngon Báo đen giống như nghe hiểu lời cậu Khẽ kêu một tiếng rồi nhảy người bay đi Biến mất ở quần thể kiến trúc xung quanh Trì tiểu trì ở lại đây thêm ba ngày trong lúc đó gọi người quay về trấn báo Bình An để đám người ông bà đinh được an tâm. Trải qua điều tra, trong trấn cũng không có bao nhiêu người chọn lựa rời đi, điểm ấy khiến Nhan Lang Lang cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt với nghi hoặc của Nhan Lang Lang, Trì Tiểu Trì rót ra một chút rượu trái cây làm ấm người, vừa uống vừa nói, sinh vật như loại người này có tính thích ứng rất mạnh. Bảo bọn họ buông người thì họ sẽ tiếp tục sống, không cho bọn họ buông người bắt bọn họ tự mình dãy dù kiếm sống thì bọn họ chỉ oán giận vài câu rồi lại tiếp tục sống. Cho dù bảo bọn họ làm xác chết di động thì làm đến 2 năm cũng có thể trở nên thành thục. Con người mà, thứ họ yêu cầu chỉ là nơi an ổn đặt chân, trong nhà có chiếc đèn bật sẵn chờ họ trở về, như vậy là đủ rồi. Trì tiểu trì nâng cầm chỉ về phía thư văn thanh, người có tinh thần mạo hiểm chân chính ấy, kìa, đang bận việc ở đàn kia đó. Dù sao nhan lang lang cũng còn trẻ, bị vài ba câu của trì tiểu trì trêu chọc cho sôi trào nhiệt huyết, vui vẻ chạy đến bên cạnh Thư Văn Thanh. Thư Văn Thanh vừa tiễn đi một đội săn bắn mới lập, trong đội có ba nhân loại mới, hai nhân loại cũ với kinh nghiệm phong phú, để bọn họ ra ngoài sưu tầm vật tư, săn thú kiếm ăn. Một đội khác có tố chất thân thể không quá tốt thì ở lại phụ trách tiến hành kế hoạch đã từng bố trí trước đó, gieo hạt lên vùng đất đã bỏ hoang hơn một năm, mắc khung gian lều trại, chuẩn bị tất cả công việc trồng trọt. Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhan Lang Lang, khóe miệng liền thêm ý cười, cô bé. Tôi không còn nhỏ nữa, Nhan Lang Lang kháng nghị một chút theo thường lệ, chà xác tay, có cần tôi hỗ trợ gì không? Ừm, Thư Văn Thanh kéo cô ngồi xuống sát bên mình, theo tôi. Nhan Lang Lang đồ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, cảm thấy trên người vừa lạnh vừa mềm, liền theo thói quen ông lấy, cũng cực kỳ kiêu ngạo mà tự để cử chính mình, tôi chịu lạnh rất giỏi. Thư Văn Thanh cầm nửa đoạn bút chì trong tay, vẽ một đường bằng phẳng trên bản đồ quy hoạch. ừm, cảm giác được. Nhan Lan Lan lấy lòng bàn tay sưởi ấm cánh tay và khuỷu tay cho Thư Văn Thanh. Tôi cần phải làm gì? Ngồi im cùng với cô à? Thư Văn Thanh đẩy bản vẽ lên trước mặt Nhan Lan Lan. Cô xem, có điểm nào có thể cải tiến không? Nhan Lan Lan tiếp nhận bút, quan sát dữ liệu trên giấy, theo bản năng mã há mồm cắn đầu bút trong phút chốc đánh dấu mấy địa điểm bố trí thiết bị phun khí tự động chờ đến khi cô nhận ra cây bút này không phải của mình thì lập tức ngại ngùng ấy da bút của cô thư văn thanh tiếp nhận bút lấy ngón tay nhẹ nhàng quét một vòng lên dấu răng trên đầu bút không sao răng lợi rất đầy đủ giọng của thư văn thanh nói chuyện thiên về vẻ nghiêm túc lạnh nhạt cho dù nói chuyện hại vẫn có thể nghe ra một chút dí dỏm lạnh lạnh trong đó nhàn lan làng ha ha cười một chút tiếp tục cùng cô vẽ thư văn thanh cúi đầu vẽ bản đồ lọn tóc xoăn hơi dài từ bên tai buông xuống trong trấn của các cô cô thích đi đến nơi nào nhất nhàn lan lan nhắm mắt lại cô muốn lấy tình báo của tôi à muốn biết tình huống trong trấn của chúng tôi thư văn thanh rất thẳng thắn thừa nhận ừm nếu thư văn thanh đã thẳng thắn như vậy thì nhàn lan lan cũng thẳng thắn đáp lại tôi thích nhất tất nhiên là trong nhà nhà của tôi là tự tay tôi dựng lên giường cũng là tự tay làm Thư văn thanh khen, thật lợi hại. Nhàn lan lan rất đắc ý mà vẫn đuôi, đương nhiên rồi. Thư văn thanh lật mặt bản vẽ, vẽ phát họa một gian phòng đơn giản, như vậy sao? Cô am hiểu vẽ bản đồ quân sự, bởi vậy đường nét đơn giản rõ ràng, tùy tiện phóng vài nét bút đã ra bộ dáng phòng ốc. Nhàn lan lan ai ra một tiếng, tiếp nhận bút, thêm vào rất nhiều thứ vụn vặt, như vậy nè, như vậy, nơi này còn phải đặt thêm một chậu lan huệ, đinh đội kiếm về cho tôi, giá đắt như vàng đấy. Nơi này còn có giá sách, là tôi tự mình làm, ba tầng, đặt tạp chí và sách. Còn có chỗ này. Trì tiểu trì nhìn các cô trong phút chốc rồi quay người trở về lều riêng của mình được dựng trên quảng trường. Vén lên rèm che lều bạc, cậu mới chính thức từ đinh thu vân trở về trì tiểu trì. Đêm qua có mấy người thừa dịp hỗn loạn lấy vũ trang tư tàn, muốn giết thư văn thanh để phục hồi thị trấn nô lệ, vừa vặn bị người tuần tra ban đêm phát hiện, song phương giao chiến trì tiểu trì ra ngoài quan sát cánh tay xui xẻo bị đạn lạc suốt qua vết thương không nặng nhưng lại tổn thương mạch máu máu chảy hơi nhiều nhưng cũng đã cầm máu sau đó cốc tâm chí đem đám người làm phản mang đi cũng không biết mang đi nơi nào cho tới bây giờ cũng chưa trở về thương tổn không nặng nhưng không có nghĩa không phiền phức từ sau nửa đêm trì tiểu trì bắt đầu phát sốt nhẹ cả người ớn lạnh dựa vào rượu trái cây để chống đỡ đến giờ đã là sức cùng lực kiệt chỉ muốn tìm một nơi ấm áp ngủ một giấc. Sốt nhẹ đặc biệt khiến người mệt mỏi, cậu cuồng tròn vào trong túi ngủ, lạnh đến mức co giật, không sáu một không dám tùy tiện làm tăng nhiệt độ cho cậu, do dự một lúc, chỉ có thể để ông chủ chui vào lều. Trì tiểu trì vừa thấy ông chủ thì giống như bà mẹ Triều Tiên nhìn thấy quân tình nguyện, trong mắt chứa lệ mà ông lấy. Ông chủ dường như cũng biết thân thể của cậu không thoải mái, ngoan ngoãn nằm sắp xuống bên cạnh túi ngủ, lấy chóp mũi khe chạm vần trán của trì tiểu trì trì tiểu trì đưa tay ông cổ nó ấm áp khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều không sáu một cùng cậu trò chuyện linh tinh mục đích là muốn thăm dò tình hình tinh thần của cậu thế nào vừa nãy nghe cậu nói cậu muốn có một căn nhà căn nhà kia có bộ dáng thế nào tôi có nhà trì tiểu trì đem mặt chôn vào lòng ngực với bộ lông mềm mại của ông chủ mơ màng nói thầm tôi có rất nhiều nhà căn to nhất ở cạnh biển gần cả ngàn mét vuông ấy nuôi một ông chủ cũng đủ, đúng rồi, tôi phải nhanh trở về, không thể tiện nghi cho cái tên bất động sản kia. Lâu như vậy rồi thì chỗ đó nhất định sẽ lên giá. Không sáu một bất đắc dĩ, đành phải lấy chấp mũi chà sát khuôn mặt nóng như hỏa thiêu của cậu. Không biết sao, trong mắt không sáu một nhìn trì tiểu trì mơ mơ màng màng, trong lòng lại nghĩ đến thiếu niên cầm học bổng cả ba năm thời cấp ba. Anh luôn cảm thấy cuộc đời của trì tiểu trì không phải bình thường như vậy sự thật chứng minh trì tiểu trì lựa chọn con đường làm diễn viên cực kỳ chính xác nhưng vào lúc ấy cậu rõ ràng đã có một tương lai đầy hứa hẹn trong mắt người đời từ nhỏ cậu đã đi làm người mẫu chen chân vào trong giới cuối cùng ngay cả đại học cũng bỏ qua tại sao vậy chứ không sáu một dụ dỗ trì tiểu trì nhẹ giọng hỏi lúc trước tại sao lại muốn làm người mẫu vấn đề này anh từng hỏi trì tiểu trì mà trì tiểu trì đều dùng những lời như thầy lục hỏi thăm chuyện riêng của tôi nhất định là muốn của tôi phải không để đánh trống lãng, bởi vậy anh chưa từng có được đáp án kia. Trong khi anh chờ đợi, trì tiểu trì nhấc lên đôi mắt không có tinh thần, thành thật đáp lại, tôi rất đẹp mà. 061, ha ha. Vân vân vân, rất đẹp rất đẹp, đẹp nhất trần đời. Trì tiểu trì nói tiếp, tôi muốn có tiền. Điều này thật ra cũng đúng, Trì Tiểu Trì làm nghề này nên kiếm được không ít. Không sáu một đã xem rất nhiều video thời kỳ đầu của Trì Tiểu Trì. Từ nhỏ cậu ấy đã là người có vóc dáng lưng rộng eo thon, vừa cao vừa gầy, khí chất lại lạnh nhạt, đứng trên sân khấu rất nổi bật. Nhưng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, cần nhiều tiền để làm gì? Nghe câu hỏi của không sáu một, Trì Tiểu Trì thoải mái vùi đầu vào bộ lông của ông chủ. Tôi không phải vào nghề năm 16 mà đúng hơn là từ năm 14, tôi đi làm người mẫu cho các tiệm thời trang, Tôi lúc ấy đã rất cao, lừa người ta bảo là mình 16 tuổi, chỉ là chưa làm chứng minh thư nên tất cả bọn họ đều tin tôi. Trì tiểu trì phát sốt có chút tranh mảnh và ngây thơ của trẻ con, chớp chớp đôi mắt, lông mi tự như đang quét vào lòng 061, trêu chọc đến mức trái tim của anh cũng ngứa đến phát sốt. Anh hỏi, tại sao vậy chứ? Trì tiểu trì nói không đầu không đuôi, bởi vì tôi muốn thuê nhà. 061, hả? Nhà gì? Trì tiểu trì mềm giọng nói, tôi không thuê nhà thì gì lâu sẽ lấy đi đồ đạc của lâu ca. Tôi thuê nhà thì đồ vật sẽ là của tôi, sẽ không bị vứt bỏ. 061 Trong đầu tự như có vô số mảnh vỡ chảy qua, vọt tới khiến cả người anh phát lạnh, toàn thân tỏa nhiệt, thật giống như anh thật sự tận mắt chứng kiến điều gì đó, nhưng cố nghĩ đến quá khứ thì trong đầu chỉ còn dư lại trống không. Nhưng sự chua xót và ấm áp này lại là chân thực. Một hồi lâu, anh mới tìm được giọng nói của mình tiểu trì nhưng trì tiểu trì đã ôm ông chủ mà ngủ hơi nóng phả vào bên tai báo đen tóc đen của cậu hơi ẩm ướt hô hấp trập trùng thổi ngã lông tơ trên lỗ tai mềm mại kia một lát sau vòng eo của báo đen mà trì tiểu trì ông lấy bằng cả cánh tay biến thành vòng eo nhỏ hơn một nửa không sáu một cúi mắt nhìn người trong lòng tai thú và màu mắt xanh xám vẫn chưa rút đi anh nâng mặt của cậu lên cẩn thận lưu lại một nụ hôn trên mái tóc ẩm ướt của cậu. Trì tiểu trì không khác gì ngọn lửa trong hộp băng, nhảy nhóc lấp lóe, rõ ràng chói lóa nhưng khi sờ lên lại hoàn toàn lạnh giá, không sáu một muốn đem hộp băng lửa này ôm vào trong lòng, cẩn thận sưởi ấm. Anh cẩn thận dùng môi chạm vào mắt phải của trì tiểu trì, tinh thần thể của trì tiểu trì bị đụng chạm, dường như có cảm giác. Thầy Lục, cậu nhắm mắt lại, ông chặt không sáu một, nhẹ giọng thì thầm, lâu ca không sáu một hơi run run cậu ấy đang gọi mình hay là lẫn lộn giữa mình và lâu ảnh anh sửng sốt rất lâu chờ anh nhận ra dường như ở cửa có một người đang đứng thì đã muộn cốc tâm trí từ trước đến giờ bước đi không hề có tiếng động cậu dùng dao găm dính máu vén lên lều vải lên tiếng gọi thu vân biến trở lại thành báo đã không kịp không sáu một chỉ kịp trút lại lỗ tai quay đầu nhìn về phía người đi tới nhìn thấy Đinh Thu Vân đang ôm chặt một người đàn ông xa lạ, cốc tâm trí ngây ngẩn cả người. Không sáu một yêu thương xoa lỗ tai của người thanh niên trong lòng, cũng giống như lúc thường cậu vuốt tai ông chủ, sau đó chợt đem ngón trỏ đặt bên môi, dịu dàng, xịt một tiếng với cốc tâm trí. Đến khi trì tiểu trì tỉnh lại thì trên người cũng khoan khoái không ít, đầu cũng không còn mê man Cậu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã ngủ ít nhất hai tiếng đồng hồ. Cậu trở mình, muốn ngủ thêm chốc lát, ai ngờ khóe mắt nhìn thấy một bóng người đứng thẳng ở bên ngoài lều cứ băng khoăn như muốn tiến vào, động tác có chút lén lút. Trì tiểu trì giả vờ không biết, nhắm mắt lại. Lều bị vén lên, tiếng bước chân như gần như không, từ từ đi tới trước túi ngủ của cậu. Trì tiểu trì chọn đúng thời cơ, kéo bả vai của đối phương, xoay người lưu loát, sau đó lập tức khống chế đối phương dưới khuỷu tay. Nhưng sức mạnh của đối phương vượt khỏi tưởng tượng của cậu, lăn khỏi chỗ, lật ngược thế cờ mà nhấn trì tiểu trì xuống đất hơi thở quen thuộc phả vào mặt khiến trì tiểu trì ngẩn ra cậu tưởng người nào đó trong trấn nô lệ muốn nhân cơ hội ám sát hoặc là đội viên nào đó muốn dọa mình ai ngờ người này lại là ông chủ nhà cậu chạy ra ngoài đi chơi nhưng bên ngoài lều ban nảy rõ ràng là một bóng người mà chẳng lẽ mình nhìn lầm trì tiểu trì cũng không nghĩ sâu xa chỉ xem như mình nhìn lầm nâng mặt ông chủ mà xoa nắng cái tên vô liêm sĩ này dọa tao mất cả hôn. Ông chủ nằm úp sắp lên người cậu, lấy trán chạm vào trán cậu, còn dùng đầu lưỡi nóng hổi khẽ liếm lỗ tai của cậu. Trì tiểu trì bị liếm rất vui vẻ. Khi trì tiểu trì và ông chủ chơi đùa, không sáu một ở trong thân thể cậu ho nhẹ một tiếng, tiểu trì, xảy ra chút chuyện. Anh đơn giản thuật lại một chút sự việc, đại khái là lúc trì tiểu trì ngủ có một người xa lạ tiến vào, kết quả là trùng hợp bị cốc tâm trí bắt gặp. Trì tiểu trì gối một tay sau đầu, cốc tâm trí vào đây. 061, ừm. Trì tiểu trì hỏi tiếp, trước khi cậu ấy vào thì có một người xa lạ. 061, ừm. Trì tiểu trì nở nụ cười, có người xa lạ tiến vào, anh không đánh thức tôi à. 061 thở dài một hơi, hai, người đó là tôi. 061 rất muốn nói thật nhưng hệ thống bảo mật hạn chế anh, anh căn bản không thể mở miệng được anh có thể nói gì đây nói anh hôn tiểu trì vậy sau này anh phải giải thích thế nào tình cảm của mình đối với tiểu trì bất đắc dĩ không sáu một chỉ có thể cắn răng nói dối lúc đó cậu bị sốt có chút cao tôi thoa rượu thuốc cho cậu khi cốc tâm trí đi vào thì nhìn thấy tôi đang nắm tay cậu trì tiểu trì khẽ giơ tay lên ngửi một cái trong lòng bàn tay quả thật có mùi rượu lưu lại hỏi không sáu một đánh thắng không sáu một đáp ừm thắng dùng thẻ xóa ký ức. 061, đã xóa. Hai chân của trì tiểu trì cuốn lấy eo báo đen, một tay khẽ gãi phần bụng mềm mại, một tay mò lên đốt sóng duyên dáng, vuốt về đến mức báo đen mặt đầy thỏa mãn, vậy thì được. Chơi đùa thỏa thích cùng ông chủ một lúc lâu, trì tiểu trì mới mặc quần áo, vén rèm đi ra khỏi lều, vừa lúc nhìn thấy cốc tâm trí đưa lưng về phía cậu, đang ngồi ở một sườn dốc cách lều của cậu không xa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì trì tiểu trì mới vừa cất bước đi về phía cốc tâm trí thì cốc tâm trí đã quay đầu lại ánh nắng chiều rọi xuống gương mặt cậu ấy da dẻ trắng đến phát sáng trên chóp mũi lắm tấm mồ hôi hột khóe miệng của cốc tâm trí có một vết thương rất rõ khóe miệng bị sức mẻ máu động từ lâu khiến máu bầm tụ lại nhìn thấy mà giật mình thấy thế trì tiểu trì nói thầy lục độc ác quá đi đánh người không nên làm mất mặt chứ không sáu một ôn hòa nói tình thế bức bách không tổng kết rất khách quan. Lúc đó, cốc tâm chí nhìn thấy cảnh kia thiếu chút nữa đã kéo luôn cửa lều xuống, thân thể run rẩy một hồi mới miễn cưỡng khống chế được tâm tình, dùng ánh mắt tra hiệu cho không sáu một lập tức cút ra từ trong lều. Không sáu một không có cách nào khác, đành phải dịu dàng hôn nhẹ lên tóc trì tiểu trì, kéo lại túi ngủ cho cậu rồi mới đứng dậy, đem tay áo sáng lên gần khuỷu tay, cúi đầu đi ra từ trong lều. Hai người đi tới một chỗ yên tĩnh xa lều bạc, thậm chí không hỏi thân phận của đối phương mà đã trực tiếp ra tay cốc tâm chí vốn là cao thủ cận chiến thời cơ công kích không dễ nắm bắt mỗi khi công kích đặc biệt điên cuồng không sáu chỉ có thể nhắm vào sơ hở của cốc tâm chí tuy rằng mất khá nhiều thời gian để chiến đấu nhưng cũng may không sáu an toàn thoát ra mà không bị tổn thương nhưng anh chẳng hề có cảm giác ấy nấy bao nhiêu đối với kết quả thế này không sáu đã khó chịu với cốc tâm chí từ rất lâu anh rất không thích người khác cứ si mê ngắm nhìn trì tiểu trì như vậy, dù trong lòng anh biết rõ người mà cốc tâm trí ngắm nhìn là ai, nhưng như thế cũng không được. Ông chủ dạo một vòng quanh chân trì tiểu trì, ngửa đầu nhìn cậu, trong mắt có cảnh giác, tự như đang cảnh cáo cậu không nên tùy tiện tới gần cốc tâm trí. Trì tiểu trì vuốt ve đỉnh đầu của nó, cất giọng hỏi thăm một chút, cốc đội phó. Cốc tâm trí dùng ngón tay cái đè ép vết thương nơi khóe môi, không chỉ im lặng không trả lời mà ngược lại còn quay ngoắt đầu đi. Trì tiểu trì nhìn phản ứng này của cốc tâm chí liền cảm thấy có điểm nào đó không đúng cho lắm. Trong lúc hai người im lặng chợt có tiếng tí tách của chất lỏng truyền đến, giống như trời vừa hạ một cơn mưa, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt, bất cứ đội viên nào đi ngang qua chỗ của hai người cũng cảm thấy không khí nơi đây thật kỳ lạ, đều không hẹn mà cùng đi đường vòng để tránh rước họa vào thân. Trì tiểu trì không dự định dặn co lâu dài với cốc tâm chí, còn không bằng quay lại chơi trò thẻ bài còn sướng hơn. Cậu nhún vai, quay người dự định tiến vào lều, lúc này mới nghe thấy giọng nói ngột ngạt của cốc tâm trí truyền đến từ sau lưng, vân vân. Trì tiểu trì dừng lại bước chân. Hai người quay lưng mà đứng. Cốc tâm trí trầm mặt trong chốc lát, tiếp tục hỏi, gã là ai? Trì tiểu trì có chút nghi hoặc, ai? Cốc tâm trí một tay chống đất, đứng lên, mặt hướng về phía trì tiểu trì, vừa nãy, trong lều của cậu có người. Trì tiểu trì. Không sáu một cũng kinh ngạc. Anh nói một cách ngỡ ngàng, rõ ràng là tôi đã cho cậu ấy dùng thẻ mất trí rồi mà. Nhưng chờ đến khi một người và một hệ thống quay đầu lại, thấy rõ tình hình của cốc tâm trí thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trì tiểu trì, ta à đã hiểu rồi. Thẻ mất trí nhớ và thôi miên có chút tương tự, đều sẽ trong nháy mắt thúc giục người ta ngủ thiếp đi, rồi thừa dịp tinh thần mất đề phòng để xóa đi dữ liệu ký ức, nhưng thể mất trí nhớ vẫn chưa kịp có hiệu quả trên người cốc tâm trí. cánh tay trái của cậu ấy bị máu tươi thấm đỏ, máu theo cổ tay tí tách chảy xuống. tiếng dọc nước mới nảy không phải ảo giác mà là do máu từ trên người cậu ấy tạo thành. ý chí và tôn nghiêm của người này mạnh mẽ đến gần như biến thái. sau khi đấu với 061, cho dù trong nháy mắt bị choáng váng, bị đối phương đánh nhưng trước khi tác dụng thuốc ngủ triệt để có hiệu quả thì cậu không chút do dự mà đâm một dao vào cánh tay trái của mình. Thân dao trực tiếp xuyên qua cánh tay. Sau đó cậu an vị ngồi trước lều của trì tiểu trì chờ trì tiểu trì tỉnh lại để yêu cầu một câu trả lời hợp lý. Cốc tâm chí thấy trì tiểu trì ở đối diện vẫn im lặng không nói gì, bèn tiến lên, gò má vì mất quá nhiều máu mà trở nên buồn bực ửng đỏ, đinh thu vân. Đây là lần đầu tiên cốc tâm trí rõ ràng thể hiện tâm tình chập chận mất khống chế của mình sau mấy ngày vừa qua. Trì tiểu trì lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, rút ra một gói thuốc lá từ trong túi tiền. Đinh Thu Vân không hút thuốc, chính cậu cũng đã cai thuốc, nhưng cậu đã quen chuẩn bị sẵn gói thuốc bên mình. Thứ nhất là chăm sóc cho đồng đội, thứ hai là dùng để rút ngắn khoảng cách với người cần kết giao. Cậu rút ra một điếu, kẹp giữa ngón tay rồi châm thuốc sau đó đem điếu thuốc đưa đến bên môi cốc tâm chí. Cốc tâm chí nghiêng mặt đi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng và vặn vẹo, Đinh Thu Vân, cậu nói rõ ràng đi. Chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cốc tâm chí, không sáu một hơi lau mồ hôi. Nói cái gì, tâm thái của trì tiểu trì lại vô cùng trầm ổn, trở tay thưởng thức điếu thuốc, mỉm cười hỏi ngược lại, tôi với cậu thì có cái gì tốt để nói. Đinh Thu Vân Đầu thuốc lá hiện ra ánh lửa đỏ sậm, phát ra từng tiếng tách tách thiêu đốt trì tiểu trì nở nụ cười kẹp thuốc lá giơ tay bóp cổ cốc tâm trí dùng ngón tay chậm rãi ma sát yếu hầu của cốc tâm trí nhẹ giọng dò hỏi cốc tâm trí là cậu nói muốn làm súng của tôi tôi mới giữ cậu lại tôi từng nói sẽ cho phép cậu tự làm hư chính mình sao cốc tâm trí hơi biến sắc vụng về giấu đi cánh tay bị thương ra phía sau trì tiểu trì cũng không cho cậu có bất kỳ cơ hội che giấu nào Kéo lấy cánh tay dính đầy máu của cốc tâm trí, ép cậu nhìn xem, bảo dưỡng không tốt, trừ cậu 5 điểm. Cốc tâm trí 061, từ lúc nào đã có hệ thống tích phân vậy? Trì tiểu trì trả lời 061, bắt đầu từ bây giờ. Cậu nói với cốc tâm trí, trừ đủ 100 điểm thì cậu có thể tốt nghiệp từ chỗ của tôi. Lúc đó cậu muốn đi đâu thì cứ đi, tôi không cần vũ khí như cậu nữa. Cốc tâm trí cắn chặt hàm răng. Trước khi nhìn thấy người đàn ông xa lạ kia hôn môi Đinh Thu Vân, cậu chưa từng nghĩ đến việc Đinh Thu Vân sẽ thật sự không cần cậu mà lựa chọn ở bên người khác. Trong giấc mộng lâu dài cả trăm năm kia, Đinh Thu Vân vẫn luôn là của cậu, cậu trơ mắt nhìn Thu Vân chết trước mặt mình vô số lần, duy nhất an ủi chính là Thu Vân sẽ không bị bất kỳ người nào chiếm được. Hiện tại cho dù Đinh Thu Vân sẽ không làm món đậu bắp xào cho cậu ăn nữa, dù không còn lấy bao thuốc lá vẽ cho cậu một tập tranh dày đặc cũng sẽ không để lại chỗ ngồi phía sau xe cho cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy chính mình có thể chịu được không vì điều gì cả chỉ vì cậu vẫn là độc nhất vô nhị của đinh thu vân hiện tại ảo mộng của cậu đã bị nụ hôn nhẹ như cánh chim kia đánh nát khi con dao đâm vào cánh tay cốc tâm trí vẫn luôn nghĩ nếu như mình có thể giết chết người đàn ông kia thì tốt rồi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu thua cuộc hơn nữa còn thảm bại đến mức để cho đối phương thoải mái thoát ra Người đàn ông xa là kia căn bản không cần dùng bất kỳ công phu tinh xảo hay vũ khí gì cả, chỉ cần đơn giản lắc mình, nhượng bộ, tiếp tục công kích, trầm mặt mà chuẩn xác, giống như một cỗ máy chiến đấu có độ chính xác cực cao. Khi ngã xuống đất, cốc tâm trí rung rẩy toàn thân, không phải vì sự sỉ nhục bị đánh bại bởi một người xa là chưa từng gặp mặt, mà là cậu hoảng sợ nhận ra cho dù chính mình không ở thì Đinh Thu Vân còn có thể nắm giữ một vũ khí còn dùng tốt hơn cả cậu chuyện này đối với cậu giống như sấm sét giữa trời quang cốc tâm trí chưa từng rõ ràng nhận ra đinh thu vân có thể triệt để thuộc về người khác như vậy vô số ác ý trong lòng lăn lộn cuồng trào rốt cục biến thành từng lưỡi dao sắc bén lăn trì khiến cậu đau đớn không biết phải làm thế nào rõ ràng cậu rất nỗ lực nhưng vì sao lại càng ngày càng đẩy thu vân ra xa rốt cục tại sao lại trở thành cục diện như thế này màn hình trước mặt trì tiểu trì thể hiện trị giá hối hận của cốc tâm trí đột phá hai mươi 30, đến tận 40 mới miễn cưỡng dừng lại. Cốc tâm trí cúi đầu đứng trước mặt cậu, ông cánh tay bị thương, vành mắt nhìn không được mà hơi ửng đỏ. Cậu nhỏ giọng nói, Thu Vân. Người trước mặt cao mày, đợi câu nói tiếp theo của cậu. Cậu như mộng du mà thì thầm, cậu đừng ép buộc tôi như thế, có được hay không? Tôi có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Trì tiểu trì há một tiếng, cậu tính làm gì? Giết anh ấy. Giết tôi hay là tự sát cốc tâm chí khó chịu muốn chết nhưng không hề thể hiện ra mặt tuy không nghe rõ âm thanh xung quanh nhưng cậu vẫn bắt được một câu nói trong đó cũng lập tức cho ra câu trả lời khẳng định tôi sẽ không giết cậu cốc tâm chí chưa bao giờ muốn đinh thu vân chết trong giấc mộng kéo dài trăm năm kia chưa từng có lần nào cậu muốn giết đinh thu vân trì tiểu trì giành được cơ hội đương nhiên sẽ không cho cốc tâm chí nói tiếp liên tục ép sát nếu cậu có thể giết người kia thì cậu đã sớm giết rồi. Vậy là cậu định tự sát hả? Cốc tâm trí trầm mặt không nói gì. Thật là suy nghĩ của thiên tài. Lấy cái chết để tỏ rõ ý chí, thật là sảng khoái, trì tiểu trì quay người nhất lên cửa lều, đồng thời lạnh nhạt nói, tốt nhất sáng mai cậu treo cổ trước cửa lều của tôi, trừ sạch điểm. 9 giờ cậu chết, 9 giờ rưỡi tôi sẽ đi tìm cậu. Sau khi tiến vào lều, trì tiểu trì lặng lẽ thở ra một hơi. Trên mặt cậu không thể hiện điều gì nhưng trên thực tế thì sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Giao thiệp với người có tâm lý biến ảo không ngừng như cốc tâm trí thật sự tiêu hao quá nhiều sức lực. Cũng không ai biết bước kế tiếp của một người điên sẽ đi như thế nào, bởi vậy trì tiểu trì chỉ có thể đánh cược, đánh cược tình cảm của cốc tâm trí đối với Đinh Thu Vân có thể vượt qua bản tính ác liệt mà điên cuồng của cậu ấy hay không. Cho tới bây giờ cậu vẫn không biết mình có thắng hay không. Thu Vân Qua nửa phút, cốc tâm trí cất tiếng từ ngoài lều tôi muốn ở đây cùng cậu không đi vào có bị trừ điểm không trì tiểu trì lại khẽ thở ra một hơi cũng may lần này làm nhà cái thành công cốc tâm trí sốt sắng chờ đợi bên ngoài lều bên trong lều bỗng dưng có một thứ gì đó được ném ra cậu dùng tay trái chụp lấy đến khi định thần trở lại thì sắc mặt khẽ giãn ra không ít đó là một hộp sơ cứu y tế giọng của trì tiểu trì từ bên trong truyền ra tự mình chăm sóc. Cốc tâm chí ngẩn người, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngồi xuống trước cửa lều, nhưng cũng không băng bó, chỉ ông chặt hộp sơ cứu vào lòng, gối mặt lên, nhắm mắt lại, đẩy lòng yên lặng nhen nhúm một chút ngọt ngào, mãi đến khi cảm giác hạnh phúc lấp kín cậu. Từ sau khi trở lại từ thị trấn nô lệ, cốc tâm chí thay đổi rất nhiều. Những người khác đều nhìn thấy rõ sự thay đổi này. Ngày đó Tôn Ngạn đi chuyến tàu đêm, sáng sớm trở lại thị trấn, Trước tiên cậu nhìn thấy hai người đinh cốc đang chạy bộ buổi sáng. Tôn ngạn tiện tay ném một gói thuốc lá cho cốc tâm trí, cũng nhận được một tiếng cảm ơn, lãnh đạm. Tôn ngạn sửng sốt trong phút chốc, cốc đội phó, anh nói gì vậy? Cốc tâm trí ngẩng đầu, tiếng nói có chút cứng nhắc, cảm ơn. Tôn ngạn, cốc tâm trí cảm ơn ai? Ai đang cảm ơn mình? Cảm ơn cái gì? khi tôn ngạn vẫn còn đang mơ hồ thì cốc tâm chí đã đắp khăn lông trên vai chạy theo phía sau trì tiểu trì cốc tâm chí rất nghe lời trì tiểu trì nỗ lực tiếp xúc trò chuyện với đám trẻ con trong trấn nhưng vừa bắt đầu hầu như đều là thất bại nguyện ý cùng cậu trò chuyện chỉ có hạ uyển uyển cùng với cảnh nhất minh thích chơi chung với chị uyển uyển bọn họ sợ anh không sợ thu vân cũng không sợ con báo của cậu ấy cốc tâm chí có chút hoang mang mà dò hỏi hạ uyển uyển và cảnh nhất minh tại sao cảnh nhất minh giống như con thỏ nhỏ trốn sau lưng hạ uyển uyển cẩn thận quan sát cốc tâm trí không dám mở miệng hạ uyển uyển được ông bà đinh mang theo những năm qua nói chuyện rất có vài phần nề nếp của người lớn ta à, em nghĩ có thể là vì anh quá nghiêm túc anh không thích cười phải cười như anh đinh mới được cốc tâm trí khẽ cau mày điều này rất quan trọng sao từ khi còn bé đã không có ai cười với anh cũng chẳng có gì ghê gớm cả Hạ Uyển Uyển già dặn vỗ vai Cốc Tâm Chí, vậy anh thật sự rất đáng thương. Cốc Tâm Chí đột nhiên không kịp chuẩn bị khi được bé gái an ủi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nên ứng phó thế nào, sau đó móc ra gói thuốc lá trong lòng, chia cho Hạ Uyển Uyển. Màn giao dịch bẩn thiểu này trùng hợp bị trì tiểu trì bắt gặp, vì vậy một lớn một nhỏ đều bị phạt úp mặt vào tường 5 phút. Cốc Tâm Chí không hề nhục chí. Năng lực hành động của Cốc Tâm Chí rất mạnh, cắt mấy chục tấm giấy cắt tông thành hình tròn, nâng lên trước mặt trì tiểu trì, đơn giản nói ra suy nghĩ của mình. Nghe qua suy nghĩ của cốc tâm trí, trì tiểu trì có chút bất ngờ, nhưng vẫn giúp cậu vẽ những bức tranh hoạt hình khác nhau, mất gần một tháng, vẽ không tinh tế cho lắm nhưng được cái có tâm. Cốc tâm trí mang theo sắp hình thẻ, đi tìm đám nhóc đang tụ tập chơi đùa trong trấn, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, phân phát thẻ, đơn giản tóm tắt, đi thẳng vào chủ đề, chơi đập thẻ, chơi không đám nhỏ đã quen với những trò chơi điện tử, cơ hồ chưa từng chơi trò đập thẻ bắn bi dân gian như vậy, rất nhanh bị cốc tâm trí đưa vào trong. Chưa tới nửa tháng, đầu đường cuối ngõ đều là tiếng đập thẻ bịch bịch của trẻ con. Có người đạp xe trên phố, tiếng chuông vang từ phố đông đến phố tây, đồng thời kèm theo tiếng hô lớn, tránh đường, tránh đường, cẩn thận đụng xe nè. Trì tiểu trì cảm thấy chiêu này của cốc tâm trí không tệ. Mà hai ngày qua cậu liền phát hiện có chút khác thường là người khởi xướng trò chơi, cốc tâm trí lại cùng đám con nít nghiêm túc so tài thắng thua. Khi Trì Tiểu Trì mang theo ông chủ đi tóm cốc tâm trí trong đám nhóc thì bên cạnh cốc tâm trí đã có một chồng thẻ bài, mấy đứa nhỏ vừa chơi trò đập thẻ vừa rưng rưng nước mắt, vừa nức nở vừa dùng sức uống sữa mà đập thẻ, nhưng vẫn không đấu lại cốc tâm trí tùy tiện dùng một chút lực ở cổ tay. Cảnh tượng và bầu không khí quả thật khiến người muốn rơi lệ, vô cùng thê thảm. Cốc tâm chí đã nghe quen tiếng bước chân của Đinh Thu Vân. Cậu quay đầu lại, dương mắt nhìn người tới. Đối phương chớp mắt một cái, ra hiệu cho cậu đi ra. Cốc tâm chí nhét sắp thẻ vào trong túi, đứng dậy, đầu óc mơ hồ mà đến gần, tôi không hút thuốc. Từ lần trước trì tiểu trì ân cần dạy bảo không cho phép cậu hút thuốc trước mặt bọn nhỏ thì cậu chưa từng lặp lại. Từ trước đến nay cốc tâm chí chưa từng chú ý đến ánh mắt người đời, nhưng nếu Đinh Thu Vân chú ý thì cậu có thể học để giả vờ chú ý. Không thể không nói Cốc Tâm Chí là một học sinh tốt, rất yêu quý điểm của mình, nghiêm túc học tập lễ tiết xã giao mà trước đây cậu chưa từng để ý. Từ lần trước bị phẫn nộ trừ mất 5 điểm, cậu vẫn luôn rất tuân thủ quy tắc, bởi vậy cậu không hiểu trì tiểu trì gọi cậu ra đây có mục đích gì, mãi đến khi nghe đối phương hỏi, cậu thắng được bao nhiêu rồi. Cốc Tâm Chí dường như nhận ra chút gì đó, hàm hồ nói, thắng không nhiều lắm. Trì Tiểu Trì trực tiếp nói thẳng, cậu đã từng đi lính, còn ăn thua với trẻ con. Cốc Tâm Chí bình tĩnh biện bạch, đó là bọn họ không giỏi, không biết dùng kỹ xảo. Trì Tiểu Trì cũng không lắm mồm với cậu, chia tay về phía túi quần của Cốc Tâm Chí. Cốc Tâm Chí siết chặt túi quần, nghiêng người nói, đây là tôi thắng được mà. Trong một số trường hợp, Cốc Tâm Chí già dặn đến đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng lại bướng bỉnh ngoan cố như trẻ con rất chấp nhất đối với thứ mà mình yêu thích. Trì tiểu trì bình tĩnh nhìn cốc tâm trí, bàn tay xuề ra hơi nâng nâng, cốc đội phó. Cốc tâm trí vẫn nghiêng nửa người, đáy lòng lạnh lẽo. Cậu có rất nhiều chiến lợi phẩm đánh dấu Đinh Thu Vân. Quá khứ hay hiện tại đều có. Chiếc tất Đinh Thu Vân mới mua về còn chưa kịp mang, thức ăn còn thừa lại, khoai tây chiên bỏ quên trong ngăn kéo, còn có áo khoác tràng ri đợt trước mình giả vờ ngủ được cậu ấy đắp lên. Đây là ánh sáng và ân huệ trong sinh mệnh của cốc tâm trí Cậu không nỡ lòng vứt bỏ Cho nên mới thu thập Thỉnh thoảng lấy ra đặt ở trước mặt Chỉ cần ngắm nhìn thì trong lòng cũng đủ lấp đầy Hiện tại muốn cậu giao chiến lợi phẩm trả lại cho Đinh Thu Vân Thì thật sự là không nỡ Cốc tâm trí bất mãn cúi đầu thấp xuống Lúc lâu sau mới mang theo một chút hy vọng Đưa ra tâm nguyện mà căn bản không có khả năng đạt được Tôi đưa mấy thứ này trả cho cậu Cậu phải vẽ cho tôi một bộ khác Trì tiểu trì nói, được thôi cốc tâm trí tự giễu nở nụ cười qua một lúc sau mới hiểu được ý của trì tiểu trì ánh mắt hơi trận to sững sờ trong chốc lát ngay cả cười cũng không kịp đã vội đưa ra yêu cầu sợ trì tiểu trì đổi ý tôi muốn hoàng tử bé không được trì tiểu trì thẳng thừng từ chối tại sao trì tiểu trì như cười như không cốc đội phó đừng ép tôi nói ra lời khó nghe cốc tâm trí không nói tiếp nữa thậm chí vẻ mặt cũng không biến hóa nhiều, chỉ ngoan ngoãn lấy ra một sắp thẻ giao cho trì tiểu trì. Nhưng chỉ có trì tiểu trì mới biết trị giá hối hận của cậu đang từng chút một dân lên, từ 60 tăng đến 65. Mỗi một điểm đều đang nhắc nhở cốc tâm trí bọn họ không thể trở về quá khứ được nữa. Trì tiểu trì cầm sắp thẻ, cũng chưa rời đi, cũng không phân phát cho bọn trẻ, ngược lại đi đến giữa đám trẻ con, đỉnh đặt ngồi xếp bằng xuống, tự nhiên gia nhập chiến cuộc, đến phiên ai một đứa bé tóc ngắn lí nhí nói là anh cốc cô bé móc chiếc thẻ lén nhìn cốc tâm trí anh cốc không chơi sao trì tiểu trì nói cậu ấy nhường thẻ cho anh anh là đội trưởng của cậu ấy cậu ấy rất sợ anh bọn trẻ thở dài một cách kính nể ồ dứt lời trì tiểu trì tiêu sái rút ra một tấm thẻ tay nâng thẻ âm thanh vang cũng khá to nhưng không thể lật ngược bất kỳ tấm thẻ nào bọn trẻ trì tiểu trì cậu lộ ra vẻ mặt lúng túng rất hợp hoàn cảnh bọn trẻ nhìn không được mà bật cười trì tiểu trì gãi đầu một cái không phục nói chơi lại sau mười mấy hiệp tất cả tấm thẻ trong tay cậu đều hợp tình hợp lý mà thua sạch bọn nhỏ cười cậu quá yếu nhưng cậu vẫn phối hợp mà lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng lại không phục vành tai đều đỏ ửng cả lên có mùi cơm chính từ trong căn nhà gần đó truyền đến bọn trẻ dưới ánh chiều tà vui vẻ rời đi với sắp thẻ vừa thắng được. Trì tiểu trì vỗ bụi sau quần, đứng dậy đi về phía cốc tâm trí, cười hỏi, thấy rõ tại sao phải thua không? Ánh nắng ấm áp xuyên qua sương mù, bao phủ lên người trì tiểu trì. Trì tiểu trì hỏi cốc tâm trí, người chưa từng chịu thua bất kỳ ai câu hỏi như vậy, cũng không kỳ vọng đáp án như mong muốn từ đối phương, đưa tay sờ đầu báo đen vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi sau lưng bọn trẻ chờ đợi, cùng ông chủ của mình đi đến chỗ để xe mô tô để lại một bóng lưng cho cốc tâm trí cốc tâm trí là người thông minh bởi vậy cậu hiểu rõ ý của trì tiểu trì đối xử với những đứa trẻ này phải học cách thắng cũng phải học cách thua cho dù cậu không thể hiểu rõ tại sao phải như vậy nhưng tương lai còn dài cậu sẽ học tập cho giỏi nghĩ như vậy cậu giơ tay vuốt ngực một cái trước ngực cậu còn giấu ba tấm thẻ bài đó là những tấm thẻ cậu thích nhất bởi vậy cố ý đặt riêng trong người là một con thỏ, một con cá chép và một đóa hoa hồng. Có một con thỏ ngậm hoa hồng muốn con cá dưới mặt nước tiếp nhận tâm ý của mình. Nó không biết nên bày tỏ tình yêu thế nào, không biết làm sao có thể khiến con cá tiếp nhận, chỉ có thể nôn nóng gọi tới gọi lui, thậm chí nhào vào trong nước khiến thân mình chật vật, nhưng con cá vẫn không chịu tới gần nó, chỉ ở cách nó không xa mà bơi qua bơi lại. Con thỏ rất nông nóng, rất đau khổ, nhưng dần dần nó phát hiện bơi trong vũng nước này cũng rất thoải mái. Dần dần nó hiểu rõ tại sao cá lại thích sống dưới nước mà không chịu lên bờ cùng nó. Cho nên con thỏ quyết định phải cố gắng học bơi để con cá mỗi ngày nhìn thấy mình, mãi đến một ngày sẽ nguyện ý tiếp nhận hoa hồng của nó. Cùng lúc đó, không sáu nhìn thấy tất cả cũng dở khóc dở cười. Anh có thể dùng nhân cách thay trì tiểu trì bảo đảm, cậu ấy không phải giả thua, mà cậu ấy thật sự chơi trò chơi rất cùi bắp. Lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một người dựa vào thực lực thảm bại mà vẫn có thể tràn đầy khí thế như vậy, ngay cả mượn cớ cũng phải xinh đẹp, trêu người đến mức anh rất muốn nựng mặt của Trì Tiểu Trì. Vì vậy sau khi nhảy lên yên xe mô tô, báo đen dựa vào lưng Trì Tiểu Trì, nhẹ nhàng lấy chân trước chạm gò má của cậu, cũng cố ý cẩn thận thu hồi móng vuốt, sợ làm đau cậu. Đệm thịt của báo rất mềm, Trì Tiểu Trì nhìn không được mà kéo lấy xoa bóp một chút, còn đưa tay vuốt sống lưng báo vuốt vài cái liền thành công dỗ con báo to không nghe lời này cảm giác thất bại mới nảy cũng tiêu giảm không ít đội nón bảo hiểm lên rồi khởi động mô tô báo đen vẫn nằm dựa vào lưng cậu mô phỏng tư thế ông ấp của loài người cánh tay dùng sức chầm chậm siết lại ông lấy người phía trước vào ngực động tác bí mật nhưng lại vô cùng dịu dàng mấy ngày sau tiểu đội của trì tiểu trì lại xuất phát một lần nữa mục đích vẫn là tìm kiếm vật tư ở một thành phố xa lạ bọn họ gặp được dây thường xuân ăn thịt người đã lâu không thấy. Cũng may bọn họ đã sớm có kinh nghiệm. Ba khẩu súng săn với lượng dầu dự trữ phun ra ánh lửa màu đỏ cam, tạo thành một mạng lưới tấn công cực kỳ dày đặc. Dây thường xuân bị đốt cháy không kịp phát ra tiếng la hét của trẻ con, để lại những cành cây bị cháy xém, còn lại bỏ chạy thuộc mạng. Sau khi diệt sạch chướng ngại, đám người trì tiểu trì cũng không dám lười biếng, lái qua hơn một nửa quảng trường, chọn một siêu thị tiện lợi 24 giờ đã bỏ hoang từ lâu để nghỉ ngơi. Tủ lạnh trong siêu thị đều là những rau củ trái cây đã bị đông cứng khô héo, còn có một chút cơm nắm sushi đã quá hạn sử dụng. Các đội viên từ lâu đã không còn thu thập hàng hóa không có chất lượng như những ngày đầu. Bọn họ lấy ra vỉ nướng từ trong xe tải, lấy ra ba miếng thịt nai tươi mới và một ít khoai tây, dùng dao quân dụng cắt thành miếng nhỏ, rắc hương thảo lên cùng với muối tiêu đen do chị Cảnh tự làm, đặt lên giá, lấy diêm nhóm lửa. Nước thịt tiết ra nhiễu xuống vỉ nướng kêu xì xì, dần dần tỏa ra mùi thơm phức kỳ lạ. Trước khi thịt được nướng chín, nhang lang lang và các đồng đội đi tìm kiếm xem trong siêu thị còn vật tư khác hay không, lưu lại vài người trong lúc rảnh rỗi bắt đầu thương lượng nên đối phó với trí tuệ nhân tạo và đám nhân loại mới như thế nào. Sau khi trì tiểu trì thiết lập căn cứ, điều đầu tiên cậu làm là nhổ bỏ trạm cơ quan của tất cả trí tuệ nhân tạo trong phạm vi 200 dặm nếu không trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không coi thị trấn nhỏ này như cái đinh trong mắt, thường xuyên phái nhân loại mới đến phá rối. Nhưng trạm canh gác do Trì Tiểu Trì thành lập được quân sự hóa quá mạnh, hơn nữa còn thu nhận một nhóm trí tuệ nhân tạo có thiện ý với nhân loại, cùng với sự chỉ đạo của 061, bọn họ thành lập trạm cơ quan trí tuệ nhân tạo thuộc về bọn họ, có tư thế ngang ngửa với trí tuệ nhân tạo ủng hộ nhân loại mới, vì vậy bọn họ có thể mạnh mẽ mở ra một vùng đất ngoài vòng pháp luật ở tận thế nhưng ngay cả như vậy thì mọi người cũng không dám lơ là tuy trí tuệ nhân tạo không phải thực thể nhưng dù sao chúng nó từng điều khiển toàn thể nhân loại thị trấn nhỏ này dù sao vẫn là quá nhỏ cho dù hiện tại bọn họ có liên minh với đám người thư văn thanh nhưng vẫn không đủ trì tiểu trì nghiêng về xu hướng đưa đội ngũ của đinh thu vân đi càng xa hơn tìm kiếm những vùng đất ngoài vòng pháp luật khác cậu biết vẫn có không ít nhân loại cũ và nhân loại mới ngóng trong bình an đóng quân ở một số địa phương nhưng vì thông tin bế tắc giống như robinson bị cô lập trên đảo hoang thấp thẩm bất an chờ đợi một nơi nào đó phát ra tín hiệu đồng minh bọn họ muốn liên hợp nhóm người này từ từ mở rộng lãnh địa thuộc về con người trì tiểu trì lầm bầm trong lòng đem suy nghĩ của mình truyền đạt cho đinh thu vân lúc này cốc tâm trí đột nhiên mở miệng nói tôi có một cách để giải quyết đám trí tuệ nhân tạo này trước đây cốc tâm chí chưa từng phát biểu bất kỳ kế hoạch chiến thuật nào lần này đột nhiên mở miệng tất cả mọi người bao gồm cả trì tiểu trì đều đưa mắt nhìn về phía cậu cốc tâm chí nói trước khi tiến vào tận thế trí tuệ nhân tạo hầu như đã khống chế từng ngõ ngách của thế giới này thế nhưng chúng nó lại không thể thành công khống chế vũ khí năng lượng theo lý thuyết thị trấn nhỏ kia của chúng ta chỉ cần dùng một loại tên lửa đạn đạo là có thể sang thành bình địa đinh đội cậu có biết tại sao không trì tiểu trì im tiếng trong chốc lát đinh thu vân đã từng đi lính đương nhiên cậu ấy biết vũ khí quân đội cấp quốc gia chỉ xem trí tuệ nhân tạo là phụ quyền chủ yếu khống chế nằm trong tay nhân loại hơn nữa thiết lập tường lửa có độ chính xác cao để tránh trí tuệ nhân tạo xảy ra vấn đề gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi biến cố xảy ra các trí tuệ nhân tạo có trí tuệ tiến hóa đã từng thử công kích kho vũ khí nhưng rất nhanh bị hệ thống khẩn cấp báo động cho người quản lý người ở đó lập tức lựa chọn cắt đứt hết thảy hệ thống mạng trực tiếp ngăn cách khả năng công kích từ phương diện vật lý những năm nay vẫn luôn có nhân loại mới mưu toan kết nối hệ thống mạng đã bị cắt đứt nhưng vẫn không thể toại nguyện nói đến đây tri tiểu trì đã đoán được cốc tâm chí muốn nói gì cậu muốn ngăn cản cốc tâm chí nhưng cốc tâm chí đã tiếp tục nói tôn bân có sự hiểu biết về phương diện này chỉ cần tìm thêm vài nhân tài kỹ thuật nghĩ cách khôi phục việc sử dụng vũ khí hạng nặng chiếm cứ hỏa lực mạnh nhất, dùng bom hoặc tên lửa đạn đạo phá hủy mấy khu dân cư nhân loại mới, như vậy nhân loại mới sẽ biết bọn họ nên cùng ai hợp tác. Lúc đó mượn tay của bọn họ để phá hủy cơ quan đầu não của trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Bân bị điểm danh cũng được mặc như một con gà gỗ. Sau khi nghiền ngẫm một lượng lớn thông tin này, Tôn Ngạn hít vào một hơi lạnh, cái này là biện pháp sao? tri tiểu trì trực tiếp bác bỏ câu hỏi của tôn ngạn là biện pháp nhưng không phải là biện pháp mà con người nên nghĩ ra cốc tâm trí nhún vai dường như đề nghị vừa nãy chỉ là cậu thuận miệng nhắc tới cậu không thích thì bỏ qua đi cốc tâm trí lên tiếng quấy nhiễu tất cả mọi người có chút không dễ chịu mãi đến khi nhan lang lang dơ một thứ chạy tới đinh đội nhìn xem em tìm được gì nè thứ mà nhan lang lang tìm tới thật sự là một bảo bối đó là một cái máy chụp hình lấy liền, hơn nữa vẫn còn nguyên dây sạc, hẳn là chủ siêu thị trước đó vội vàng chạy lánh nạn nên bỏ quên. Mọi người bỏ qua bầu không khí cứng nhắc mới nảy, bắt đầu nói chuyện tào lao, rất nhanh ném kế hoạch phản công ra sau đầu. Thừa dịp lúc ăn cơm, bọn họ dùng máy phát điện cầm tay sạc cho máy chụp hình. Sau khi ăn xong, nhàn lang lan kiểm tra bên trong còn giấy chụp hình, nhân tiện nói, mọi người cùng tụ họp một chút, chúng ta chụp hình chung nha. Mọi người ăn uống no đủ Cũng đều là người trẻ tuổi đương nhiên sinh ra tâm tư chơi đùa Nào là chải tóc, nào là chỉnh quần áo Bọn họ không có gậy chụp hình Bèn đặt máy lên mặt bàn Mọi người chọn góc cả buổi mới cùng nhau ngồi xổm xuống Trì tiểu trì đương nhiên đứng ngay chính giữa Cốc tâm trí thì chen vào những người khác Ngồi xuống cạnh cậu Nhan Lan lang chỉnh máy tự động 10 giây, sau đó lập tức xông vào đội ngũ, hô lên một tiếng, mọi người cười lên nha, vì vậy mọi người đều nghe răng cười, nhưng vì quá lâu không chụp ảnh, hơn nữa chức năng tự động làm cho mọi người không bắt được thời cơ, cho nên mọi người cười có chút khoa trương. Chỉ có trì tiểu trì vẫn giữ bắt được cảm giác ống kính vô cùng tốt, tay trái khoác lên lưng ông chủ, tay phải thì đặt lên đầu gối phải, dùng khuôn mặt của Đinh Thu Vân lộ ra nụ cười sáng lạng. Nhưng cậu không nhận ra, người ngồi bên phải cậu và báo đen đều không nhìn về phía ống kính. Cốc tâm chí nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại dưới chóp mũi và đường cong hàm dưới vô cùng hoàn mỹ của Đinh Thu Vân, khóe môi không khống chế được mà nâng lên. Còn báo đen mở to đôi mắt màu xanh xám, dịu dàng nhìn kỹ khuôn mặt của cậu thanh niên bên trong thân thể kia. Buổi tối, trước khi mọi người nghỉ ngơi, theo thông lệ thì một người sẽ canh gác chính, hai người canh gác ngầm, cứ ba giờ đổi một nhóm. Không chờ tôn ngạn sắp xếp, trì tiểu trì đã nói, 11 giờ đến 2 giờ sáng lang lang sẽ canh gác chính trạm gác ngầm là tôi và cốc đội phó. Đang thu dọn vĩ nướng, cốc tâm trí nghe như vậy liền dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng thu dọn, ông các loại dụng cụ bước nhanh ra ngoài. Các đội viên nhìn nhau. Bọn họ căn bản không bắt được mạch não của cốc tâm trí. Đã quen thuộc với bọn họ lâu như vậy nhưng cốc tâm trí vẫn không gần gũi với bọn họ, trong mắt và trong lòng cậu ấy chỉ vừa vặn có một mình Đinh Thu Vân. Lâu dần các đội viên mặc dù cũng đã quen, nhưng khi nghe thấy Cốc Tâm Chí dùng thái độ bình thản nói đến việc đánh giết nhân loại mới thì vẫn không nhịn được mà cảm thấy rùng mình. Cốc Tâm Chí lại không thể hiểu rõ tâm tình của các đội viên. Nói đúng ra, sự thiếu khuyết trong lòng khiến cậu căn bản không cảm giác được bầu không khí đình trệ trong nháy mắt kia. Theo quan điểm của cậu, đề nghị kia chỉ có tính khả thi nhất định, cung cấp cho Đinh Thu Vân để tham khảo mà thôi, nếu Đinh Thu Vân không thích thì coi như chưa từng nói. Siêu thị chỉ có hai tầng lầu, Trì Tiểu Trì và Cốc Tâm chí ngồi trên nóc nhà để trông coi. Tối nay đặc biệt lạnh, Trì Tiểu Trì quấn khăn quàng cổ dài, ông chủ nằm nhọa dưới chân cậu để sưởi ấm chân cho cậu, bộ lông mềm mịn dán vào mắt cá chân, quả thật là dụng cụ sưởi ấm thiên nhiên. Cậu cầm một củ khoai nướng, chia cho ông chủ ăn cùng. Cậu gần một nửa, ông chủ hơn một nửa. Con mèo to này dường như đang cỏ mắt cá chân cậu, dịu dàng gọi, ngao Trì tiểu trì nhỏ nhẹ giao lưu với nó Giống như có thể thật sự nghe hiểu lời nó Ăn ngon không, ngọt đúng không Khoai lang rất ngọt Thịt bên trong bị nướng chín tiết ra mật Khi cắn vào phải cẩn thận một chút Vừa tránh bị bỏng vừa tránh bị tràn mật ra ngoài Cho nên trì tiểu trì ăn rất tinh tế Ông chủ không có nỗi lo lắng này Thừa dịp khoai lang nguội một chút liền nuốt cái ực Thời gian còn lại thì ngồi ngắm trì tiểu trì ăn Cũng thay cậu liếm sạch phần khoai lanh còn dính trên ngón tay Trì Tiểu Trì động động mắt cá chân, khoe khoang với 061, "Thầy lục xem kìa, túi giữ ấm tự động của tôi đấy." Cậu lại duỗi tay ra, để ông chủ khẽ liếm tay cho mình, máy tự động rửa tay. Dứt lời, cậu lại đưa tay lau chùi lên lông báo, máy tự động sấy khô. Trong lời nói tràn đầy niềm tự hào đối với ông chủ đa chức năng nhà mình. 061 nở nụ cười, cẩn thận mà cuốn lấy bàn tay có chút lạnh của Trì Tiểu Trì, tiếng cười nhẹ trong đêm có vẻ yên tĩnh lại trầm thấp. Ừm, thật tốt. Ông chủ mỏ thang và Đinh Thu Vân rất cuốn quýt nhau, cốc tâm trí đã sớm biết điều này. Lúc đầu cậu vô cùng chán ghét con báo kia, nhưng cậu không dám quá lộ cảm xúc chán ghét và ghen tuông với nó. Bởi vì cậu không dám mạo hiểm mất đi Đinh Thu Vân dù chỉ là một chút. Đinh Thu Vân cưng chiều nó như vậy, vì để cho tâm trạng mình được thoải mái thì bản thân cốc tâm trí cũng chỉ có thể thử thưởng thức nó. Trải qua thời gian dài tự thôi miên bản thân, cốc tâm chí miễn cưỡng thích con báo này. Ít nhất nó có thể bảo vệ Thu Vân, trở thành một tấm khiên cho Thu Vân. Nhưng mình thì khác, mình là khẩu súng của Thu Vân, là độc nhất vô nhị. Tất cả mọi người đi ngủ. Trạm canh gác chính được thiết lập ngay cửa lớn của siêu thị, tiếng thiêu đốt cành cây của lửa trại vang lên tanh tách, nhàn lang lan ngồi bên đống lửa đem tảng đá ở bốn góc ép lại, tiếng chung bạc kêu len keng len ken theo động tác của cô. Cốc tâm chí nhẹ giọng hỏi trì tiểu trì, gọi tôi tới là có chuyện. Đinh Thu Vân cố ý điểm danh cậu, cùng cậu ấy trong coi trạm gác ngầm, theo suy đoán của cậu thì Đinh Thu Vân có chuyện muốn nói với cậu. Đúng như dự đoán, Trì Tiểu Trì đang lôi kéo hai chân trước của ông chủ để chơi đùa, vẫn đưa lưng về phía cốc tâm trí, lên tiếng, ừm, là chuyện vũ khí cấp quốc gia mới nảy. Cốc tâm trí không đáp lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng ngón tay có chút khẩn trương mà siết chặt góc áo. Cậu trầm mặt chờ đợi sự chất vấn và khiển trách của đối phương. Cậu đã quen với giọng điệu lãnh đạm của đối phương, lúc đó tôi không cho cậu tiếp tục nói là vì tôi biết cậu sẽ tiếp tục nói điều gì. Cậu chán ghét nhân loại mới như vậy sao? Cốc tâm trí không hiểu nên câu mày lại, nhân loại mới khác với chúng ta. Bọn họ là một chủng loại khác chúng ta. Trì tiểu trì hỏi ngược lại, nếu có một ngày tôi cũng mắc bệnh ung thư thì sao? Cốc tâm trí sửng sốt vài giây, sau đó cau chặt lông mày, giọng điệu càng lạnh lẽo cứng trắng, cậu sẽ không. Nếu như. Không có nếu như. Trì tiểu trì làm lơ thái độ cố chấp phản bác của cốc tâm trí, lầm bẩm nói, vậy tôi cũng sẽ trở thành nhân loại mới, trở thành một chủng loại khác như cậu đã nói. Nếu cốc tâm trí không hiểu cái gọi là đồng cảm thì để trì tiểu trì giải thích thay cậu ấy, cũng chỉ có thể lấy mối liên hệ duy nhất có liên quan đến tình cảm của Đinh Thu Vân và cậu ấy để nêu ví dụ quả nhiên cốc tâm chí không tiếp tục phản bác nữa cậu đang nghĩ đinh thu vân trở thành nhân loại mới thì sẽ có bộ dáng thế nào cuối cùng bất ngờ phát hiện chỉ cần người kia là đinh thu vân thì cũng không khó tiếp nhận như vậy sự phát hiện này khiến cốc tâm chí hơi cảm thấy kinh ngạc trì tiểu trì dường như rất biết nắm bắt tinh thần của cốc tâm chí chớp mắt thời điểm đó cậu sẽ giết tôi vì tôi là nhân loại mới chứ điều mà cốc tâm chí không thể chấp nhận chính là câu này sẽ không một đòn liền tan nát. Trì tiểu trì lại thay đổi giọng điệu, lúc này dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng từng chữ vẫn mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt. Nhân loại cũ như chúng ta nói không chừng một ngày kia sẽ biến thành nhân loại mới. Một quả bom của cậu nổ xuống, nói không chừng người chết cũng có tôi trong đó. Tâm tư của cốc tâm trí đã trối bời. Nhưng mà, trì tiểu trì nói, đề nghị kia của cậu cũng không tính là xấu đời trước đinh thu vân ngoại trừ sập hố bởi cái tên khốn kiếp tốc tâm trí này thì còn bị thiệt thòi vì thiếu vũ khí và thiết bị lạc hậu trì tiểu trì biết khuyết điểm trong lòng của đinh thu vân cho nên vẫn luôn để ý thay cậu ấy bù đắp ban đầu trì tiểu trì chiếm đoạt kho quân sự sau đó lại lần lượt tiến vào không ít trụ sở quân sự để lấy đi rất nhiều vũ khí tạo nên một bức tường hỏa lực cứng rắn không thể phá vỡ cho thị trấn của cậu nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn cho dù là đinh thu vân hay là trì tiểu trì thì đều biết muốn sinh tồn ở tận thế phải tiêu hao vật phẩm để đổi lấy an bình ngắn ngủi tuyệt đối không thể xưng là an bình chân chính bởi vậy từ rất lâu trước kia trì tiểu trì đã nhìn chằm chằm kho vũ khí cấp quốc gia trước khi biến cố xảy ra khi các ban ngành liên quan nhận ra tình huống không đúng đều không hẹn mà cùng phá hủy tất cả hệ thống mạng bao gồm cả hệ thống mạng quân sự đây không thể không nói là hành động sáng suốt một khi bị hủy thì tất cả vũ khí tối tân đều trở thành cục sắt dĩ sét nằm trong kho. nhưng dù sao chúng nó vẫn là những thứ vũ khí quan trọng và quý giá nhất định phải giành lấy. đa số nhân loại cũ chỉ lo thoát thân và tìm kiếm thức ăn nước uống để sinh tồn, còn phải đề phòng đám thực vật tiến hóa tập kích, sống sót đã là rất miễn cưỡng. nhân loại mới dù sao cũng có gia đình của mình, một bộ phận không muốn tiếp tục nương nhờ vào trí tuệ nhân tạo nên lựa chọn trốn đi một bộ phận vì muốn bảo vệ gia đình mình mà lựa chọn phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Đương nhiên trí tuệ nhân tạo muốn cướp đoạt kho vũ khí quốc gia, chân chính nắm giữ vận mạng loài người, nhưng lần nào cũng bị đánh đuổi bởi hệ thống thiết lập bảo vệ kho vũ khí. Những binh sĩ này vừa là người có trách nhiệm vừa là những người muốn ở lại canh giữ kho vũ khí, cũng coi như có thứ chống đỡ để dựa vào, đương nhiên là cúc cung tận tụy. Khi chưa gặp được cốc tâm trí, Tri Tiểu Trì từng có tiếp xúc với những người trấn giữ kho vũ khí. Bọn họ toàn bộ đều là nhân loại cũ, cần thiết duy trì sinh hoạt cơ bản nhất, bởi vậy cũng tổ chức đội chuyên sư tầm vật tư, ra ngoài thu thập thức ăn. Trí tuệ nhân tạo lại muốn tiệt đi nguồn cung cấp vật tư của bọn họ để bọn họ đói bụng mà chết, không chiến mà thắng, bởi vậy xe vật tư của bọn họ thường trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của đám nhân loại mới dưới trướng trí tuệ nhân tạo, mỗi lần ra ngoài đều phải đánh một trận ác liệt có lần trì tiểu trì mang theo vài đội viên với thân thể cường tráng tiến hành một chuyến sưu tầm vật tư gần nửa tháng tiến về hướng gần nhất với khu căn cứ quân sự cậu ngồi canh giữ bên đường giả vờ một màn bò ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình sau lưng đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công giúp các binh sĩ đánh lui nhân loại mới đột kích bọn họ đoạt lấy vũ khí của nhân loại mới cũng cung cấp miễn phí một chút vật tư cho các binh sĩ trì tiểu trì làm như vậy ít nhất ba lần tất cả đều lấy lý do là đi ngang qua, cũng thu hoạch được khá nhiều từ đám nhân loại mới. Không sáu một từng chế nhạo cậu, bảo là cậu không chỉ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết mà còn mò đi hai cục than từ trong chậu. Nói là nói như thế, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết dù sao vẫn khiến người khác khắc sâu ấn tượng hơn dệt hoa trên gấm. Trì tiểu trì dám bảo đảm, trải qua ba lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết thế này thì thanh danh của mình cũng đã lan truyền đến tai người chỉ huy căn cứ, ấn tượng tất nhiên là tốt, đáng giá tin tưởng. Qua lâu như vậy, người canh gác kho vũ khí cũng bị đói bụng, giá rét, tổn thất do chiến đấu và bệnh tật mà chết cũng khá nhiều, vì vậy sẽ muốn mưu cầu con đường hợp tác với người khác. Mà trì tiểu trì đang chờ chính là cơ hội như vậy. Việc thành lập và củng cố thị trấn thật sự tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu, cậu cũng không muốn quá sớm làm lộ rõ ý đồ của mình, vì vậy vẫn luôn ẩn giấu, không ngờ cốc tâm trí cho ngáp phải rùi, cùng chung suy nghĩ với cậu. Nhưng mà điều này cũng không có gì kỳ lạ. Lúc trước Đinh Thu Vân thích cốc tâm trí, làm sao không phải là ý hợp tâm đầu, mưu đồ hợp ý. Chẳng qua lúc đó Đinh Thu Vân quá mức tin tưởng cốc tâm trí, không phát hiện giữa cậu và cốc tâm trí đã xuất hiện kẻ nước không thể nối liền về quan niệm. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cốc tâm trí sửng sốt rất lâu mới hiểu được ý của người trước mắt, cậu cảm thấy tôi nói đúng nửa phần trước vẫn là tiếng người trì tiểu trì nhún vai nửa phần sau tôi dùng gót chân để nghĩ cũng biết cậu phun không ra ngà voi gì đâu cốc tâm chí mím môi nở nụ cười trên người cốc tâm chí có loại cảm giác lãnh đạm trí mạng của một thiếu niên khi cười rộ lên thậm chí còn mang theo một sự hồn nhiên khiến tim người ta trật nhịp chẳng qua trì tiểu trì vẫn không đặt ánh mắt lên người cốc tâm chí lấy ra một bình rượu nhỏ ở trong lòng mở nắp uống một hớp để làm ấm người trì tiểu trì nói rõ Tôi có người quan trọng phải bảo vệ, không thể để cho bọn họ bị nguy hiểm. Nhưng tôi biết rõ có thể chân chính bảo vệ hòa bình không phải là dựa vào thiện lương hay tình người, mà là sự sợ hãi. Cho nên tôi muốn vũ khí, muốn có sức mạnh mang tính áp đảo, muốn tất cả. Chúng ta không chủ động tàn sát nhưng chúng ta nhất định phải là người mạnh nhất. Cốc tâm trí bình tĩnh nhìn chăm chú trì tiểu trì, một chữ không nói, trong mắt đều là si mê lưu luyến mặc dù cậu không hiểu rõ đó là chí hướng to lớn thế nào nhưng nếu đây là tâm nguyện của đinh thu vân vậy thì nhất định rất quan trọng cốc tâm chí đương nhiên chủ động tiên phong chuyện này giao cho tôi làm có được không trì tiểu trì liếc mắt nhìn cốc tâm chí để sau đi tôi cần suy nghĩ thêm bầu không khí giữa hai người hiếm khi hài hòa như vậy một người hút thuốc một người uống rượu mặc dù vẫn lặng im nhưng không có tranh chấp không có đối lập điều này làm cho cốc tâm chí tràn đầy vui mừng lén lút nhìn trì tiểu trì. Trì tiểu trì dường như nhận thấy ánh mắt của cốc tâm trí, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, cốc tâm trí lại cực nhanh rời đi tầm mắt, hơi sốt sắng mà vuốt đường viền tay áo, mặt không biến sắc nhưng tim thì loạn nhịp. Cốc tâm trí muốn nói gì đó nhưng lại sợ bản thân nói ra lời không thích hợp sẽ phá hủy bầu không khí tốt đẹp này. Qua hồi lâu, cậu mới lấy hết dũng khí nói, đinh đội, cậu ngủ đi. Trì tiểu trì hít một luồng không khí lạnh lẽo của đêm khuya, giọng nói đã trở về làng điều trêu chọc không lạnh không nhạc cốc đội phó chúng ta là trạm gác ngầm nào có đạo lý lính gác đi ngủ cốc tâm trí yêu thích đinh thu vân gọi mình như vậy đinh đội lời còn chưa dứt báo đen vốn vẫn luôn bình yên chiếm giữ dưới chân trì tiểu trì đột nhiên sáng lên đôi mắt màu xám xanh phát ra một tiếng gầm nhẹ nặng nề trực tiếp từ bên cạnh trì tiểu trì chạy đi thuận theo cầu thang chạy xuống và giây sau đã mất bóng cùng lúc đó không sáu một im lặng nãy giờ đột nhiên nói, tiểu trì, có chuyện rồi. Cốc tâm chí với hai năm kinh nghiệm chiến đấu độc lập, vốn đã rất nhạy cảm chẳng khác gì thú hoang. Trước khi ông chủ phát ra báo động thì cậu đã lập tức vương mình lộ đầu ra từ nơi kín đáo, chỉ liếc mắt một cái thì sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi. Mười mấy con màu huỳnh quang lặng lẽ di chuyển bao vây lửa trại. Linh cẩu Là đám linh cẩu kết bè kết lũ. Càng trí mạng là nhang lan lan làm trạm canh gác chính, nhưng có lẽ vì lửa trại quá ấm áp, cộng thêm nghĩ đến trạm gác ngầm có hai người đáng tin cậy có thể ý lại, cho nên cô cúi đầu ngủ thiếp đi. Trì tiểu trì cũng nhìn thấy màn này, tinh thần nháy mắt căng thẳng, trong lúc mò lấy súng thì cũng tính toán vô số khả năng, trong nháy mắt tâm tình càng lạnh hơn vài phần. Đám linh cẩu vô cùng đói bụng, nếu không sẽ không chọn nơi có báo đen dừng chân để mạo hiểm săn mồi. Khoảng cách chúng nó đến nhan lan lan đã quá gần, nếu như trì tiểu trì nổ súng thì khó bảo đảm sẽ không đã thương chúng lan lan, càng khó bảo đảm chúng nó có thể bị tiếng súng đè ép mà cấp tốc tấn công cắn đứt yếu hầu của nhan lan lan. Linh cẩu hành động theo bầy, không thể khinh thường tính đoàn kết của chúng nó. Càng hỏng bét chính là đám linh cẩu này gợi lên hội ức cực đoan ác liệt trong đầu Đinh Thu Vân. Một bàn tay đeo chuông bạc loan lỗ vết máu duỗi ra trong tiếng hét tuyệt vọng giữa bầy linh cẩu cắn xé, giống như muốn nắm lấy gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nắm lấy thứ gì. Trong lúc sốt sáng cực độ dẫn đến chứng đau nửa đầu nghiêm trọng, trì tiểu trì cắn răng cố nén, đem hồng súng nhắm ngay xuống dưới, thầy lục, giúp tôi ngắm bắn. Nhưng còn chưa đợi không sáu một trả lời thì người bên cạnh cậu đã yên lặng dùng tay chống lan can ban công, thả người nhảy xuống. Luồng khí bên cạnh lướt qua mặt trì tiểu trì khiến cậu nháy mắt bất động, ngón tay hoàn toàn cứng ngắc trên cò súng, thân thể cũng nhịn không được mà bắt đầu run rẩy. 061, Tiểu Trì Kế hoạch đánh lén của đám linh cẩu bị cốc tâm trí từ trên trời giáng xuống hoàn toàn phá vỡ. Cốc tâm trí không hề có ý định lên tiếng đe dọa, lặng lẽ rút dao găm từ bên hông, nâng cổ tay phóng một phát xuyên qua đầu một con linh cẩu. Tiếng xé gió chói tai và máu tươi bắn tung tóe khiến nhan lang lang tỉnh táo trở lại, cô mơ màng nhìn thấy trước mặt có nhiều màu huỳnh quang đang lượn lờ, tâm trạng dân lên tiếng báo động mạnh liệt không hề hoài nghi và do dự lập tức cua lấy hai thanh củi từ trong đống lửa rồi vung vẩy xung quanh ý định đánh đuổi chúng nó cũng cấp tốc phán đoán nên chọn đường nào để phá vòng vây đám linh cẩu làm sao cam tâm buông tha cho con mồi đã đến miệng trong đó có hai con thừa dịp nhang lang lang xoay vai chúng nó từ hai hướng khác nhau phi thân nhảy lên cắn về phía cuốn họng và cánh tay của nhang lang lang trong đó có một con vừa mới nhảy lấy đà liền bị một phát bắn lén từ lầu hai miễn cưỡng bắn nát đầu. Nhưng Trì Tiểu Trì không còn cách nào khác để ngăn cản con còn lại. Răng nanh trắng như tuyết, chảy xuống một ngụm nước miếng của linh cẩu mạnh mẽ nhắm vào cánh tay nhỏ của Nhan Lang Lang mà cắn xuống. Nhưng cái cắn này lại rơi vào một ống sắt. Tiếng răng hàm gãy vỡ khiến người ta tê cả da đầu vang lên, cốc tâm chí vung ống sắt trong tay giữa không trung tạo thành một nửa đường công đẹp để hất mạnh thân thể của linh cẩu xuống sàn nhà. Bởi vì dùng sức quá mạnh mà ống sắt bị gãy làm đôi. Cốc tâm chí tay mắt lanh lệ cầm lấy một nửa ống sắt còn lại, dùng phần bị đứt gãy đâm thẳng xuống bụng của linh cẩu, một tay bóp chặt cổ linh cẩu, kéo ống sắt xuống thẳng một đường, trực tiếp mổ bụng nó. Máu tươi văng đến khóe môi của cậu. Trên lầu lại bắn hai phát súng, bắn chết một con và đã thương một con. Trong lúc con linh cẩu bị mổ bụng gào thét kịch liệt, thành công đem vài con linh cẩu may mắn còn sống sót đều chạy trối chết. Cốc Tâm Chí đứng dậy, dùng mu bàn tay xóa đi vết máu nơi khóe môi, lại dùng quần áo lau ống sắt nhúng máu, không thèm quan tâm nhang lang lang vẫn còn đang kinh ngạc sững sờ, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất. Nơi đó không còn thấy bóng dáng của Trì Tiểu Trì đâu nữa. Tiếng súng làm thức tỉnh các đội viên đang ngủ yên bình trong siêu thị. Khi mọi người lao ra thì Nhan Lang Lang đang cầm khúc củi vẫn còn thiêu đốt, không biết tại sao lại đứng im tại chỗ. Trì Tiểu Trì xách ngược súng bước ra từ trong siêu thị, "Nhan Lang Lang, anh hỏi em, trạm canh gác chính là gì?" Nhan Lang Lang tái mặt, "Em..." Trì Tiểu Trì đem súng ném vào lòng Nhan Lang lan "Quá to, ai cho em ngủ? Em không muốn sống nữa hả?" Nhan Lang Lang vừa trải qua ranh giới sinh tử, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa sau lưng lại bị gió lạnh thổi qua, nổi da gà từng trận, đinh đội, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Em xin lỗi ai? Trì Tiểu Trì đá một phát lên thanh củi khiến tia lửa bắn khắp nơi, em nên xin lỗi chính là bản thân mình kia Nhan Lang Lang bị Trì Tiểu Trì nổi trận lôi đình dọa hoảng sợ, nhưng cũng tự biết mình phạm sai lầm quá lớn, chỉ có thể cúi đầu nghe răng dậy Đám người tôn ngạn cũng chưa từng thấy Trì Tiểu Trì nổi trận lôi đình như vậy, dồn dập hòa giải, đinh đội đinh đội, xin bớt giận. Lan Lan còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, anh đừng giận nữa. Lan Lan, mau tới đây, nói vài lời hay với đinh đội đi. Cốc tâm trí có chút đau lòng cho đinh Thu Vân, chủ động đến gần, Thu Vân. Trì tiểu trì không nói hai lời, hất tay cho cậu ấy một cái tác. Cốc tâm trí bị đánh đến hoang mang, dương mắt nhìn trì tiểu trì một cách kinh ngạc. Nhìn cái gì? Đang đánh cậu đấy, Cốc Tâm Chí nghe thấy giọng nói của Trì Tiểu Trì có chút trung rẫy, thích nhảy lầu lắm hả? Cậu cũng không muốn sống nữa phải không? Cậu cũng còn nhỏ tuổi hả? Muốn thể hiện mình có năng lực có bản lĩnh sao? Dứt lời, Trì Tiểu Trì đẩy ra mọi người đang ngăn cản, quay đầu trở về siêu thị, bước lên lầu, đem cửa phòng trên tầng thượng khóa chặt. Tất cả mọi người nhìn ra lần này đinh đội thật sự nổi giận. Một trận âm ý khiến mọi người tỉnh cả ngủ. Khi nhan lan lan bị linh cẩu vây công thì không khóc Vậy mà bây giờ lại bị dọa khóc Cô sụt sùi đến trước cửa tầng thượng gõ cửa nhận sai Cầu xin cả buổi nhưng vẫn tay trắng trở về Cô lạ chả nước mắt quay lại tầng trệt Khóc càng thảm hại hơn Tôn Bân đi dỗ cô, chú la thì lưu loát thu thập thịt linh cẩu dự trữ làm lương thực tồn kho. Tôn ngạn châm củi vào đóng lửa, nói với cốc tâm chí, cốc đội phó, đinh đội cũng chỉ giận chó đánh mèo anh mà thôi, anh đừng để trong lòng cốc tâm trí không nói. Nghĩ đến Đinh Thu Vân mới nãy, vẻ mặt rõ ràng là căng thẳng và lo lắng, trong lòng cốc tâm trí liền ngọt ngào, làm gì còn rảnh tính toán chuyện nhỏ nhặt này. Trong khi đó, Trì Tiểu Trì cách biệt với mọi người, đang ngồi dựa vào hàng rào trên lầu, đem mặt chôn vào giữa hai gối, bàn tay mới đánh cốc tâm trí vừa rồi vẫn còn hơi run rẩy. Không sáu một nhẹ giọng gọi cậu, Tiểu Trì. Trì Tiểu Trì sửa lại tóc tai một chút, xin lỗi, nhập diễn quá sâu không sáu một nói ừm tôi biết anh đoán được trì tiểu trì đang nghĩ đến chuyện gì ở thế giới của bọn trẻ trong viện mồ côi đối mặt với cảnh tượng tương tự thì trì tiểu trì cũng xuất hiện phản ứng tương đối nghiêm trọng giống vậy cậu ấy không nhìn nổi chuyện có người rơi xuống từ trên lầu không sáu một cũng biết trì tiểu trì thật sự nổi giận với nhan lan lan nhưng việc cậu nổi nóng với cốc tâm trí hoàn toàn là cố ý trì tiểu trì biết cốc tâm trí sẽ hiểu lầm Hiểu lầm hàm nghĩa đại biểu cho cái tác kia Cho rằng Đinh Thu Vân đang quan tâm mình Thậm chí sẽ vì điều này mà vui vẻ chịu đựng Vì vậy trì tiểu trì dứt khoát lợi dụng điểm này Bởi vì trì tiểu trì biết rất rõ đối tượng phục vụ của cốc tâm trí chỉ có một mình Đinh Thu Vân Bị giới hạn bởi tính cách của cốc tâm trí Vì để đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào Trước khi rời đi trì tiểu trì phải giao cho Đinh Thu Vân một cốc tâm trí trung thành tuyệt đối Nói trắng ra là cho dù sau khi Đinh Thu Vân được trả lại thân thể, chuyện thứ nhất chính là muốn giết chết cốc tâm trí thì trì tiểu trì cũng phải bảo đảm khi đó cốc tâm trí hoàn toàn nguyện ý tin tưởng mà giao sau lưng cho Đinh Thu Vân. Nhưng mà cái tác kia cũng là cậu thật sự muốn bộc phát tâm tình của mình. Khi nhìn thấy cốc tâm trí nhảy lầu, cậu thật sự rất sợ. Trì tiểu trì bị sự hồi hộp kích thích chứng đau nửa đầu làm cho mồ hôi lạnh ứa ra giàn dụa. Cậu che kín áo khoác và khăn quàng cổ, thấp giọng gọi, thầy Lục. 061, ừm, tôi đây. Từ trong cổ họng của cậu cất lên tiếng cười khẽ mơ hồ, may mà lâu ca không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi. Vừa nãy cốc tâm trí từ trên lầu nhảy xuống khiến trì tiểu trì nghĩ đến sự kiện tương tự từng xảy ra với mình. Khi đó cậu gào khóc, hoảng loạn, quỳ xuống đất khẩn cầu lâu ảnh đừng chết, đừng rời bỏ mình, hiện tại đã biến thành bộ dáng này. Ngay cả cảm xúc bộc phát nhất thời cũng có thể nhân tiện đem ra để lợi dụng tính kế người khác trì tiểu trì hiếm khi bị cảm xúc chán ghét bản thân chi phối như vậy chính là khi hai tay cậu phát run bỗng nhiên có một bóng đen mạnh mẽ từ trên không lặng lẽ nhảy đến trước người cậu cùng lúc đó không sáu một nói không tôi nghĩ anh ấy sẽ rất yêu thích một trì tiểu trì xảo quyệt thông minh đầu đầy ý xấu nhưng anh thật sự rất yêu thích thừa dịp trì tiểu trì hơi run run hai bàn chân ấm áp khoác lên đầu gối của trì tiểu trì trì tiểu trì ngẩng đầu phát hiện ông chủ đã xử lý bản thân sạch sẽ. Vừa nãy đám linh cậu đánh lèn không thành, bỏ chạy thục mạng, nhưng hiện tại thi thể của bọn chúng đã bị xếp thành hàng ngang, đặt trên nóc nhà, bị phơi khô đóng băng. Báo đen nhẹ nhàng dùng trán khẽ cọ lên trán cậu. Giọng của không sáu một cũng ấm áp vang lên đúng lúc bên tai, được rồi. Đừng nghĩ nhiều như thế, nếu sợ thì ông nói nhiều một chút. Trong lúc ngẩn ngơ, Tri tiểu trì cảm thấy câu này Được rồi dường như là ông chủ đang nói với mình Cậu im lặng ông lấy ông chủ Đem mặt chôn vào bả vai của nó Thả lỏng chính mình trong phút chốc Lập tức sẽ tốt ngay thôi Cậu lặng lặng dựa vào đó Cũng không rơi lệ Chỉ thả lỏng toàn bộ cơ thể Dựa vào con vật ấm áp này Để cho tinh thần quể oải đã lâu của mình được thả lỏng Báo đen cũng để cậu thoải mái dựa vào Lặng lặng làm bệ đỡ cho cậu Ngay lúc này, Ngón tay đeo nhẫn đang ông lấy eo báo đen của trì tiểu trì truyền đến cảm giác tê tê nhỏ bé như bị điện giật. Ngay sau đó là một luồng tín hiệu truyền đến từ trong chiếc nhẫn. Anh trì, anh trì, anh có ở đó không? Tín hiệu chỉ liên thông trong chớp mắt. Ngay khi trì tiểu trì phục hồi lại tinh thần thì âm thanh và cảm giác tê dại đầu ngón tay cũng biến mất. Đây là gì? Ảo giác sao? Giọng nói kia vừa vang lên rồi lại biến mất giống như một cú điện thoại gọi nhầm số lập tức cúp máy khiến người ta cảm thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Trì tiểu trì kinh ngạc nhìn xung quanh, thầy Lục, thầy có nghe thấy gì không? Không sáu một hỏi ngược lại, cái gì? Chỉ có mình nghe thấy thôi sao? Lẽ nào thật sự là ảo giác? Trì tiểu trì cảm thấy giọng nói kia rất quen tai. Mặc dù nhất thời không nhớ ra giọng nói đó thuộc về ai nhưng tâm tình đang ngột ngạt của trì tiểu trì cũng bởi vì bất ngờ nho nhỏ này mà có chút thả lỏng cậu duỗi tay chân, vương mình nằm nhòi lên lưng báo đen, đưa tay treo đùa mũi và trâu bạc của nó. Báo đen nằm rạp người, trung thành cổng lấy chủ nhân của mình, đồng thời nghiêng mặt qua, đầu lưỡi hơi nhám khẽ liếm vết chai sần trên ngón tay của trì tiểu trì. Sau khi ôm ông, ông chủ lông xù, trì tiểu trì cảm thấy tâm tình khá hơn rất nhiều. Điều chỉnh tốt tâm thái, cậu nói với 061, thầy Lục, tiếp theo tôi dự định dẫn đội ngũ của Đinh Thu Vân. Sweet ngoài dự đoán của trì tiểu trì từ trước đến nay không sáu một luôn rất lịch sự lại quả quyết ngắt lời cậu đừng nghĩ gì cả đừng làm gì cả không sáu một nói nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt ít nhất tối hôm nay đừng làm đinh thu vân nữa mà hãy quay về làm trì tiểu trì quay về làm trì tiểu trì của lâu ảnh có được không nghe nói như thế trái tim của trì tiểu trì dường như ngừng đập vài nhịp đầu ngón tay bị báo đen liếm hơi ngứa cảm giác nóng ấm cũng dần trở nên rõ ràng. Cậu có chút luống cúng mà ông cổ báo đen, dùng nụ cười che giấu nội tâm bất an, thầy lục, anh trêu hoa gẹo nguyệt thông thạo quá đấy, như vậy là không tốt đâu. Không sáu một khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Anh không nhúc nhích, tùy ý để hồ điệp mà anh trêu chọc nằm nhọại lên người mình. Trì tiểu trì nhắc nhở anh cũng đồng thời nhắc nhở chính mình, chẳng phải có người đang chờ anh trở về sao. Không sáu một há miệng. Anh muốn nói rằng Tôi đã chờ được người đó Người đó hiện tại đang ở trên lưng tôi Tôi có thể mang em đến bất kỳ nơi nào em muốn Cùng em ngắm mặt trời mọc Nhưng bị hệ thống bảo mật hạn chế Ngay cả một chữ cũng nói không ra Trì tiểu trì lại hiểu lầm sự trầm mặt của anh Đưa tay trêu đùa cầm của ông chủ Vừa hời hợt đẩy ra giới hạn với 061 Cũng không dám để người kia nghe thấy Bằng không tội của tôi quá lớn ấy da Báo đen ngậm lấy ngón tay gây sóng gió của cậu không nhẹ không nặng mà cắn một cái. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói trong suốt, âm áp lại mang theo một chút bất đắc dĩ của 061, tội lớn nhất của cậu chính là không nghe lời. Tay của trì tiểu trì bị cắn đến tê gân, lại bị giọng nói kia gợi lên tiếng lòng, ngón tay và nửa khuôn mặt đều tê dại. Giọng điệu này đối với trì tiểu trì có chút xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kinh người. Đột nhiên cậu có chút hoảng hốt, suy đoán bị câu cố ý lơ là lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng, khiến cả người trì tiểu trì căng thẳng cả lên dám cắn tao à trì tiểu trì vỗ lên gáy ông chủ hơi uy hiếp ba ba không cần mày nữa đâu dứt lời cậu muốn đứng dậy tăng nhanh bước chân dự định đi xuống lầu để tỉnh táo một chút ai ngờ chưa đi được bao nhiêu thì một sức mạnh đã đột ngột từ sau vồ tới trì tiểu trì chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã xuống đất một cái răng nhọn ngậm lấy vai áo phía sau của cậu dùng sức lật người cậu lại đây là kỹ thuật săn mồi thường dùng để săn mồi của loại báo. Nhưng trì tiểu trì còn chưa kịp hoảng hốt thì ông chủ đã đè cầu xuống, lẳng lặng chôn đầu vào cổ cậu, không lộn xộn nữa. Trên tầng thượng có gió lạnh thổi vào, tiếng gió gào thét làm sạch các bụi tản ra trong không khí, hít vào trong phổi sẽ chỉ khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo. Nhiệt độ quá cao trên người thú hoang truyền sang trì tiểu trì, mỗi một khối cơ bắp dán chặt vào người cậu đều ẩn chứa sự nguyên thủy và giả tính nối liền với sức mạnh kinh khủng nhưng nó lại dịu dàng cất đi sức mạnh này, cố gắng ngụy trang chính mình thành một tấm thảm len hiền lành. Trì tiểu trì suy đoán tâm ý của ông chủ, suy nghĩ, có lẽ thấy mình bị cắn rồi đột nhiên rời đi đã hù dọa nó. Động vật đặc biệt mẫn cảm đối với việc bị vứt bỏ, trì tiểu trì tự biết hành động của mình không thích hợp, vì vậy giọng điệu cũng mềm nhẹ, vuốt ve lỗ tai của báo đen đang vùi đầu vào cổ mình, nhẹ nhàng cọ sát, được rồi, cần mày, cần mày được chưa? Báo đen ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt màu xám xanh dâng lên một lớp sương mờ cực xinh đẹp, đuôi phất qua lại dưới chân trì tiểu trì, cuối cùng quấn lấy cổ chân cậu. Trì tiểu trì bị nó quấn đến bất đắc dĩ, đành phải dỗ nó, tao không đi nữa. Lúc này tâm tình của báo đen mới vui vẻ trở lại, cắn chặt khăn quàng cổ của trì tiểu trì, thay cậu quấn chặt khăn cổ đã bị nới lỏng. Trạm gác ngầm khác với trạm gác chính, giấu ở chỗ tối, bởi vậy không thể nhóm lửa, bình thường sẽ mang theo túi hành quân có thể tự động giữ ấm để tránh nửa đêm nhiệt độ hạ thấp khiến thân thể bị đông cứng trì tiểu trì sụt soạt tiếng vào túi giữ ấm lỗ tai nghe thấy tiếng đội viên truyền đến từ dưới lầu trong lòng lại nghĩ đến lời không sáu một nói với mình đêm nay quá mệt mỏi đừng làm đinh thu vân nữa nghỉ ngơi thật tốt dường như không sáu một có thể hiểu rõ tâm sự của cậu dịu dàng nói ngủ đi tôi và ông chủ sẽ canh giúp cậu Ông chủ cũng hiểu ý mà cọ sát cậu một chút, ngồi sổng xuống bên cạnh cậu. Lời nói của 061 và động tác của ông chủ quá mức đồng bộ khiến trì tiểu trì không khỏi hoài nghi. Nhưng vẫn như trước kia, cậu luôn tự an ủi mình, làm sao có khả năng. 061 là 061, tuyệt đối không thể là lâu ca. Nếu không mấy ngày nay cậu mưu tính đầy tâm cơ, cùng với hành vi có thể nói là đê hèn, chẳng phải tất cả đều bị anh ấy nhìn thấy sao. Cậu trùng kín túi giữ ấm giả vờ lầm bầm làm trì tiểu trì cũng không có ý nghĩa gì cũng không phải thứ tốt lành gì cả không sáu một ôn hòa đáp lại trì tiểu trì rất tốt cậu không được nói cậu ấy như vậy trì tiểu trì lại một lần nữa ngay người cậu nghĩ chỉ là một hệ thống mà cái miệng có thể ngọt sức như buôn bán tiếp thị thật là không có thiên lý cậu co lại trong túi ngủ che khuất lỗ tai và vành mắt đã đỏ lên của mình trái tim ngược lại trở nên yên tĩnh tiếp theo chính là dời núi lấp biển mà trở nên ủ rũ khi ngủ cậu lại một lần nữa mơ tới quá khứ giấc mộng lần này có chút hỗn độn nhưng vai chính vẫn như trước vẫn là người ấm áp tỏa sáng kia đó là thời điểm trì tiểu trì còn học tiểu học năm lớp 5, máy chơi game rất thịnh hành ở lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học lâu ảnh thu về một bộ máy chơi game bị hỏng hóa thứ mục nát thành thần kỳ sau đó dời vào phòng của mình từ đó về sau liền thường xuyên mời trì tiểu trì đến nhà chơi. Có thể thấy rõ chủ nhân cũ của bộ máy này là một người tự kỷ, bởi vì mặt trước và sau máy dán đầy xích cơ. Khi đó trì tiểu trì nhìn thấy xích cơ là hình một con quái vật có sừng dê. Cậu hỏi lâu ảnh, đây là cái gì? Lâu ảnh đáp, quỷ Satan Là một con quỷ ở phương Tây. Trì tiểu trì ồ một tiếng, em còn tưởng là dương lực đại tiên trong Tây Du Ký chứ. Lâu ảnh nở nụ cười, sờ quả đầu dưa của trì tiểu trì, em nha, trong đầu toàn chứa mấy thứ kỳ lạ. Trì tiểu trì dẻo mồm, ông tay lâu ảnh lấy lòng, chỉ có lâu ca thôi, không có người khác. Lâu ảnh nựng mặt của cậu, trì tiểu trì ngửa mặt lên, ngoan ngoãn để anh nựng. Một anh một em trêu đùa lẫn nhau đã đời, sau đó lâu ảnh đem hộp băng mua được đặt vào trong máy, cùng trì tiểu trì chơi game. Ở trong mơ, Màn hình chơi game trước mặt trì tiểu trì chỉ là hình ảnh mơ hồ chói mắt, duy nhất rõ ràng là cảm xúc ấm nóng tỏa ra từ tay cầm điều khiển cùng với tiếng nhấn phím nhựa lên xuống cạch cạch. Bọn họ chơi đua xe trong phút chốc, trì tiểu trì vẫn thua. Nhưng trì tiểu trì rất bướng bỉnh, bấm cùng cục vào phím mũi tên, nhìn chăm chú vào màn hình, hơi nhếch miệng, vẽ mặt thành thật. Cũng không biết bắt đầu từ màn nào, lâu ảnh bắt đầu thua, tỷ số thắng bại dần dần ngang hàng với trì tiểu trì, bày ra tư thế năm năm trì tiểu trì đắc ý ngẩng đầu lâu ca anh không được rồi lâu ảnh vẫy vẫy tay cầm điều khiển nói tê tay trì tiểu trì kiếm cớ lâu ảnh màn tiếp theo sẽ thắng em màn tiếp theo đương nhiên vẫn là lâu ảnh thua trì tiểu trì cùng anh đánh qua đánh lại vô cùng thú vị sau đó bọn họ lại cùng nhau chơi trò xe tăng trong trò chơi này lâu ảnh lại càng cùi bắp đặc biệt khi tiến vào cửa thứ ba xe tăng anh thao túng đều bị bắn chết trước trì tiểu trì trì tiểu trì đang thanh trừng đám binh lính thỉnh thoảng nghiêng đầu lại phát hiện lâu ảnh đã biến mất liền cười anh lâu ca anh lại chết rồi lâu ảnh nói anh vẫn chưa quen với trò này trì tiểu trì lại kiếm cớ tuy rằng thường cười nhạo lâu ảnh nhưng chưa tới nửa phút thì xe tăng trì tiểu trì thao túng cũng bị bắn chết nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo Lâu dần trì tiểu trì cảm thấy trình độ chơi game của mình cũng xem như ở tầm trung. Vì vậy vào một ngày cuối tuần, cậu vui vẻ tiếp nhận lời mời của vài bạn học đến nhà bọn họ chơi game. Đó là lần đầu tiên trì tiểu trì thấy được cái gì gọi là kẻ mạnh. Bị đánh bầm dập một trận trì tiểu trì cảm thấy thế giới bên ngoài quả thật quá đáng sợ, mãi đến khi quay về khu chung cư nhìn thấy lâu ảnh đang viết bài tập dưới ánh đèn bên cửa sổ, cậu mới tự như gặp được người thân. Trì tiểu trì gõ cửa nhà họ lâu, nhào vào trong lòng lâu ảnh. Cậu uất ức nói, lâu ca, vẫn là anh tốt nhất. Thiếu niên choai choai bị ông có chút mơ hồ, cúi đầu nhìn cậu nhóc trong lòng mình, trước tiên xoa đầu dỗ dành, sau đó mới hỏi rõ ngọn nguồn sự tình. Trì tiểu trì bất mãn nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cả người vô cùng ủ rũ, em kém quá. Lâu ảnh nhìn không được mà cười, an ủi, em rất giỏi, không cho em tự nói mình như vậy. Trì tiểu trì thay đổi lời giải thích, em quá cùi bắp anh cũng cùi bắp nè trì tiểu trì suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn chỉ là an ủi cậu quyết định sau này phải dính chặt lâu ca cùng anh ấy thiên trường địa cửu trở thành cùi bắp một tay mơ mò đường tìm được một tay mơ khác vì vậy liền hào hứng cùng nhét chung một chỗ muốn sưởi ấm lẫn nhau nhưng không nhìn thấy người nọ lại đang bảo vệ trên đầu mình vì mình mà chặn lại không ít mưa bom bão đạn sau đó bọn họ lại cùng nhau kết hợp chơi game hai người luôn có thể dùng một mạng để qua cửa ban đầu trì tiểu trì tưởng rằng kỹ thuật của mình cũng tiến bộ như lâu ảnh mãi đến một ngày nọ sau khi lâu ảnh đã mất rất lâu cậu mở lại máy chơi game kia đem hộp băng đã cũ nhét vào máy lựa chọn hình thức một người lúc này cậu mới nhận ra không còn đồng đội thì thậm chí ngay cả cửa thứ nhất cậu cũng vượt qua không được trì tiểu trì lúc này mới biết lâu ảnh cũng không nói dối trước đó bọn họ không qua được cửa thứ ba quả thật là vì lâu ảnh chưa quen với trò chơi sau khi quen thuộc anh ấy có thể thuần thuộc giúp trì tiểu trì đang đấu đá lung tung chạy gấp rút về phía trước tiêu diệt binh lính kéo đến từ bốn phương tám hướng sẽ không để cậu bị đạn lạc bắn trúng cùng trì tiểu trì chơi game lâu ảnh vẫn luôn chơi trò hai người còn không quên an ủi trì tiểu trì em không hề cùi bắp tí nào cho dù người khác đều nói vậy thì ít nhất còn có anh với em sau đó trì tiểu trì thay đổi tác phong trong game vẫn đấu đá lung tung mạnh mẽ mở một đường máu trong cuộc đời chơi game của mình một đường phá vỡ cánh cửa cho đến đỉnh cao đem cuộc sống vốn bình thường của mình đánh ra kết thúc tốt đẹp mà không ai biết cậu hoài niệm hình thức hai người biết bao nhiêu hoài niệm người thiếu niên vô cùng bản lĩnh tài năng lại ngụy trang thành một tay gà mờ dẫn theo cậu cùng chơi game vượt ải cậu tỉnh lại trong tiếng nhạc kết thúc của trò chơi Báo đen vẫn cuồng tròn bên chân cậu để sưởi ấm cho cậu. Sau khi cậu mở mắt, ánh nắng ban mai đâm thủng tầng sương nặng nề, để lại một vệt nắng vàng óng ánh. Cậu may mắn nhìn thấy hình ảnh bình minh lộng lẫy tại tận thế khiến cậu trong khoảnh khắc liền hoảng hốt, tưởng rằng mình đang ở lầu hai khu chung cư. Khi mơ màng mở mắt ra, xuyên qua khung cửa sổ được che khuất một nửa bằng giấy báo, cậu có thể nhìn thấy những đám mây nhún vàng hình vẫy cá. Lâu ca ở dưới lầu, chỉ cần cậu nhấc chân là có thể đến. Giữa hư hư thật thật, bên tai Trì Tiểu Trì truyền đến một tiếng thăm hỏi dịu dàng, "Chào buổi sáng." Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại. Trong phút chốc cậu sinh ra ảo giác, thật giống như người đang chào hỏi buổi sáng chính là người mà cậu sáng nhớ chiều mong. Cảm xúc cầm tay trong mộng vẫn rất chân thực và ấm áp, nhưng bây giờ trên tay lại trống trơn, trên người là túi ngủ của Đinh Thu Vân, dưới chân là báo đen của Đinh Thu Vân, dưới lầu là đồng đội của Đinh Thu Vân. Cậu chậm rãi xoay người, chào hỏi hệ thống duy nhất thuộc về mình, thầy Lục, chào buổi sáng. Có sương mù khiến bình minh cũng không tráng lệ bao nhiêu, ánh sáng mờ ảo vẫy lên người nhưng lại mang đến một chút ấm áp chân thật. Trì tiểu trì trùng mền trong phút chốc, để bắp thịt cứng nhắc thư giãn một chút rồi mới xuống lầu. Nhàn lang lang cả đêm không dám ngủ, ngồi yên trên bậc thang chờ đợi, lần này thấy Đinh Thu Vân liền vội vã nhào lên, đinh đội đinh đội. Trì tiểu trì căng mặt, nhàn làng làng giống như tranh công mà chỉ xuống lầu, có mùi thịt nướng truyền đến, hôm qua chú La đi rửa sạch đám linh cẩu, chúng ta có bữa sáng ngon lành. Trì tiểu trì nói, ừm, um, ngày hôm qua nếu như em bị linh cẩu tha đi thì có lẽ sáng nay linh cẩu cũng sẽ nói với mẹ của nó như vậy đó. Nhan làng làng làm ra bộ mặt méo máu, đinh đội, em thật sự biết sai rồi. Vì vậy, nhàn làng làng đã biết sai rồi bị tước đoạt quyền lợi ăn thịt. Trì tiểu trì yêu cầu tất cả mọi người ngồi đối mặt với nhan lan lan mà ăn thịt, còn nhan lan chỉ có thể uống nước, gặm bánh màng thâu. Tình cảnh này quả thật vô cùng bi thảm. Các đội viên đương nhiên vui lòng trêu đùa nhan lan lan, các phần da giòn rụng của linh cẩu, chấm vào gia vị ăn như gió cuốn. Nhan lang lan bi phẫn nói, mấy người ăn thì ăn, có thể đừng chẹp miệng nữa hay không? Trì tiểu trì từ xa nói với tới, em đã bị linh cẩu ăn, đừng nói chuyện nữa. Trong tiếng cười nói, nhan lang Lan gặm bánh màn thầu, khóc rất thương tâm. Vì chọc tức nhan lang Lan, mọi người đều ăn đến no nê, chỉ có thể đi bộ vòng quanh siêu thị cho tiêu thực. Trì tiểu trì và cốc tâm chí ăn uống đều xem như tiết chế, ngồi trên nóc xe tải, từ xa xa nhìn các đội viên vận động tiêu thực. Cốc tâm chí đốt điếu thuốc, dùng miệng ngậm, hai tay chống đỡ ra sau, khói mù lượng lờ càng làm nổi bật hàm răng trắng cùng đôi môi hồng của cậu. Tri tiểu trì ném cuộn băng gạt mới cho cốc tâm trí, tay kia. Đêm qua tay phải của cốc tâm trí bị ống sắt gãy đứt cứa sau một đường, khi đó cốc tâm trí không nói lời nào, xé miếng vải nỉ trùng lên vết thương, cũng không sợ bị nhiễm trùng. Cốc tâm trí đem điếu thuốc còn lượng lờ khói gắn lên tay, gỡ xuống miếng vải nỉ dính đầy máu đen, bẩn đến nhìn không ra màu sắc ban đầu, thuần thuộc dùng miệng và tay trái băng bó vết thương. Cũng không biết có phải cốc tâm trí thật sự không biết đau hay không khi băng bó cậu rất vui vẻ, còn muốn nhét lại phần băng vải còn dư vào trong túi. Trì tiểu trì giả vờ không nhìn thấy, ngầm cho phép cậu ấy tích trữ phần tâm tư này. Gần đây cốc tâm trí đã quen chủ động phá vỡ sự trầm mặc giữa mình và trì tiểu trì. Cậu dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể để gợi chuyện, chuyện hôm qua tôi xin lỗi, tôi không nên nhảy xuống lầu. Nhưng mà tôi vì cứu nhang lan lan. Trì tiểu trì nở nụ cười. Cốc tâm trí, cười cái gì? Trì Tiểu Trì, lời này cũng không giống cậu sẽ nói ra. Cốc Tâm Chí cũng không tính giải thích Đường Hoàng, một giây sau thẳng thắn nói, "Được rồi, tôi là vì chính mình." Trì Tiểu Trì dương mắt nhìn Cốc Tâm Chí. "Tôi không cứu thì cậu sẽ cứu." Cốc Tâm Chí nói, "Tôi không thích để đội viên của cậu chịu ơn cậu. Không bằng chịu ơn tôi thì tốt hơn." Trì Tiểu Trì, bệnh thần kinh. "Cốc Tâm Chí, tôi tự có cách trị." Trì Tiểu Trì, ừm cách trị của cậu rất cứng rắn tự mình hại mình sau đó lại uống thuốc an thần cốc tâm chí hơi ngưng lại trì tiểu trì hỏi ngược lại cậu cho rằng cậu vứt lọ thuốc trộn rất bí mật sao cốc tâm chí nghệt mặt ra có chút ảo não cậu cũng không cảm thấy cách làm của mình có gì không đúng nhưng cậu biết đinh thu vân không thích mình làm như vậy từ khi đi đến bên cạnh đinh thu vân cốc tâm trí trải qua mê man kinh ngạc vui mừng đau đớn bất an bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Cậu trân trọng việc được trọng sinh còn hơn cả Đinh Thu Vân. Tôi thấy là cậu rảnh rỗi thì có. Trì tiểu trì lấy ra một chai rượu nhỏ từ trong lòng, uống một ngụm rồi gỡ điếu thuốc kẹp trên lỗ tai cốc tâm chí ra, nhẹ nhàng gãy bớt tàn thuốc, đưa đến trong miệng cốc tâm chí. Cốc tâm chí há mồm nhận lấy, nhưng trì tiểu trì vẫn không buông tay, cứ để cốc tâm chí hút thuốc từ trên tay mình. Ngón tay trỏ và ngón tay giữa bị chai, cảm giác như có như không dán lên môi khiến cốc tâm trí đột nhiên đỏ ửng vành tai cũng không dám nhúc nhích chỉ có thể cứng đờ toàn thân ngồi tại chỗ yên tĩnh ngoan ngoãn mà hút vào thở ra khói thuốc khói thuốc chuyển qua vài lần trong lá phổi khiến đầu óc sôi trào hỗn loạn của cốc tâm trí cũng bình tĩnh hơn rất nhiều cậu ngầm miệng không nói trước tiên hưởng thụ hết điếu thuốc này sau đó mới ngã thân về sau một chút đinh đội có chuyện gì thì cứ nói đi trì tiểu trì dập tàn thuốc từ trong lòng rút ra một tờ giấy nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ bàn tay mới nảy đụng chạm đôi môi của cốc tâm trí, chuyện chúng ta bàn tối hôm qua, giao cho cốc đội phó đi làm, được không? Cốc tâm trí, cậu không cần lấy lòng tôi thì tôi cũng sẽ đi làm. Trì tiểu trì dùng khăn giấy cẩn thận bọc lại tàn thuốc, nhét vào túi áo của cốc tâm trí, vỗ nhẹ, người thì tùy cậu tìm, đội viên cũng tùy cậu lôi kéo, nhưng tôi có vài điều kiện. Đầu tiên là phải bảo mật. Người biết nhiều thì tâm loạn, nhiều chuyện, cho nên trước khi tuyển đội viên thì phải trải qua giai đoạn quan sát tính cách năng lực miệng mồm có đủ kín hay không hết thảy đều phải nằm trong phạm vi khảo sát tiếp theo sau khi tạo thành đội ngũ thì nhất định phải báo cho đội viên biết mục đích hành động và độ nguy hiểm cùng quân đội hợp tác không hẳn có thể thành công mà quan trọng nhất là lúc xảy ra xung đột với nhân loại mới thì không thể mơ mơ hồ hồ dẫn bọn họ đi chịu chết cuối cùng không ưu tiên mang cả gia đình và những người là con một trong nhà Cốc Tâm Chí nghe qua hết thảy yêu cầu, sau đó chỉ nói một câu, "Cậu yên tâm." Cốc Tâm Chí thành lập tiểu phân đội của mình từ con số 0, đến khi hoàn thành dùng nửa năm thời gian. Cậu không nỗ lực lôi kéo bất cứ người nào trong đội ngũ ban đầu của Đinh Thu Vân, thay vào đó là tự mình chậm rãi lần mò sắp xếp, thâm nhập, kéo về mạng lưới quan hệ của riêng cậu. Cứ cách 3 ngày Cốc Tâm Chí sẽ viết một phần báo cáo cho Trì Tiểu Trì, cũng giống như viết báo cáo trong quân đội trước đây liệt kê việc thay đổi nhân sự của tiểu phân đội, kế hoạch gần nhất, hướng đi dự bị, vân vân. Những báo cáo này có đủ phong cách cá nhân của cốc tâm trí, ngôn ngữ đơn giản không dư thừa, có lúc là nhắn tin trong thiết bị truyền tin, có lúc là viết thư tay. Trì tiểu trì có lúc xem có lúc không? 061, cậu yên tâm về cậu ấy như vậy sao? Trì tiểu trì nói, xem gần sống trị giá hối hận liền biết, hiện tại cậu ấy không có tâm tư gì khác, tâm lý rất yên bình. Không sáu một nhìn trị giá hối hận đã lâu không nhúc nhích, trân nhẵn như điện tâm đồ của người chết, không thể không nhắc nhở cậu, nhiệm vụ đó. Trì tiểu trì vừa làm cơm cho ông chủ mỏ than nhà mình vừa đáp, đang làm này. Kỳ diệu chính là vì để tận lực giảm bớt tỷ lệ thương vong, đội ngũ mà cốc tâm trí lựa chọn đều là nhân loại mới. Vòng tới vòng lui, không ngờ cậu vẫn trở thành thủ lĩnh của một đám nhân loại mới. Thậm chí lần đó đến thị trấn của Thư Văn Thanh mua vật tư, tâm trí một mình thoát đội nửa ngày, trước khi rời đi bắt cóc được một đội viên trong đội trị an của Thư Văn Thanh. Thư Văn Thanh dốc hết sức cải tạo khiến trấn nô lệ đã thành công chuyển hình thành trấn thương mại, ngoại trừ nhân loại thì bất kỳ thương phẩm nào cũng có thể lưu thông ở chỗ này. Thư Văn Thanh tìm Trì Tiểu Trì, biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt, đội phó của mấy người bị gì vậy, lần trước lôi đi một tay súng bắn nhanh của tôi, lần này lại tiếp tục. Trì Tiểu Trì nở nụ cười cậu ấy đang lôi kéo đội viên mới. Thư Văn Thanh, vậy mà tôi chẳng kéo được nhân tài nào từ bên phía của anh. Trì tiểu trì còn chưa nói tiếp thì tiếng chuông len ken len ken của nhan lan lan đã tiến tới, ngọt ngào gọi, chị Thanh. Thư Văn Thanh hơi hòa hoãn sắc mặt, trì tiểu trì nhân cơ hội thoát thân, ngoảnh đầu liền lặng mất tâm. Thư Văn Thanh, không biết xấu hổ. Cô khẽ thở ra một hơi, kéo nhan lan lan ngồi xuống. Nhan lan lan hiếu kỳ nói, chị đang nói gì với đinh đội của tụi em vậy? Thư Văn Thanh hỏi, vì cốc đội phó kia của các em bị sao vậy? Em có biết không? nhàn Lan Lan trừng mắt nhìn, cốc đội phó hả? Anh ấy làm người không tệ, lần trước đã cứu mạng em, em đã kể với chị ấy. Từ lần trước nhận ơn cốc tâm trí, nhàn làng làng liền có cảm tình nhiều hơn với cốc tâm trí, hơn nữa anh ấy quả thật có năng lực, Lần trước 9 giây ba phát súng liên tục bắn nát hệ thống trung tâm của trí tuệ nhân tạo, Nhan lang Lan quả thật phục cốc tâm trí sát đất, bắt đầu cúng lấy cốc tâm trí nhờ dạy mình bắn súng. Mặc dù cốc tâm trí không thích để ý đến cô nhưng vì nể mặt đinh đội mà vẫn bất đắc dĩ chỉ điểm vài câu cho cô. Thư văn thanh xoa bóp vành tai của Nhan lang Lan, bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu không phải vì chuyện này thì cô căn bản sẽ không cho phép cốc tâm trí mang tay súng bắn nhanh của mình đi đâu. Thư Văn Thanh không nhắc lại chuyện của cốc tâm trí nữa, đưa cho nhan lan lan một cái hộp nhỏ. Nhan lan lan cầm quơ quơ, cái gì vậy? Thư Văn Thanh, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy hình Phật. Phỉ thúy là loại thượng hạng mà được người ta nuôi một thời gian dài khiến chất ngọc cực đẹp, ống ánh long lanh. Chưa từng khai quan, Thư Văn Thanh đeo cho nhan lan lan, đeo chơi đi. Cho dù nhan lan lan có thô tục thế nào thì cũng biết đây là thứ tốt, muốn từ chối nhưng lại bị thư văn thanh đã có dự kiến trước mà nắm lấy hai tay khống chế cô ấy ở trước ngực tay còn lại thì thuần thục cột chặt sợi dây đỏ ngay sau cổ của nhan lang lang tiếng nói của thư văn thanh trong trẻo nghe ra có vẻ nhu hòa không sắc bén nghe rất lọc tai đây chẳng tính là vật quý giá gì cả ở thời điểm này e rằng không bằng một ngụm nước nóng nữa kìa nhan lang lang ngượng ngùng nói như vậy cũng quá lãng phí rồi thư văn thanh không nói cho cô biết miếng ngọc này là mình đeo từ nhỏ đến lớn mãi đến trước khi cô chết đã nuôi được 10 năm thư văn thanh thả tay nhang lang lang ra bình thản đưa ra yêu cầu cô em cốc đội phó của mấy người mang đi một đội viên của chị gần đây chỗ tụi chị lại quá bận nói đến đây thư văn thanh nghiêng đầu làm ra bộ dạng khổ não ở lại giúp chị một thời gian đi được không trong lúc kiểm kê nhân số cốc tâm trí mới phát hiện nhang lang lang vẫn chậm chạp chưa tới Gần đây điểm danh trong đội đều là Cốc Tâm Chí làm, Trì Tiểu Trì hoàn toàn tự bỏ, thoải mái nhàn rỗi. Cốc Tâm Chí nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày nói, "Tôn Bân, đi tìm Nhan Lang Lang đi." Thế nhưng không ai động đậy. Tôn Ngạn ngồi trong buồn lái, cảm thán một câu đầy thâm ý, con gái lớn không giữ được. Vẫn là Tôn Bân kiên trì giải thích Nhan Lang Lang muốn ở lại giúp thư văn thanh một tay, cho nên lần này không đi cùng bọn họ. Cốc Tâm Chí cau mày đội viên là của chúng ta, dựa vào cái gì nói giữ cô ấy liền giữ. Tôn Bân, chuyện này, cốc đội phó, làng làng là tự mình đồng ý. Cốc tâm chí cố chấp nói, tôi chưa đồng ý, gọi cô ấy trở về ngay. Đội viên chưa được Thư Văn Thanh đồng ý đã bị cốc tâm chí lôi kéo. Nhiều đội viên. Mọi người đều kinh ngạc vì tiêu chuẩn kép của cốc tâm chí, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn sang trì tiểu trì, chờ chủ ý của cậu ấy vẫn là trì tiểu trì mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, lái xe đi. Trì tiểu trì đã nói như vậy, cốc tâm chí há miệng, cũng không nói gì nữa. Không sáu một bàn quan một hồi lâu, cuối cùng cũng mơ hồ đoán ra dụng ý của trì tiểu trì. Cậu ấy đang thử mở rộng phạm vi độc chiếm của cốc tâm chí. Trước mắt xem ra, hiệu quả không tệ. Mọi người bận rộn cả ngày, xe tải bấp bên càng gia tăng cảm giác mệt mỏi khiến mọi người buồn ngủ trì tiểu trì cũng ôm ông, ông chủ làm công cụ sưởi ấm tự động, bình yên mà ngủ. Từ trước đến nay cốc tâm trí sẽ không dễ dàng để hoàn cảnh cảm hóa, cúi đầu dùng bút chì vẽ lên giấy thuốc lá hình ảnh đang ngủ của Đinh Thu Vân. Đội viên mới tới vẫn còn xa lạ, cũng không dám ngủ, thấy cốc tâm trí nghiêm túc, cho rằng cậu ấy đang vẽ bản đồ quan trọng gì đó nên không dám quấy rầy, vì vậy cúi đầu bày súng ra. Một lúc sau, cậu nghe thấy cốc tâm trí dường như vô ý mở miệng hỏi, trong trấn của các cậu có một người trẻ tuổi am hiểu đánh nhau Cao khoảng 1m88 Mặc áo trắng quần đen không Khi cốc tâm chí hỏi thì vẫn không nhìn đối phương Vì vậy đội viên hơi bối rối một chút Vẫn chưa kịp phản ứng Cốc tâm chí vẫn lạnh lùng liếc nhìn sang Tôi hỏi cậu đó Cảm giác ngột ngạt mà cốc tâm chí mang lại cho người ta thật sự quá lớn Đội viên không dám thất lễ Tỉ mỉ suy nghĩ một chút Không có Cốc tâm chí hơi khó hiểu mà cau chặt mày, không sao. Báo đen ở một bên nhấc lên đôi mắt màu xanh xám, ngắm nhìn cốc tâm chí một cái, đuôi cuốn lấy eo của trì tiểu trì, lặng lẽ kéo trì tiểu trì vào trong lòng. Cốc tâm chí không hỏi nhiều nữa, cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn lơ đãng xẹt qua trì tiểu trì đang nằm đó. Bên kia báo đen đang dịu dàng liếm láp lỗ tai trì tiểu trì. Cốc tâm chí Cốc tâm chí dùng hết sức lực ép buộc chính mình cúi đầu, không nhìn cảnh tượng này nữa. Chỉ cần giải quyết mọi việc ổn thỏa thì Đinh Thu Vân sẽ chú ý tới cậu. Chỉ cần lập được công lao không thể coi thường. Bởi vì dùng sức quá mạnh nên cây bút trong tay cậu vang lên một tiếng "cách" bị bẻ gãy. Cốc Tâm chí cúi đầu, đem bút gãy bỏ vào túi áo, lại lấy ra một cây khác, vẽ một đóa hoa nhỏ lên mái tóc của Đinh Thu Vân trên giấy thuốc lá, giống như chính cậu tự tay gắn lên cho Đinh Thu Vân. Lưỡi của Báo đen hơi nhám, Trì Tiểu Trì bị liếm vừa nóng vừa nhột. Mơ màng ông cổ báo đen, vỗ nhẹ hai cái sau gáy của nó, ông chủ, đừng nghịch. Nó nhẹ nhàng ngao một tiếng, thành thật không lộn xộn nữa, chỉ há mồm khẽ ngậm ngón tay của trì tiểu trì, như là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Trì tiểu trì bị đánh thức, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu xoay người, hơi nhèo mắt quan sát cốc tâm trí một chút. Tình hình phát triển đúng như trì tiểu trì đã nghĩ. Cậu không sợ nội tâm âm u của cốc tâm trí, cậu chỉ sợ cốc tâm trí không biết tiết chế và sợ hãi nội tâm âm u của mình mà thôi. Sau này nên phát triển như thế nào thì phải dựa vào cốc tâm trí lựa chọn cầm hay bỏ. Cậu không ngại cốc tâm trí trở nên tốt hơn, cũng không sợ cốc tâm trí trở nên tệ hơn. Bởi vì trong cục diện trước mắt, cậu vẫn còn chôn một lá bài cuối cùng. Một lá bài đánh cược, mặc dù không tính là vinh quang nhưng đủ để một lần vất vả cả đời nhàn hạ. Đuôi báo đen đang cuốn bên hông bỗng nhiên căng thẳng, trì tiểu trì nhìn không được quay đầu nhìn lại vừa lúc đối mặt với một đôi mắt thú màu xanh xám mang theo một tầng hơi nước mông lung trong suốt như đại dương đừng nhìn cậu ấy nhìn tôi đây trì tiểu trì ngẩng người mở ra hai tay ông cổ của nó chạm má thân mật với báo đen bắt đầu cân nhắc một chuyện cũng quan trọng khác tao có nên mang mày theo hay không trì tiểu trì tự hỏi trong lòng hay là để mày ở lại đây không sáu một đáp trong lòng không phải mang tôi theo mà là tôi đi cùng với em tri tiểu trì tự hỏi tự trả lời nhà tao rộng lắm nhưng cũng không đủ chỗ cho mày chạy nhảy cũng không thể dẫn mày đi dạo phố không sáu một đáp trong lòng nuôi tôi không cần nơi quá rộng chỉ cần một gian phòng ở khu chung cư 30 mét vuông là đủ rồi tri tiểu trì lại hỏi để mày lại nơi này thì mày sẽ tiếp tục đi theo đinh thu vân sao hay là sẽ đi tìm con báo cái của mày trời lạnh như thế mày chỉ thích ăn đồ nấu chín nơi nào sẽ là nhà của mày đây? Nghe thấy trì tiểu trì nói, không sáu một cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Trì tiểu trì nhìn như bạc tình nhưng thật sự tâm tư suy nghĩ rất nhiều. Như vậy không tốt. Không sáu không nói gì thêm, báo đen dùng cái trán khẽ cụng đầu trì tiểu trì, cọ nhẹ vài lần trên trán cậu, mang theo một chút thân mật cũng mang theo mệnh lệnh. Đừng nghĩ lung tung nữa. Nằm xuống, ngủ đi. Động tác nhân tính hóa như vậy khiến tim của trì tiểu trì đập hơi mạnh. Cậu nằm và lòng báo đen lông xù, hỏi 061, thầy Lục, ông chủ rốt cục có từng tiến hóa chưa vậy? 061 ôn hòa nói, chắc là chưa đâu. Chẳng qua nó rất yêu thích cậu, không muốn thấy cậu nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Trì tiểu trì không nói gì nữa, thoải mái ông cổ báo đen, hôn một cái lên mặt nó, rồi vùi đầu vào ngực nó, hít một hơi thật sâu, khi Trì Tiểu Trì dựa vào nó ngủ thiếp đi, báo đen tao nhã vuốt xuống lông xù xu lộn xộn trước ngực, bảo đảm Trì Tiểu Trì nhìn thấy nó vĩnh viễn luôn thật sạch sẽ, nó cúi đầu nhẹ nhàng chạm một cái vào khóe môi Trì Tiểu Trì. Ngủ ngon. Ngoài xe, ban đêm gió lạnh hạnh khô thổi qua, xe tải hạng nặng đang cô độc chạy băng băng trên con đường mục nát, bên trong mang theo cả một gia đình. Đá vụn văng tung tóe trên mặt đường thiếu bảo dưỡng, phát ra những tiếng kẹo kẹt nho nhỏ cách đó không xa có bóng một con voi lớn đơn độc bước đi, xa xa cũng có xe cộ chạy thoáng qua. Xe chạy ra khoảng mấy trăm km, ven đường xuất hiện một nhân loại cũ ngã bên lệ, đầu chuối xuống mặt đất, khóe miệng mang theo nụ cười, quần áo cởi ra chỉ còn một cái áo mỏng. Xe tải dừng lại trước người nọ. Tôn ngạn nhảy xuống, một tay cầm súng, ngồi sổng xuống thử kiểm tra hơi thở của đối phương, xác nhận không còn thể cứu vãn thì mới thả lỏng cảnh giác, kéo thi thể về tới bãi đất hoang ven đường dùng cỏ dại che lấp người nọ để tránh ngày hôm sau mặt trời mọc thân thể trần truồng của người này phơi thay giữa thanh thiên bạch nhật một cách mất hết tôn nghiêm tôn ngạn cầu xin thần phật ở nơi nào đó cầu bọn họ phù hộ linh hồn lạc đàn này có thể đến một nơi ấm áp cư ngụ sau đó xoa đi hàng khí trên tay khởi động xe chạy về nhà của bọn họ con người khi còn sống sẽ đến vô số địa phương có thể sẽ có rất nhiều nhà mỗi một ngôi nhà nằm trên tục tọa độ của cuộc đời đều là ấm áp tuyết không bay vào mưa không tạt tới cốc tâm chí đang cố gắng tạo ra một ngôi nhà như vậy để mời đinh thu vân đến chỉ cần có đầy đủ vũ khí hạng nặng thì đinh thu vân có thể thành lập một thành phố bằng tường động vách sắt ở trong thành phố đó có lẽ sẽ có một nơi có thể là nhà của bọn họ sau khi chiêu mộ đầy đủ đội viên cốc tâm chí bắt đầu trường kỳ ở bên ngoài hơn ba năm biến cố xảy ra thế cuộc đã từ từ hiện ra rõ ràng sự thật chứng minh vẻ đẹp ban đầu mà trí tuệ nhân tạo phát họa ra vẫn chưa thành hiện thực. Trong suy tính của chúng nó, nhân loại mới và nhân loại cũ vì trình độ tiến hóa khác biệt, ấn theo quy luật tiến hóa của sinh vật thì tất nhiên sẽ sản sinh ra hàng rào ranh giới. Cuối cùng, bộ tộc mới và nhân loại cũ sẽ thực hiện chia lì triệt để, hàng loạt nhân loại cũ vì không thể thích ứng với hoàn cảnh mà nhanh chóng diệt vong, còn nhân loại mới trong quá trình khởi tử hoàn sinh, tế bào sinh sản sẽ bị biến dạng, mất đi năng lực sinh sản thậm chí không cần mất bao lâu thì nhân loại cũ sẽ bị tiêu diệt còn nhân loại mới không bị thương tổn bất tử sẽ trở thành đám người sống dài dẳng trong lịch sử cô độc cũng sẽ trở thành đám nô lệ tốt nhất để bọn họ lợi dụng sức mạnh của tự nhiên và tiến hóa vô cùng lớn nhân loại mới muốn chiến thắng nhân loại cũ quá dễ dàng nhưng có vài sinh vật cạnh tranh sinh trồn trăm ngàn năm để tiếp tục sinh sống lại tiến hóa ra trí tuệ thì không dễ đối phó như vậy khi vừa mới có trí tuệ chúng nó thừa dịp hỗn loạn ăn no một trận, sau khi thế cục hỗn loạn ổn định trở lại, chúng nó liền học được cách ẩn nấp, thậm chí có một ít chó nhà hung dữ sau khi tiến hóa ra trí tuệ vẫn giả ngu như trước, ngụy trang thành sinh vật hiền lành, chờ đợi vào một đêm khuya nào đó cắn nát cuốn hồng chủ nhân, sau khi ăn no một trận thì đi xử lý mình sạch sẽ, lại đi ra ngoài dùng diện mạo ngây thơ để tiếp tục tìm kiếm lương thực tiếp theo. Bởi vậy nhân loại mới nếu muốn có được sự che chở hoàn toàn thì nhất định phải phục tùng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Đến lúc đó, số lượng nhân loại sẽ giảm mạnh, tranh đấu lâu dài và hao tổn vật tư sẽ tự động mại mòn ý chí của bọn họ, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ nhận ra làm nô lệ tốt hơn nhiều so với làm người. Đây cũng là toàn bộ kế hoạch trả thù của trí tuệ nhân tạo. Không phải giết chết con người mà là giết chết nhân tính của con người. Mới bắt đầu, ngoại trừ một phần hệ thống từ chối chúng nó nương nhờ vào nhân loại khiến chúng nó hơi cảm thấy kinh ngạc thì phần lớn tình huống đều phát triển theo hướng mà đám trí tuệ nhân tạo đã tính trước trí tuệ nhân tạo lưu lại một bộ phận hệ thống có quyền hạn trung đẳng phụ trách quan sát tình huống thu thập thông tin cũng có thể toàn quyền xử lý một ít nhân tố bất ổn chủ hệ thống thì rơi vào yên lặng trường kỳ để bảo tồn lực lượng cũng bảo đảm không bị một số hệ thống phản bội lần được đầu mối chúng nó tin chắc đám hệ thống này dùng để đối phó với con người là thừa sức. Nhưng mấy năm qua đi, trên đời cũng không thiếu nhân loại cũ tồn tại, giống như con kiến gặp phải nước lũ, trước tai họa cấp tốc ông đoàn, cùng nhau sưởi ấm. Tuy rằng bọn họ không thể tiến hóa nhưng đã có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt, có người vẫn còn lưu lạc, có người tụng năm tụng ba cùng nhau quần cư. Hệ thống vẫn còn có thể vận hành đều thơ ơ lạnh nhạt với tất cả những thứ này, cho rằng điều này cũng không thành vấn đề phá hủy nhân loại cũ phải bắt đầu từ thân thể rồi mới đến tinh thần cứ dần dần mà tiến tới không cần sốt ruột thế là chúng nó bắt đầu viện trợ có điều kiện cho nhân loại mới cũng xây dựng các thị trấn nô lệ trên toàn bộ các nơi trên thế giới để nhằm vào nhân loại cũ nhưng chúng nó phát hiện không có bao nhiêu thị trấn nô lệ có thể thuận lợi tiếp tục phát triển tất cả đều sẽ có người nổi dậy khởi nghĩa nhân loại cũ khởi nghĩa vẫn nằm trong dự đoán của chúng nó dù sao con người là động vật có tôn nghiêm khi đối mặt với tử vong và sỉ nhục sẽ chọn cách công kích. Nhưng mà thậm chí có những nhân loại mới không muốn lợi ích trước mắt cũng đành phải cùng một dục với nhân loại cũ bị hoàn cảnh và lịch sử đào thải. Điều này cũng có chút chạm đến điểm mù tri thức của đám trí tuệ nhân tạo. Mà tin tức xấu hơn chính là có một đám người nhân loại cũ mới hỗn hợp thành lập thị trấn, thị trấn được xây dựng càng lớn, thanh gian cũng càng ngày càng vang dội. Sau khi nhân loại mới nhận được tin đều xem thị trấn kia là một miếng mỡ dày, há mồm muốn cắn, lại bị bắn rớt nửa cái răng. Hỏa lực phòng ngự nơi này hoàn toàn giống như một nhánh nhỏ quân đội, chính là loại được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhưng thị trấn kia dễ dàng đuổi đi đám nhân loại mới đến xâm lấn, tuy nhiên bọn họ lại tỏ ra có hứng thú với việc nghiên cứu nuôi trồng rau dưa hơn việc mở rộng lãnh thổ, xem ra là dự định an ổn chiếm giữ một gốc, không tranh với đời. Nhân loại mới nhìn miếng mỡ dày này, tuy là trong mà thèm nhưng tính toán kết quả thì vẫn cảm thấy lợi bất cập hại huống chi còn có miếng bánh ngọt khác càng đáng giá để ý hơn thí dụ như kho vũ khí cấp quốc gia cách thị trấn kia hơn ngàn km đương nhiên miếng bánh ngọt này cũng không chỉ một thế lực thèm khác nếu ai cũng không chịu nhường ai thì như vậy chỉ có thể âm thầm giằng co trong khi đang đối đầu tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tạo áp lực giảm bớt không gian sinh tồn của căn cứ kho vũ khí Đồng thời cũng chuẩn bị hỏa lực hạng nặng. Những năm này tình hình trong khu căn cứ kho vũ khí bị tổn thất rất lớn, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu rục rịch. Ai sẽ là người khai hỏa đầu tiên đây? Khi tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này, lẫn nhau đề phòng thì không ai chú ý trong tất cả thế lực lại trà trộn một đội ngũ với nhân loại cũ là thủ lĩnh. Ước chừng 6 tháng sau, Cốc Tâm Chí chiếm cứ một chỗ cao nào đó, cầm kính viễn vọng năng lượng cao, quan sát tình huống của cơ trạm từ đằng xa. Bọn họ đang ngồi yên nhìn xem hổ đấu từ khoảng cách tuyệt đối an toàn. Hai phe tác chiến là một tiểu đội của khu căn cứ kho vũ khí ra ngoài tìm kiếm vật tư và 30 tên nhân loại mới. Bên khu căn cứ chỉ còn dư lại ba người còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để kháng cự, xác chết đầy đất, tình cảnh rất khốc liệt, gió vừa thổi thì nhiệt huyết liền đóng băng. Một nữ đội viên phụ trách đo vẽ bản đồ hơi không đành lòng, cốc đội cốc tâm trí vẫn duy trì tư thế quan sát nhưng lập tức cắt ngang lời đối phương, gọi tôi cốc đội phó. Nữ đội viên gãi gò má, cốc đội, nơi này không có người khác. Cốc tâm trí không mềm không cứng mà chỉ lặp lại, cốc đội phó. Cô bị mất mặt, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng, cốc đội phó, bên kia bị đánh thành như vậy, chúng ta thật sự không cần đi giúp sao. Không đi, cốc tâm trí đặt ống dầm xuống, quay lưng lại, mở ra một gói thuốc, rút ra một điếu rồi chậm rãi đặt vào miệng để nhai, sự tồn tại của chúng ta không thể bị tiết lộ. Cô nói, bán cho họ một món nợ ân tình cũng tốt mà. Ân tình, cốc tâm chí liếc cô ấy một cái, lấy mạng của người chúng ta đi đổi ân tình với bọn họ. Nữ đội viên suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, cũng không nói nữa. Sau khi trầm mặt một hồi, cốc tâm chí lấy nước súc hết thuốc lá trong miệng rồi tiếp tục giải thích nguyên nhân bọn họ phải bàn quan, giúp người là chuyện tốt, nhưng không thể hại mình. Cô có thể bảo đảm không lưu lại bất cứ người nào còn sống của phe địch không? Nữ đội viên ngượng ngùng mà lắc đầu một cái. "Đội tuần tra của chúng ta là 10 người, đối phương là 30 người, dù có đánh úp thì chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được một nửa." Cốc Tâm chí nói, "Một khi chúng ta gây ra sự chú ý quá lớn thì hành động của chúng ta sẽ không còn dễ dàng giống như bây giờ. Hiểu chưa?" Nữ đội viên lộ ra vẻ mặt thoải mái cốc tâm chí cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm thật ra theo ý muốn của cốc tâm chí thì khu căn cứ kho vũ khí đương nhiên bị chết càng nhiều càng tốt cậu kính trọng những nhân loại của kiên cường này nhưng kính trọng thì kính trọng lợi ích vẫn là lợi ích nói khó nghe một chút thì bọn họ chết chậm một người ngày cướp vũ khí cũng chậm hơn một ngày cốc tâm chí nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cậu muốn làm việc vì đinh thu vân muốn hoàn thành thật tốt cho nên phải lung lạc lòng người mà muốn lung lạc lòng người thì phải dùng lời nói đẹp đẽ. Cậu nhai thuốc lá, nhắm mắt thầm nghĩ, làm người bình thường thật phiền phức. Một nam đội viên khác nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở, "Cốc đội phó, thời gian sắp đến, chúng ta nên về thôi." Cốc Tâm Chí Vương mình đứng dậy, dẫm dẫm hai chân đã bị đông cứng tê rần, nói, "Trở về." Đoàn người xuống núi, đi vào một khu rừng khô héo. Nơi này có một tiểu phân đội vô cùng lớn đang đóng quân tất cả đều là nhân loại mới, lều bạc sang sát chi chít nhau tới hơn cả trăm cái, mỗi ngày đều có binh lính không ngừng bổ sung đến nơi này. Nghe tiếng bước chân, lều chính bỗng được vén lên, một người có hàm râu quai nón bước ra. Trên mặt người này tràn đầy vết tích thi thể nhưng gã hoàn toàn không có dự định che lại, cười toe toét nói với cốc tâm trí, tiểu cốc, về rồi à. Cốc tâm trí, từng. Râu quai nón không hề cho rằng thái độ lạnh nhạt của cốc tâm trí là ngang bướng, ngược lại còn rất thích. Một thanh niên lạnh lùng lại xinh đẹp thì làm gì cũng sẽ không khiến người ta quá chán ghét. Cốc tâm chí nhìn thẳng, cất bước đi đến khu đất chính giữa được bao vây bởi lều trại, ném ba con dê vừa mới săn được trên núi đến bên đóng lửa. Đầu bếp đang chuẩn bị làm đồ ăn liền A à một tiếng, cốc đội, giỏi quá nha, mấy ngày nay tiểu đội của các cậu săn được nhiều vật tư nhất đấy. Cốc tâm chí đạp một cước lên con dê đã chết, trước đây tôi đã làm quen việc này đầu bếp, thợ săn à. Các đội viên từng nhìn thấy thủ pháp cắt đầu nhân loại mới vô cùng thành thục của cốc tâm trí liền nghĩ, thợ săn dùng để hình dung cốc tâm trí cũng rất chuẩn xác. Sau khi giao nọc vật tư tìm được hôm nay, cốc tâm trí đi tới bìa rừng, dựa vào thân cây ngồi xuống, châm một điếu thuốc sưởi ấm, thuận thế kéo mũ xuống cực thấp. Cậu nghĩ tới đoạn đối thoại của mình với Đinh Thu Vân trước khi đi. Cậu bảo đảm với Đinh Thu Vân, cậu yên tâm, cậu đã biết chuyện của tôi và nhân loại mới cho dù như thế nào tôi cũng sẽ không gia nhập bọn họ. Đinh Thu Vân khẽ cười, ừm, như vậy cũng tốt. Cốc tâm chí hỏi, cậu muốn tôi bắt tay với phe nào? Đinh Thu Vân nói, tôi muốn cậu gia nhập nhân loại mới. Cốc tâm chí. Nếu đây là yêu cầu của Đinh Thu Vân thì cậu cứ nghe theo là được. Tuy rằng cốc tâm chí từng bị nhân loại mới truy nã, nhưng người có thể nhìn thấy mặt cậu mà còn sống đến bây giờ không còn mấy móng với lại đám nhân loại mới này không thuộc cùng nhánh với đám truy nã cậu trước kia không cần lo lắng có người nhận ra cậu cho nên thuận lợi trà trộn chẳng qua sinh hoạt nơi này thật sự không quá hài lòng cậu chưa hút xong một điếu thuốc thì phiền phức đã tới một hộp thuốc lá đưa tới trước mặt cốc tâm trí chỉ cần ngửi mùi thơm của điếu thuốc thì kẻ nghiện thuốc có thể dễ dàng nhận ra cho dù không phải ở tận thế thì cũng là một gói thuốc hiếm thấy cậu há mồm ngậm lấy một mồi lửa đúng lúc lóe lên khiến điếu thuốc bùng cháy khói trắng lượn lờ trên bờ môi không tô mà vẫn đỏ của cậu cốc tâm trí thở ra một vòng khói xinh đẹp cảm giác trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên quả nhiên là vũ khí trí mạng nhất dù cho hành động không có bất kỳ tình ý hay trêu chọc gì thì vẫn có thể dễ dàng khiến người ta khô nóng toàn thân râu quai nón ngồi xuống bên cạnh cậu hai mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm cốc tâm trí cực khổ rồi cốc tâm trí nhàn nhạt đáp tương râu quai nón nỗ lực ông lấy vai cốc tâm trí nhìn cậu kìa mấy ngày gần đây lại gầy hơn rồi sắc mặt của cốc tâm trí vẫn như thường nhưng trong miệng lại suýt nửa cắn nát điếu thuốc râu quai nón họ khâu là thủ lĩnh của đội ngũ nhân loại mới này đội ngũ này là nhánh khổng lồ nhất trong các đội ngũ nhân loại mới mơ ước kho vũ khí lúc trước cốc tâm trí quan sát một hồi lâu so về quyền hành cũng như lợi và hại xác nhận nơi này thích hợp nhất để cậu trà trộn vào mới mang theo đội ngũ tìm đến nơi này cậu tưởng rằng mình đã nắm chắc hết thảy nhưng khi cậu truyền tin cho đinh thu vân báo với cậu ấy về việc lựa chọn đội ngũ nhân loại mới đinh thu vân chỉ đáp lại một chữ ha cốc tâm chí có ý gì đinh thu vân nói không có gì quan trọng cả cậu cứ đi thì biết mặc dù trì tiểu trì không nhúng tay vào việc tự thành lập đội ngũ của cốc tâm chí nhưng cậu lại khá hiểu biết các băng nhóm nhân loại mới có chút thế lực thị trấn thương mại của Thư Văn Thanh bây giờ là nơi tập kết thông tin cỡ lớn, muốn tin tức gì thì cứ đến đây hỏi thăm là được. Trì Tiểu Trì nói không sai, chuyện này không xem như quan trọng, hơn nữa cốc tâm trí quả thật đúng là đi thì biết. Đội trưởng râu quai nón nhân loại mới này rất yêu thích nam thanh niên xinh đẹp, tướng mạo và khí chất của cốc tâm trí vừa vặn sinh trưởng ở đốt sống thẩm mỹ của gã. Cốc tâm trí bị dây dưa vô cùng phiền muộn, dù cho cậu xa lánh lạnh nhạt với gã thì gã vẫn không biết mệt mà cứ mò tới, trêu chọc khiến cốc tâm trí vô cùng đau đầu. Cậu viết thư chất vấn, Đinh Thu Vân, cậu cố ý không nói cho tôi biết trước. Sau đó không bao lâu, thì trấn gửi thư đến. Đinh Thu Vân trả lời chỉ có hai chữ, đúng thế. Cốc tâm trí nắm lá thư chỉ có hai chữ, ở trong túi ngủ ngắm nhìn rất lâu, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, cắn đèn tim trong miệng, dùng bút chỉ viết từng chữ hồi âm. Cậu muốn nói, như vậy sẽ khiến cậu ngui giận à, muốn hỏi, tôi có cần làm nhiều hơn thế không? Xóa rồi sửa, sửa rồi lại xóa, cuối cùng thư gửi đi cũng chỉ có ngắn ngủi một chữ. Cốc Tâm nói, được. Được, chỉ cần cậu cao hứng thì cứ nghe theo lời cậu là được. Cốc Tâm chí không lập tức bẻ cổ trâu quai nón mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, nhìn đến mức trâu quai nón đông đưa linh hồn, cũng không dám làm thêm động tác thừa nào khác, khóe miệng trước tiên cứng đờ bỏ tay ra rồi cười lấy lòng, tiểu cốc. Cốc tâm trí đứng dậy, phủi phủi bờ vai mới bị đối phương chạm vào, cảm ơn điếu thuốc của khâu đội. Nếu như người khác làm động tác này thì râu quai nón tất nhiên nổi nóng, nhưng cốc tâm trí làm vậy thì gã căn bản không thể tức giận. Ngay cả đầu ngón tay trắng bệch lướt qua vải vóc vang lên tiếng sàn sạc cũng thật sự mê người. Sau khi cốc tâm trí đứng dậy rời đi, râu quai nón chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đang rút một điếu thuốc từ trong hộp, chớp mắt một cái, phát hiện cốc tâm trí sau khi bước đi mấy chục bước thì lại lén lút quay đầu quan sát mình. Bị lén lút nhầm ngó như vậy nhưng râu quai nón cũng không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại bị ánh mắt kia miễn cưỡng làm mềm thân thể, cười hít mắt đáp lại. Cơ thể cốc tâm trí hơi run một cái, quay đầu rời đi thật nhanh. Râu quai nón nở nụ cười. Cho dù giả vờ thế nào thì cũng chỉ là một thằng nhóc hơn 20 tuổi mà thôi, quả nhiên vẫn còn non lắm. Tuy rằng cậu ấy mang theo một đội ngũ rất chất lượng nhưng bạn về số lượng thì cốc tâm trí vẫn phải ngoan ngoãn bám vào gã, dù cho không cam tâm tình nguyện thì vẫn phải vậy. Cốc tâm trí càng không cam lòng, càng chống cự, chờ đến khi gã đoạt được thì càng sung sướng hơn. Nhưng cốc tâm trí vừa quay lưng thì lại hoàn toàn không còn bất kỳ xấu hổ, căng thẳng hay bất an như trong tưởng tượng của trâu quai nón. Vẻ mặt của cậu rất giống một con sói đang săn mồi, giả dối, tàn nhẫn, lộ ra mưu mô xảo quyệt cậu vừa đi vừa dùng khăn mùi xoa trắng như tuyết bằng sợi đây để lau tay môi và những nơi bị râu quai nón chạm đến sau đó đi vào lều tiện tay ném khăn vào đống lửa nhìn mảnh khăn trắng tinh bị cháy thành thang thì cậu mới cất bước đi ra cốc tâm chí mang theo đội ngũ ít ỏi của mình cùng trà trộn vào băng nhóm nhân loại mới có ý đồ bao vây tiêu diệt căn cứ kho vũ khí không ai cảm thấy cậu là nhân loại cũ vì cậu không sợ lạnh cũng không sợ chết cốc tâm chí đã nhìn thấy cái chết rất nhiều lần một là giết người hai là nhìn thấy đinh thu vân lần lượt chết trong mộng của mình nói cho cùng cậu thật sự không có cảm giác quá mãnh liệt đối với cái chết bởi vì người khác chết đối với cậu mà nói cũng không tính là chuyện gì đáng giá để lo lắng nhưng đinh thu vân chết là chuyện lặp đi lặp lại trong mơ chỉ cần cậu có thể nhìn đến khi mở mắt ra thì cậu có thể thuyết phục chính mình chuyện này chưa từng xảy ra cho dù xảy ra thì cũng chỉ là chuyện trong quá khứ cậu chỉ cần mở mắt mà vẫn có thể nhìn thấy đinh thu vân còn sống là đủ rồi Mãi đến tận một ngày nọ, đội viên của Cốc Tâm Chí vì tranh giành một con nai với nhân loại mới ở trụ sở gần đó bị bắn một phát súng nát đầu. Quy lực của phát súng kia cực lớn, một phát bắn tới liền nát nửa cái đầu. Nếu đã xé rách thể diện thì đối phương cũng không nể tình, cắt luôn đầu của đội viên Cốc Tâm Chí xuống, miễn cho người nọ mang theo thương tích quay về báo tin, để lại hậu họa. Cốc Tâm Chí và đội viên chia nhau tìm mồi thì nghe thấy tiếng súng, lần theo tiếng súng mà tới dựa vào bản tên trên người mà nhận ra đội viên của mình. Cậu ngồi rất lâu bên cạnh thi thể, nhìn chăm chú vào cái xác không đầu lạnh lẽo này, hút xong nguyên gói thuốc lá. Người này khi còn sống ghét nhất cốc tâm trí hút thuốc, còn khuyên cậu hút nhiều sẽ ung thư phổi, nhưng lần nào cũng khuyên không thành. Vì vậy những đội viên khác nhìn thấy cảnh này thì vừa sầu não vừa dở khóc dở cười. Cốc tâm trí kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay phải, tay trái âm thầm cho vào túi áo của đội viên trên mỗi túi áo của đội viên cậu đều gắn một máy quay siêu nhỏ món đồ này là cậu lấy được từ chỗ thư văn thanh thuận tiện để bọn họ và các nhân loại khác lúc giao lưu trộm quay lén một ít hình ảnh và tư liệu để mang về phân tích cậu vừa hút thuốc vừa cắm máy quay siêu nhỏ vào trong máy quay chính đã chuẩn bị sẵn xem lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra sau khi xem xong cậu đứng dậy nói tôi đi đây một chút các đội viên tưởng rằng cậu cảm thấy ngột ngạt muốn đi hút điếu thuốc nhân tiện nói cốc đội tiểu lý cốc tâm chí không nói lời nào một tay cho vào túi quần chậm rãi đi ra ngoài các đội viên nhìn nhau một lúc cũng đã sớm quen với tính cách lãnh đạm của cốc tâm chí chuẩn bị cùng nhau đi chôn đồng đội bọn họ lựa chọn mạo hiểm cùng cốc tâm chí đều có tự giác về việc hy sinh huống hồ so với những nhân loại cũ khác bọn họ là người đã chết một lần cảm giác đối với cái chết cũng nhạt đi không ít cho dù khổ sở nhưng cũng không quá đau lòng quy định nghĩa, cái chết từng thay đổi vô số lần thì mồ yên mã đẹp vẫn là tập tục đã cắm rễ trong lòng con người. Bọn họ mang thi thể đồng đội về trụ sở phụ cận, mường xẻng, bắt đầu đào mộ. Đất đá bị đông cứng rất khó đào, cũng may sức mạnh của nhân loại mới vượt xa người thường, rất nhanh liền đào xong một cái hố sâu. Còn chưa chờ bọn họ dùng túi ngủ bọc kỹ thi thể để đặt vào thì cốc tâm trí đã trở lại. Tay phải cậu kéo một xác nai, tay trái cầm một đầu người máu trên tay đã đóng băng, ngoài miệng nằm một điếu thuốc mới, khói trắng lượn lờ bốc lên mang theo mùi đinh hương. Đầu người này chính là của tên hung thủ mà vừa nãy cậu nhìn thấy trong máy quay. Cậu nói, chôn chung. Coi như có thứ để bàn giao. Dứt lời, không chờ các đội viên có phản ứng gì thì cốc tâm trí đã quay người đi về lều vải. Râu quai nón nhìn thấy hết tất cả, vừa thưởng thức mà nhìn cốc tâm trí tự tiện hành động theo ý mình, trong lòng trong mắt đều trở nên nóng bỏng một đội viên vội vàng đi tới nói với râu quai nón đại ca xảy ra chút phiền phức anh sang đó xem thử râu quai nón phục hồi tinh thần chuyện gì là bên anh Long nổi giận bảo người của chúng ta bên này ban ngày ban mặt chạy đến căn cứ của bọn họ chém một người bảo chúng ta phải cho anh ấy một câu công đạo công đạo cái gì râu quai nón nhún vai người của bọn họ ra tay trước chúng ta chưa làm lớn chuyện là mây rồi chuyển lại nguyên văn cho gã bị giết ngay tại căn cứ, có biết mất mặt hay không? Đội viên nghe vậy, hơi lúng túng một chút, chuyển lại nguyên văn à. Chú là đại ca hay anh là đại ca, râu quai nón bị cốc tâm trí cảm hóa, cũng chăm một điếu thuốc, chỉ về phía lều của cốc tâm trí, người này trượng nghĩa, giữ lại rất hữu dụng. Đội viên không khỏi oán thầm, hữu dụng con khỉ khô, rõ ràng là anh vừa ý người ta, nhưng nếu nói ra câu này thì chắc chắn sẽ bị đập, vì vậy đội viên liền im lặng chạy như bay đi truyền tin. Râu quai nón si mê nhìn về phía lều. Cốc tâm trí trong lều xoa đi máu tươi bị kết băng trên tay, hoạt động cổ tay có chút cứng ngắc, chui vào túi ngủ, như mọi khi miệng thì cắn đèn pin, tay thì lấy ra giấy bạc trong gói thuốc lá, bắt đầu viết thư cho Đinh Thu Vân. Lần này cậu viết rất nhiều chữ, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy quá nhiều lời, sau khi viết xong thì muốn xóa một ít, nhưng xem đi xem lại cảm thấy nhiều lời cũng không có gì tệ, bèn chèn lại giấy thuốc lá vào gói thuốc về nguyên dạng lấy keo dính chặt dùng từng điếu thuốc lá mà mình cất giấu nhét vào ổn thỏa sau khi xác nhận không có gì sai sót thì mới gọi một nữ đội viên đến nói cho người nhà của lý danh viễn là cậu ấy đã qua đời thi thể không thể trở về chôn ngay tại chỗ bảo bọn họ rảnh rỗi đến thăm một chút lý danh viễn từ lâu đã mất liên lạc với gia đình đây là ám hiệu truyền tin về thị trấn nhỏ với nữ đội viên dứt lời Cậu đưa gói thuốc lá cho nữ đội viên Nữ đội viên hiểu rõ Tiếp nhận gói thuốc lá Đang định rời đi thì lại bị râu quai nón ngăn chặn Trái tim của nữ đội viên đập thình thịch Cho rằng bí mật của bọn họ bị bại lộ Theo bản năng mà quay đầu nhìn cốc tâm trí Cốc tâm trí vẫn như bình thường Khâu đội Có chuyện gì Râu quai nón nở nụ cười lấy lòng Muốn đi đâu Tôi phái người đưa cô ấy đi Cốc tâm trí lạnh nhạt từ chối Chúng tôi có xe không cần phải mắc công. Lại ăn phải cái đinh mềm không lớn không nhỏ của cốc tâm trí, râu quai nón đưa mắt nhìn bóng lưng của nữ đội viên đang lặng lẽ thở ra một hơi, dù gã có kiên trì thế nào thì cũng có chút nhịn không được. Gã dùng giọng điệu trêu đùa, cốc đội, cậu thật sự liều mạng đấy, đoán không ra, nhìn không thấu, nhưng lại có một sức hấp dẫn như có như không. Cốc tâm trí đáp lại một cách đâu ra đấy, tôi không muốn sống. Râu quai nón bị cậu dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy chọc cười, chỉ cảm thấy chính mình nhặt được một món bảo bối thứ thiệt. Gã thật sự muốn ở chung với cốc tâm trí nhiều hơn, trêu đùa nhiều hơn, nhưng tình huống ở kho vũ khí biến hóa còn nhanh hơn so với bọn họ đã nghĩ. Kho vũ khí được trấn thủ kín kẻ không một lỗ hổng, nhân loại mới đã nghĩ rất nhiều biện pháp, tấn công chính diện, cắt đứt lương thực, làm ô nhiễm nguồn nước, mang theo chó dại, hoặc là trả trở về đám binh lính canh giữ kho vũ khí đã bị nhiễm độc mà bọn họ bắt sống trước đó nhưng kho vũ khí vẫn vững như thành đồng vách sắt tấn công chính diện thì bọn họ có vũ khí sung túc cắt đứt lương thực thì bọn họ xé ra một con đường máu làm ô nhiễm nguồn nước nhưng bọn họ lại có đập chứa nước độc lập mang theo chó dại thì đám chó dại này bình thường vẫn chưa mò tới phạm vi bên ngoài kho vũ khí đã bị đánh chết trả trở về binh lính bị nhiễm độc thì những người kia chưa cần chờ trở về kho vũ khí đã trực tiếp lựa chọn tự sát để tránh liên lụy mọi người nhưng như vậy thì có lợi gì Trường kỳ trấn thủ thì đến cuối cùng vẫn phải tiêu hao. Nếu như không phải chú ý bọn họ đã tiêu hao đến sức cùng lực kiệt thì đám nhân loại mới cũng sẽ không cần tụ tập bốn phương tám hướng mà đến chỉ để chia sẻ một chén canh. Chiến tranh toàn diện bùng phát vào buổi tối ba ngày sau. Cốc đội, một đội viên xông vào lều của cốc tâm trí, giọng nói khó nén khỏi kích động. Bắt đầu rồi. Ít nhất có ba nhóm nhân loại mới điều động đội ngũ. Xem ra tối nay sẽ tổng tiến công, cốc tâm chí vương mình ngồi dậy từ trong túi ngủ không hề do dự nắm lấy dao găm và khẩu bắn tỉa của mình chạy ra khỏi lều dưới ánh lửa mãnh liệt râu quai nón đang sốt sắng chỉ huy đội viên dưới trướng chuẩn bị xuất phát cốc tâm chí yên lặng đứng bên cạnh gã vừa quay đầu liền nhìn thấy cốc tâm chí trong lòng gã trở nên sôi trào nhiệt huyết từ bên hông rút ra một khẩu súng cầm tay giữ cẩn thận cái này đó là một khẩu browning tinh xảo xinh đẹp rất giống khẩu Browning trong trí nhớ của cốc tâm trí. Mà người kia trong trí nhớ của cậu lại nắm chặt khẩu súng này, ra lệnh với cậu, trong tầm bắn. Cậu nhịn không được mà cúi đầu, nở nụ cười tươi sáng, không cần, tôi có súng rồi. Cậu lại vỗ lên hông của mình, còn có dao găm. Nụ cười của cốc tâm trí thật sự động lòng người, râu quai nón suýt nữa đã nhìn đến mê mẩn mặc dù cốc tâm trí lại một lần nữa từ chối ý tốt của gã nhưng gã vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng nhìn không được mà nói chút nữa đánh nhau cậu nhớ theo sát tôi cốc tâm trí nhìn thấy toàn bộ tín nhiệm trong mắt gã chỉ cảm thấy cảnh này thật quen thuộc trong những cơn ác mộng luân hồi đã vô số lần cậu nhìn thấy ánh sáng đó trong mắt đinh thu vân đó là ánh mắt xem cậu là người tín nhiệm nhất trong lòng nhận ra điều ấy sắc mặt của cậu hơi căng thẳng nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ lãnh đạm như ngày xưa, ừm, tôi hiểu rồi. Trong khi đó người mà cậu tâm niệm đang ở thị trấn nhỏ cách nơi này cả ngàn dặm, cùng cảnh nhất minh chơi trò chiến tranh. Súng là súng gỗ, được điêu khắc rất tinh xảo, là trì tiểu trì tự làm. Cảnh nhất minh đã thuận lợi trưởng thành đến tuổi mà chó cũng ngại, nhảy nhót tưng bừng, cực kỳ hiếu động, cậu nhóc bệnh tật triền miên năm đó ở trạm xăng dầu căn bản đã hoàn toàn thay đổi, đang cầm súng ngồi sổng trên cột bơm xăng, bằng bằng bằng, bằng bằng bằng, mô phỏng tiếng nổ súng với Trì Tiểu Trì. Làm trọng tài, ông chủ mỏ than tao nhã liếm móng vuốt, ngồi bên cạnh nhìn xem. Trì Tiểu Trì cầm một khẩu súng gỗ khác trốn sau mặt tường, hô lớn, con lại chơi xấu rồi, làm gì có súng nào không hết đạn hả? Cảnh Nhất Minh cười khanh khách, liên tục bắn súng. Cảnh Tử Hoa với mái tóc buộc hờ từ trong phòng tản mùi cơm nóng bước ra, ăn cơm thôi. Cảnh Nhất Minh lại rất ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhảy một cái thịt từ trên cột bơm xăng xuống đất, mẹ, chú bị con đánh bại rồi. Trì tiểu trì dò đầu ra, oán giận nói, lão cảnh, nó lại chơi xấu. Em chỉ cho nó một khẩu 92 mà nó bắn như súng sáu nòng ga liên. Cảnh tử hoa cúi đầu, hỏi cảnh nhất minh, thật sao? Con dùng khẩu ga liên bắn chú à? Cảnh nhất minh có chút chột dạ mà xoắn ngón tay. Cảnh tử hoa nhắc nhở cậu bé, con làm trái quy tắc, nên làm gì đây? cảnh nhất minh chạy đến trước mặt trì tiểu trì ngọt ngào nói chú đinh con sai rồi sau này con sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi trì tiểu trì ngoan vừa dứt lời cảnh nhất minh từ sau lưng móc ra một cây súng bằng một phát bắn trì tiểu trì trì tiểu trì cảnh nhất minh bày tỏ chú chết rồi trì tiểu trì trẻ con bây giờ cũng mưu mô như vậy à cảnh nhất minh nhảy tung tăng nhào vào lòng cảnh tử hoa có chút kiêu ngạo mẹ con thành công bảo vệ mẹ rồi bọn họ chơi trò bảo vệ trạm xăng cảnh nhất minh là bên phòng thủ trì tiểu trì là bên tấn công cảnh tử hoa dịu dàng ngồi xuống hôn tóc cảnh tử minh sau đó vỗ vỗ vào lưng cậu bé ra hiệu cho cậu bé mau vào nhà ăn cơm hủy bỏ cảnh báo cảnh nhất minh cũng khôi phục sự nhiệt tình với trì tiểu trì ngoắc ngoắc chú vào ăn cơm chung với con nha trì tiểu trì ra vẻ vô lực dựa vào tường đau đớn như thể không thở được chú bị con bắn chết rồi. Cảnh Nhất Minh, Cảnh Tử Hoa Trì Tiểu Trì nói, yên tâm, chú sẽ không trách hai người, chú trên trời có linh thiên sẽ phù hộ hai người mưa thuận gió hòa. Trì Tiểu Trì bắt đầu huyết sáo, trên thế giới này chỉ có 061 có thể nhận biết cậu ấy đang huyết sáo ca khúc chủ đề của chương trình dự báo thời tiết trên TV. Cảnh Tử Hoa và Cảnh Nhất Minh đương nhiên là nghe không hiểu. Cảnh Nhất Minh lập tức quay đầu chuồng mất cảnh tử hoa thì lại tự ý thêm vai diễn cho mình đi đến trước mặt trì tiểu trì xác nhận cảnh nhất minh không nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ mới cười nói kỳ thật cậu không cần phải nhường nó như thế trì tiểu trì đưa tay từ phía sau ra ở trong tay cậu ấy là một khẩu súng từ lúc bắt đầu cậu đã đề phòng cảnh nhất minh đột nhiên đến gần nhưng cậu không ý thế nổ súng trước trì tiểu trì không ngại mà khoác tay có gì đâu lần sau sẽ thắng trở lại cảnh tử hoa mời cậu ở lại dùng bữa chứ ok trì tiểu trì tiến vào phòng ăn nho nhỏ của hai mẹ con chú ý liếc nhìn trên tường trên vách tường có treo một cây nỏ máy đó là mấy tháng trước trì tiểu trì đến thị trấn của thư văn thanh rồi nhìn thấy cùng kiểu với cây nỏ máy mà lão cảnh từng sử dụng hình dạng và cấu tạo y như đúc trì tiểu trì mua lại đưa cho cảnh tử hoa mang danh là giữ nhà đây xuất phát từ một loại cảm giác về nghi thức trì tiểu trì cảm thấy thứ này nên thuộc về cô ấy mà cùng lúc đó cậu cũng hy vọng cả đời này cảnh tử hoa sẽ không cần dùng tới nó sau khi ăn xong nữ đội viên được cốc tâm trí phái ra đã tiến vào trong trấn tìm được trì tiểu trì đem gói thuốc lá dao cho cậu cậu mở gói thuốc ra nhìn thấy chi chít chữ số lượng vượt xa bình thường liền sửng sốt trong chốc lát mà sau khi trì tiểu trì đọc hết nội dung từ đầu đến cuối cậu và không sáu một cùng nhau cất lên một tiếng cười nhàn nhạt Trì tiểu trì, thầy Lục, anh cười cái gì? Không sáu một hỏi, cậu cười cái gì? Trì tiểu trì, thoạt nhìn nhiệm vụ sắp hoàn thành. Không sáu một chỉnh lại, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành. Trì tiểu trì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dữ liệu sẽ không lừa người, trị giá hối hận của cốc tâm trí luôn vẫn bước tăng lên, hiện tại đã đến 87 điểm. Chỉ còn kém 13 điểm là bọn họ có thể rời đi. Trì tiểu trì suy nghĩ, nếu như những lời cốc tâm trí nói trong thư là sự thật thì lá bài mà cậu sớm bố trí có lẽ không cần sử dụng nữa nhưng chỉ nửa phút sau trì tiểu trì bỗng nhiên biến sắc sống mái với nhau từ tối hôm qua kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau chiến tranh quân chiến ban đầu là nhân loại cũ chiến với nhân loại mới sau đó lại là nhân loại mới chiến với nhân loại mới quân dự bị dâng lên hết làn sóng này đến làn sóng khác không cần tâm kế không cần mưu trí chỉ thuần túy là súng đối súng giao đối giao không có kỹ xảo chỉ có giết người và quyết tâm quyền khống chế khu căn cứ đổi chủ mấy lần người người đều mù quáng thấy ai cũng giết thậm chí không chỉ một người giết đỏ cả mắt rồi ngã vào dưới dao của chiến hữu cuối cùng thắng lợi nghiêng về phía râu quai nón thế cục vừa định râu quai nón vui vẻ trong lòng gã ra lệnh mấy chục người còn sóc lại trong đội ngũ cấp tốc dọn dẹp chiến trường cũng phái ra mấy người đi đón đội ngũ chi viện thông báo cho bọn họ khẩn trương đến đây dùng ưu thế nhân số để đoạt lấy kho vũ khí cũng như các đội ngũ khác đội dự bị vốn định sử dụng để tiếp quản kho vũ khí đều bị tiêu hao khi thay phiên chiến đấu xung quanh là máu tươi bắn tung tóe và những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn râu quai nón nhìn thấy vừa sung sướng vừa thẫn thờ gã đi một vòng giữa chiến trường thay chất thành núi máu chảy thành sông vừa muốn thoải mái đóng to một trận lại tuyệt vọng muốn xóa sạch hết thảy trước mắt cũng may gã vừa nghiêng đầu liền phát hiện cốc tâm trí còn đi theo bên cạnh trong biển xác người la liệt, chỉ có gã và cốc tâm trí là hai người còn sống. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt cốc tâm trí, toàn thân cũng vậy, cậu kéo ống tay áo, nhẹ nhàng lau chùi dao găm. Râu quai nón cười ha ha, giang hai tay, mạnh mẽ ôm cốc tâm trí vào lòng. Râu quai nón có dáng người cao lớn, giống như con gấu ông lấy cốc tâm trí mạnh khảnh, gã chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chân thật và ấm áp. Ấm áp. Chờ chút. Đây không phải nhiệt độ mà nhân loại mới nên có Cảm giác sợ hãi chớp mắt xẹt qua trong đầu gã Gã muốn đẩy cốc tâm trí ra nhưng sau gáy lại bị ngón tay cứng như sắt thép của cốc tâm trí giữ chặt Khiến gã không có cách nào bỏ trốn Giọng nói mà gã vô cùng yêu thích dán vào bên tai gã Lạnh lẽo lướt qua, vô cùng êm ái Cảm ơn đã dẫn đường Tôi không muốn lấy mạng của anh Chỉ là hy vọng đội ngũ của anh giúp tôi mở đường mà thôi Hiện tại Lưỡi dao găm vừa được lau chùi sạch sẽ lại một lần nữa bị bao trùm bằng máu sền sệt, máu tươi phun ra tung tóe như suối từ cổ họng râu quai nón, hàm râu của gã cũng bị dính máu, từng giọt nhiễu xuống đất. Cổ họng của râu quai nón cất lên tiếng trầm trầm, trong mắt tràn đầy khó tin. Dần dần ánh sáng trong mắt cũng phai nhạt và thay đổi, biến thành ngọn lửa tối tăm thiêu đốt tất cả. Cốc tâm chí vỗ sau gáy gã, cảm nhận được hơi thở dần yếu ớt và tiếng máu bị sói mòn của gã, nhẹ giọng an ủi, được rồi được rồi. Nhưng vào lúc này, một vật thể cứng trắng lạnh lẽo đặt ngay thân thể cốc tâm trí. Đoàn. Một tiếng súng nặng nề nổ ngay giữa hai người. Trong tay râu quai nón cầm chặt khẩu Browning mà trước kia gã định đưa cho cốc tâm trí. Nòng súng vẫn còn phát ra bụi mù. Lá phổi của cốc tâm trí bị thủng, có khói thuốc súng nhàn nhạt từ miệng vết thương bay ra, cây mũi như mùi máu tanh. Đầu óc của cốc tâm trí bất chợt xoay chuyển cậu nghĩ chuyện này là sao trước tiên cậu xoay tay đẩy mạnh râu quai nón ra súng và dao găm đồng loạt chịu lực vũ khí của hai người cùng lúc tuột khỏi tay tiếp theo là cảm giác đau đớn kéo đến người ta có câu đau đến tê tâm liệt phế thì chính là như vậy cốc tâm trí luôn cho rằng mình không sợ đau nhưng nội tạng đau đớn kịch liệt khiến thân thể của cậu hoàn toàn co rút đau đến mức trên đầu của cậu nháy mắt toát mồ hôi liên tục nhiễu xuống từ bên xương quai hàm cậu bụng chặt vết thương, máu tươi trào ra lòng bàn tay, căn bản không ngừng được. Sức sống của nhân loại mới tương đối khủng bố, chỉ cần nhất thời không thể cắt đứt đầu thì vết thương bị cắt rời đã chậm rãi khép lại. Sống dao găm của cốc tâm trí có răng cưa bất quy tắc, một nhát cắt qua, cho dù là nhân loại mới không nguy hiểm đến tánh mạng thì cũng phải ăn đau không ít. Râu quai nón ông lấy cuốn họng đang trào máu, đau đến nổi gân xanh, nhìn chầm chầm vào cốc tâm trí, trong mắt tất cả đều là máu, dữ tợn đến mức khiến người ta lạnh cả sóng lưng. Gã cất lên từng tiếng vụn vỡ, mày. Cốc tâm trí không chờ gã nói dứt lời. Dao găm bị ném ra xa mười mấy mét, muốn nhặt lại đã không còn kịp. Cốc tâm trí nhào tới đè đầu râu quai nón xuống, muốn dùng tay xé đầu của gã ra. Râu quai nón coi như biết cốc tâm trí là một người ân đền oán trả, nhưng cũng không nghĩ tới là một kẻ khác máu cùng tính như vậy, bị cốc tâm trí bóp lấy cần cổ vẫn chưa khép lại vết thương, gã điên cuồng gào thét một tiếng, một tay khống chế tay phải của cốc tâm trí, một tay bắp mạnh vào vết thương của cốc tâm trí, vết thương lập tức trào ra như suối. Cốc tâm trí không trên tiếng nào, miễn cưỡng cắn chặt hàm răng đến chảy máu, bàn tay dính máu nhất cầm của trâu quai nóng lên, ngón tay giữa đâm vào cổ họng bị thương của trâu quai nóng. Đây hoàn toàn là cách đấu của thú hoang, một sư tử một mãnh hổ, dùng hết toàn bộ sức mạnh hung hãn mang rợ để lấy mạng của đối phương nhưng sức mạnh của cốc tâm trí dần dần xói mòn còn sức mạnh của râu quai nón lại đang từng chút một khôi phục nói tới tố chất thân thể dù sao thì nhân loại mới và nhân loại cũ vẫn có một trình độ chênh lệch nhất định cốc tâm trí bị râu quai nón đè ngã xuống đất máu tại vết thương vẫn ào ào chảy ra cậu bị máu sặc ho không ngừng sức lực trên tay cũng dần dần yếu đi bên ngoài có động tĩnh dường như có tiếng súng và tiếng hét thảm tiếng đánh nhau cũng truyền đến giây lát trôi qua bên ngoài lại truyền đến những tiếng nói chuyện xôn xao kèm với tiếng bước chân vội vàng nghe tiếng động số người tiến tới ít nhất cũng cỡ một tiểu đội râu quai nón gặp phải biến cố bất ngờ vừa đau vừa tức bây giờ đoán rằng quân chi viện của mình đã tới đối mặt với người mà gã từng yêu nhưng không đạt được này ngược lại nặng ra một nụ cười bàn tay đầy máu nắm lấy tóc cốc tâm trí dùng lực siết chặt trên tay của gã toàn là máu của cốc tâm trí cảm xúc máu tươi mang lại cho gã một loại khoái cảm vặn vẹo, người của tao đã đến, mày nhất định sẽ chết. Cốc tâm trí cũng nghe được tiếng động giống gã. Nhưng cậu vẫn cười theo. Râu quai nón làm sao không biết gã bị người ta lợi dụng, bây giờ nhìn thấy cốc tâm trí làm ra bất kỳ biểu lộ gì cũng cảm thấy chướng mắt, muốn ra tay móc đôi mắt điếc không sợ súng này. Thừa dịp gã kích động trong lòng, cốc tâm trí há mồm cắn vào gáy của râu quai nón. Nơi cổ họng của trâu quai nón vừa mới lành lại chưa được bao lâu, xương sụn liền bị cắn nát tan, gã đau đớn hét lớn một tiếng, đang muốn nhấc cốc tâm trí lên khỏi mặt đất, phía sau liền truyền đến tiếng lên đạn giòn tan của chốt súng kiểu cũ. Râu quai nón biết cốc tâm trí lợi hại, không dám khinh thường, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, lập tức hô to, nổ súng. Nổ súng. Tiếng súng vang lên trong chớp mắt, viên đạn kiểu cũ vỡ ra, nhưng lại bắn trúng ngay tim râu quai nón. Thân thể của trâu quai nón cứng đờ, bị lực của súng bắn tới khiến gã hơi gục xuống. Cốc tâm chí hô to, dao găm. Cậu vừa dứt lời thì một con dao găm hình thánh giá liền bay đến bên tay phải của cậu. Cốc tâm chí vung dao lên, tia sáng chật lóe, máu đỏ như mưa. Râu quai nón ngã rạp trên người cốc tâm chí, hoàn toàn bất động. Cốc tâm chí cũng không đẩy gã ra, cùng thi thể đã bị cắt đứt đầu của gã nằm ngay đó, hơi thở gấp gáp, từ trong miệng thở ra mùi tanh hơi lạ. Nhan lang Lan nâng khẩu súng vẫn còn đang bốc khói, cô bày tỏ mình chưa nghe thấy yêu cầu như thế. Cô phất tay lên, tiếng chuông len ken, đám binh lính do Thư Văn Thanh thuê đến tiếp tục tản ra, đi thanh trừng đám tàn quân của râu quai nón, chỉ còn lại hai người có thân thể cao to nhất bảo hộ bên cạnh cô, một tấc cũng không rời. Bị chen chúc ở chính giữa, Tôn Bân Ngọc đến đổ mồ hôi, cậu chạy nhanh đến mấy chủ, chỉnh lý một chút suy nghĩ, tiện tay thử nghiệm việc khôi phục hệ thống bị gián đoạn, hệ thống an toàn trong khu căn cứ tạm thời bị mất đi hiệu lực, Tôn Bân liên tục lẩm bẩm trong miệng. Tôn Ngạn bước nhanh về phía trước, không kịp thu lại con dao găm vừa mới tung ra, trước tiên đẩy rau quai nón còn đè trên người cốc tâm chí xuống. Cốc tâm chí ngửa mặt nằm trên đất, dường như mệt mỏi cực độ, đôi mắt cũng mở không ra, trong miệng thì thào điều gì đó. Tôn Ngạn cho rằng cốc tâm chí đang hỏi tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây cậu cũng không nóng lòng kéo cốc tâm trí ngồi dậy, chỉ cho rằng cốc tâm trí quá mệt mỏi nên liền xếp bằng ngồi xuống bên cạnh, là đinh đội phái chúng tôi tới. Đinh Thu Vân muốn bọn họ nội ứng ngoại hợp, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở ngay sau lưng. Sau khi cuộc chiến giành kho vũ khí bắt đầu, các tổ chức nhỏ hơn thành lập liên minh với nhau, nhưng vẫn âm thầm cạnh tranh, cố tình trì hoãn, hy vọng thu hoạch được nhiều lợi ích từ trận chiến này những tổ chức lớn làm sao chịu ngồi yên xem mình bị tiêu hao đội ngũ vì vậy cố ý lưu lại đội quân dự bị để xua đuổi các tổ chức nhỏ bé này không thể xua đuổi được đám người ngồi xem hổ đấu thì liền dùng vũ lực không ai ngờ khi mọi chuyện đã định tất cả đều đang buông lỏng cảnh giác thì một đội ngũ vô danh với số lượng cực khổng lồ bỗng chốc tiến tới sang bằng tất cả đám nhân loại cũ này căn bản không nằm trong danh sách đề phòng của nhân loại mới cho nên nhân loại mới vì nội chiến quá lâu dẫn đến sức cùng lực kiệt, dễ dàng sụp đổ. Kho vũ khí mà bọn họ mơ ước đã bị nhân loại cũ tiếp quản. Cốc tâm trí lại chẳng nghe thấy gì cả. Sinh mệnh sói mòn như nước, róc trách chảy ra khỏi vết thương trên thân thể của cậu, nội tạng bên trong tự như bị hàng ngàn con kiến chui vào, đau đến chết đi sống lại. Chết! Nghĩ tới chữ này, cốc tâm trí hít một hơi lạnh, đột nhiên hoảng sợ chết là mở mắt ra sẽ không còn được gặp lại Thu Vân, chết là rốt cục không còn nghe thấy Thu Vân nói một câu tha thứ với mình, chết là... Chết là không còn nằm mơ được nữa. Ngay cả cơ hội nằm mơ nhìn thấy Thu Vân cũng không có. Chỉ có người bị ung thư chết mới có thể chuyển hóa thành nhân loại mới. Thậm chí ngay cả tư cách trở thành nhân loại mới mà cậu cũng không có. Nhận ra được điểm này, cốc tâm trí dường như bị người ta bắn một phát súng vào tim, đau đến quặn người. Dưới sự khống chế mãnh liệt của ý chí, cuối cùng cậu cũng xem như cất tiếng nói rõ ràng một chút, ống tim Tôn ngạn đang thao thao bất tuyệt khen kế sách của Đinh Thu Vân, nghe vậy liền ngẩn ra, hả? Cốc tâm chí dãy dụ trên đất hai lần, muốn ngồi dậy, ống tim Khi nhan lang lang cảm thấy không đúng, len keng len keng chạy đến thì cốc tâm chí liền nghiêng đầu Học ra một nguồn máu lớn, trong máu pha tạp thứ gì đó mà nhan lang lang không dám nghĩ đến Lúc này Tôn Ngạn mới nhìn rõ chỗ bị thủng trên người cốc tâm trí, lập tức biến sắc, vương mình bò dậy, cốc đội phó. Bác sĩ! Bác sĩ Lâm đâu? Tôn Ngạn lão đảo chạy ra ngoài, còn cốc tâm trí không thể thở nổi, giọng nói càng thay đổi đến kỳ lạ, trong lòng ngực như bị nhét vào một cái ống thông gió, run rẩy nói, cho tôi ống tim. Nhàn lan lan quỳ gối bên cạnh cốc tâm trí, nước mắt đã rơi lã chả, cô không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không có thời gian hỏi cốc tâm chí muốn ống tim làm chi, rung rung lấy ra ống tim dự bị trong túi nhỏ. Một giây sau, chuyện khiến cô ngơ ngác đã xảy ra. Cốc tâm chí nhào đến thi thể còn ấm nóng của râu quai nón, dùng ống tim chọc mạnh vào người gã vài cái mới tìm được huyết quản chuẩn xác, rút ra một ống máu tràn đầy, giơ tay truyền vào cổ tay của mình. Cậu dùng tư thái thấp kém như một kẻ bị thần kinh mà lặp đi lặp lại, tôi không thể chết được, tôi không thể chết được, tôi không thể chết được chết rồi thì sẽ mất thu vân, sẽ không còn gì cả. Người kia xuất hiện trong cuộc đời u ám của cậu, như bọt nước hư ảo. Vì vậy cậu gài bẫy người kia, muốn thăm dò trái tim của đối phương dành cho mình là thật hay giả. Kỳ thực, cậu càng hy vọng đó là giả. Bởi vì nếu là thật thì cuộc đời của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi vì người nọ. Trong tòa nhà của nát kia, cậu lặng lẽ làm hư hệ thống điều khiển của máy móc, sau khi bị bao vây thì cầm lấy bộ đàm nói với Đinh Thu Vân đừng tới đây, bên phía của cậu đã bị vây kín. Đinh Thu Vân chỉ nói hai chữ, chờ tôi. Mấy phút sau, người nọ mạnh mẽ xé vỡ chướng ngại để tiến vào. Đinh Thu Vân dùng súng đánh nghiêng đầu một con người máy, nắm lấy tay cốc tâm trí, hô một tiếng, đi thôi, không nói một tiếng nào đã lao nhanh ra ngoài. Cho đến hôm nay cốc tâm trí vẫn còn nhớ mãi nhiệt độ bàn tay đó, rất lạnh, còn có chút đổ mồ hôi, gần cốt trắng chắc nắm lấy có cảm giác rất tốt. Trái tim cậu rất nhỏ, trong thế giới to lớn cậu chỉ cầu một đôi tay nguyện ý nắm lấy cậu, còn những thứ khác cậu không để ý cũng không cho là quan trọng. Cậu ở siêu thị chờ Đinh Thu Vân 2 năm là vì oan nghiệt kiếp trước mà đợi lâu như vậy. Nhưng cậu còn chưa đợi được Đinh Thu Vân tha thứ. Cậu không thể chết được. Cốc tâm trí nằm trên mặt đất, lỗ tai đã không nghe được gì nhiều. Nước mắt nóng bỏng từng giọt rơi xuống, cậu mang theo tiếng khóc nức nở, khàn khàn mà lại cuộc cường, tôi không thể chết. Không thể. Nhan Lan Lan cầm lên máy truyền tin, máy vừa liên thông thì liền run rẩy khóc, chị cảnh, chị có cách nào liên hệ với đinh đội không? Không phải, không phải, kế hoạch rất thành công, bọn em rất ổn. Chỉ là nơi này xảy ra một chút ngoài ý muốn, cái gì? Đinh đội đi rồi sao? 12 tiếng sau, xe mô tô vượt qua hơn ngàn km dừng lại tại trước kho vũ khí rồi tắt máy. Nhàn lan lan nghe thấy tiếng xe mô tô quen thuộc, vội vàng chạy đi. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc làm người an lòng, nhàn lan lan suýt nữa đã khóc ra tiếng, đinh đội, cốc đội phó khó tiếp tục được rồi, anh suy nghĩ có cách nào hay không, anh có mang thuốc tới không? Trì tiểu trì không nói lời nào, tháo mũ bảo hiểm xuống, trực tiếp quăng vào lòng nhan lang lan đang khóc ướt cả mặt, nhanh chân đi vào điểm nghỉ ngơi. Ông chủ mỏ than nhảy xuống từ yên xe, bước chậm đến trước điểm nghỉ ngơi, như đang canh chừng điều gì đó trì tiểu trì vén lên rèm che dùng chăn bông tạo thành người nằm trên giường vì bị gió lạnh bên ngoài tiến vào mà kịch liệt ho vài tiếng chợt đem mặt vùi vào trong chăn tìm kiếm một chút ấm áp chỉ nhìn bàn tay và một nửa khuôn mặt tái nhợt còn lộ bên ngoài của người nọ cũng đủ khiến người ta cảm thấy thê lương lạnh lẽo thế nào máu trên người cậu ấy dường như đã chảy khô thân thể mỏng manh bị chăn bông ép chặt đến mức không có cách nào nhúc nhích hiện tại chiếc chăn đối với cậu mà nói chính là một ngọn ngũ hành sơn. Chưa từng có ai nhìn thấy sức sống kinh khủng như vậy. Đối với một người bình thường mà nói, lá phổi trúng đạn thì nhiều nhất có thể sống thêm nửa tiếng đồng hồ. Cốc tâm chí muốn hít thở nhưng lá phổi bị tổn thương không thể duy trì chức năng hô hấp bình thường, lồng ngực đau nhức, khó thở, mất hết sức lực, tất cả cậu đều có thể chịu được. Dựa vào lá phổi tàn tạ này, cùng với dòng máu của nhân loại mới, cậu dãy dụ xuyên suốt 12 tiếng đồng hồ. Cậu dựa vào một nguồn sức mạnh nào đó, cứng rắn chống đỡ để sống lâu như vậy chỉ vì chờ đợi một người. Cốc tâm trí nghe thấy tiếng bước chân của người nọ, nhưng đôi mắt của cậu đã không thể mở ra nổi. Cậu nhẹ nhàng ngọn ngoại đôi môi khô nước, mơ hồ nói vào hư không, trong tầm bắn, tôi vẫn đang ở đây. Trì tiểu trì thấy thế, hơi nhắm mắt lại. Điều mà cậu cực không muốn làm là lấy chân tình để tính kế chân tình nhưng cốc tâm trí chết vẫn nằm trong phạm vi tính kế của cậu, là lá bài mà trì tiểu trì vẫn luôn nắm trong tay. Trì tiểu trì hiểu cốc tâm trí rất rõ, bởi vậy cậu biết đối với cốc tâm trí mà nói, tàn khốc nhất không phải là không nhận được sự tha thứ, không phải là giấc mộng kỳ lạ liên tục trong hai năm kia, mà là cho dù cốc tâm trí chết rồi vẫn không nhận được sự tha thứ. Đây là cơn ác mộng mà ngay cả nằm mơ cốc tâm trí cũng không dám mơ nếu như cốc tâm chí uy hiếp đến bất kỳ người nào trong đội ngũ của đinh thu vân thì trì tiểu trì sẽ không hề do dự mà đánh ra lá bài này bắt cốc tâm chí tiến đánh kho vũ khí cũng là mang theo tâm tư như thế muốn tìm một lý do để cốc tâm chí hợp lý chết đi chuẩn bị cho mọi bất trắc thế nhưng hôm nay trì tiểu trì nhận được lá thư do đinh thu vân gửi thông qua giấy gói thuốc lá gửi thu vân hôm nay một đội viên đã qua đời tôi canh giữ thi thể của người nọ rất lâu rồi cũng hiểu rõ tại sao cậu lại hận tôi như vậy có phải đó là cảm giác thế này không cảm giác một phần của mình bị mất đi vĩnh viễn mặc dù người kia rõ ràng chẳng hề sinh trưởng trên thân thể mình trước đây tôi luôn nghĩ tại sao cậu cứ phải đem trái tim ký thác vào người khác tại sao phải vì người khác mà liều mãn còn tôi thì cứ muốn đem trái tim mình đặt lên người cậu muốn cho cậu nhìn tôi nhiều hơn mà thôi mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều việc tôi nghĩ có phải là vì tâm tư của tôi quá nặng nề nên cậu gánh vác cũng quá mệt mỏi sau này tôi sẽ tận lực làm một người khiến cậu bớt lo không để cậu cảm thấy tâm tư của tôi quá nặng vác lên quá khó chịu buổi chiều bình an dòng chữ thanh tú mà kiên định từng chữ rất tự nhiên giống như là cam kết sau khi trì tiểu trì xem qua phong thư thì liền gấp lại đặt vào túi áo suy nghĩ cứ từ từ đi lá bài kia xem ra không cần dùng nữa nhưng cậu rất nhanh nhìn thấy trị giá hối hận tăng vọt như giếng phun. Ngoài trừ đối mặt với tử vong thì không có chuyện gì có thể khiến cốc tâm trí luôn lãnh đạm lại phát sinh biến dị như thế. Trên đường chạy tới, trì tiểu trì dùng trị giá hối hận của cốc tâm trí để đổi lấy 398 tấm thẻ khống chế giấc mộng, không thiếu cũng không thừa. Nợ của cậu đã thanh toán xong, nhưng còn nợ của Đinh Thu Vân thì cậu cũng không có tư cách thay cậu ấy đòi cốc tâm trí. Hoặc là nói, ngay cả bản thân trì tiểu trì cũng không biết phải làm sao để đòi món nợ này trì tiểu trì hít một hơi tất bước đến bên giường nhẹ nhàng đè cánh tay của cốc tâm chí xuống nói với người luôn im lặng trong thân thể của cậu đinh thu vân cậu hãy nghe cho kỹ tôi giao cho cậu quyền quyết định sự sống chết của cốc tâm chí tôi dùng trị giá hối hận của cậu ấy đổi một tấm thẻ cải tử hồi sinh cậu ấy sẽ tiếp tục sống sẽ trở nên khỏe lại nếu như cậu muốn tôi dùng trên người cậu ấy thì không cần lên tiếng cứ nắm lấy tay cậu ấy là được, động tác đơn giản như vậy, cậu nhất định làm được. Cốc tâm trí cảm nhận được một chút ấm áp trên cánh tay, trong mắt mơ hồ lóe lên chút ánh sáng. Cậu dốc hết sức nhưng tay cũng chỉ có thể di chuyển một hai tấc. Cậu thấp giọng hỏi, tôi không nhìn thấy cậu. Thu Vân, cậu ở đâu? Đinh Thu Vân cúi đầu nhìn về phía cốc tâm trí, lại thấy được người thanh niên mà thật lâu trước kia cậu từng cho là chiến hữu lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở khu ký túc xá của quân đội trong ký túc xá đinh thu vân đến trễ nhất khi cậu đi vào trong cốc tâm chí đang ngồi trên chiếc giường duy nhất không trải chiếu để hút thuốc nhìn thấy người vào liền nằm thuốc đứng dậy dịch sang một bên đinh thu vân chú ý gói thuốc lá cốc tâm chí làm rớt trên giường liền cúi người nhặt cốc tâm chí cũng chú ý thấy nhưng động tác của cậu lại chậm hơn đinh thu vân một chút ngón tay bất cẩn đụng phải mu bàn tay của đinh thu vân Cậu hơi nhướng mày, lập tức rút tay về. Đinh Thu Vân cầm gói thuốc lên rồi nhìn một chút, khói thuốc tổn thương phổi. Cốc tâm trí hơi nghiêng đầu, không nói lời nào. Nếu như là sau này thì Đinh Thu Vân nhất định có thể hiểu rõ ngôn ngữ hình thể của cốc tâm trí đang biểu đạt chính là mắc mới gì tới cậu. Nhưng lúc đó Đinh Thu Vân chẳng biết gì, cậu ném gói thuốc lá trở lại cho cốc tâm trí rồi nói, sau này kéo theo tôi. Trong quân ngũ không cho hút thuốc, hai tên lính trẻ liền lén đội trưởng đi mua thuốc lá, kết quả bị chỉ huy bắt được, cả hai bị phạt hít đất ngay trong đội ngũ. Đội ngũ qua lại nhìn thấy hai người bọn họ liền bàn luận sôi nổi. Đinh Thu Vân không hề lúng túng, thấp giọng trao đổi với Cốc Tâm Chí, lần này chúng ta làm việc quá bất cẩn. Cốc Tâm Chí, từng. Đinh Thu Vân lấy chân đá Cốc Tâm Chí một cái, hai. Cốc Tâm Chí, hả? Đinh Thu Vân nói, đừng buồn, chờ tôi làm đội trưởng thì chúng ta muốn hút bao nhiêu cũng được cốc tâm chí nghiêng mặt nhìn đinh thu vân nhìn rất lâu rồi mới hơi gật đầu ừm rất lâu sau đó cốc tâm chí mới biết đinh thu vân không hút thuốc cũng rất lâu sau đó đinh thu vân mới biết nửa gói thuốc lá cậu ném trả lại cho cốc tâm chí vẫn chưa từng sử dụng luôn cất giữ trong học tủ riêng của cậu ấy một cách trân trọng bọn họ trải qua lâu như vậy mới biết từng vừa gặp đã yêu đối phương bàn tay của đinh thu vân dừng trên cổ tay trái của cốc tâm trí hơi run rẩy ngón tay mất máu của cốc tâm trí hướng đến nguồn nhiệt duy nhất đang tiến đến gần mình đầu ngón tay càng run rẩy dữ dội đã nhiều năm qua cốc tâm trí nằm mơ những giấc mộng khủng bố nhưng chân thực cậu rất sợ càng không hy vọng lần này cũng là giấc mộng lòng ngực của cốc tâm trí cất lên hơi thở trần ngập hy vọng lòng ngực bị gãy mất ba cái xương sườn chập trùng kịch liệt thu vân khi cách bàn tay của cốc tâm trí còn khoảng ba tấc đinh thu vân chuyển động nhưng ngay cả trì tiểu trì cũng không ngờ được cậu ấy lại đối với việc khống chế cơ thể gần như là bằng không không biết đinh thu vân lấy đâu ra sức mạnh dịch tay cốc tâm trí ra bỗng nhiên cuối người ông lấy đầu cốc tâm trí dùng một bàn tay che kín đôi mắt của cốc tâm trí đinh thu vân cũng nhắm chặt mắt lại ngửa đầu cất lên một tiếng trên rỉ khang đặc nước mắt rơi xuống nhiễu hai giọt trên bả vai của cốc tâm trí Trì tiểu trì nhắm mắt lại, ba giây sau cậu lại mở mắt ra. Trị giá hối hận luôn bị khống chế ở 99 điểm trên màn hình đã nhảy tới 100. Nhiệm vụ kết thúc. Cốc tâm trí không biết cái ông này rốt cục mang ý nghĩa thế nào. Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy an tâm. 12 tiếng đồng hồ đau đớn dày vò để đổi lấy một cái ông này, cậu cảm thấy vô cùng đáng giá. Cốc tâm trí ngẩn mặt nằm trong lòng Đinh Thu Vân, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp khẽ đặt trên mắt của mình cảm giác như rơi vào giấc ngủ say trong cung điện dưới lòng đất, xung quanh là đất cát ấm áp, bao bọc lấy cậu, làm cho tâm tình nóng nảy bất an mấy năm nay của cậu cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu vẫn không muốn chết, sự an lòng ngắn ngủi trôi qua chính là dục vọng mạnh mẽ được tiếp tục sống. Cậu trầm thấp ho khan, khang giọng gọi, Thu Vân, Thu Vân, tôi không muốn chết, giúp tôi. Nhưng cốc tâm trí còn chưa kịp nói xong tâm nguyện của mình. Cánh tay trái của cậu vô lực rơi xuống, vầng trán kề sát lồng ngực đinh thu vân cũng không còn phát ra tiếng động nào nữa trì tiểu trì đặt người xuống giơ tay lên tỉ mỉ lau sạch nước mắt của đinh thu vân kiềm chế nỗi bi ai đau đớn phát ra từ nơi sâu xa trong thân thể đứng dậy vừa vặn nhìn thấy nhang lang lang nghe tiếng mà đến cậu quay đầu đi tìm một chỗ an táng cậu ấy đi nước mắt lưng trồng lập tức tuôn ra như vỡ đê nhàn lang, lang há miệng chỉ nói được một chữ cốc rồi ngồi sổng xuống khóc không ra tiếng trì tiểu trì đi ra điểm nghỉ ngơi dựa vào cửa nhìn về phía chân trời mờ mịt bên ngoài những người từng chết vì cốc tâm chí đều đang khóc thương cho cậu ấy dưới cái nhìn của bọn họ tuy rằng cốc tâm chí bỗng nhiên xông vào cuộc sống của bọn họ con người lạnh lùng quái gở vô cảm nhưng vẫn là đội phó của bọn họ cùng bọn họ chung sống hơn một năm là người đội phó chưa từng biết cái gì gọi là sợ hãi và lùi bước ai cũng cho rằng cốc tâm chí là thánh bất bại bởi vậy chẳng ai nghĩ tới cậu lại trở thành người đầu tiên hy sinh trong tiểu đội của Đinh Thu Vân, cũng là người duy nhất hy sinh. Trì tiểu trì cho mình 2 phút để thoát khỏi ảnh hưởng từ cảm xúc cuồn cuộn của nguyên chủ, sau đó lập tức kéo Tôn Bân đến trước đài căn cứ. Thời gian mà cậu có thể ở lại chỗ này không lâu lắm, bởi vậy cậu nhất định phải nắm chặt từng giây từng phút, định vị, phóng ra. Tôn Bân khóc thúc tha thúc thích, vừa lau nước mắt bên dưới mắt kính vừa hỏi, định vị, phóng ra cái gì? Trì tiểu trì cuối người viết xuống một tọa độ trên giấy ghi chú, vỗ vào trước mắt Tôn Bân, tổng hành dinh của trí tuệ nhân tạo. Tôn Bân vẫn còn mơ hồ, đây là... Trì tiểu trì nói, nổ nó ngay cho anh. Tôn Bân. Tin tức này có tính kích thích quá mạnh, tâm lý của Tôn Bân rất kém, trực tiếp choáng váng, đinh đội, làm sao anh lại có được. Trì tiểu trì nói dối, đây là tình báo cốc đội phó đã lấy được, phải quý trọng vừa nghe thấy cốc đội phó tôn bân rốt cục cũng xem như lấy lại tinh thần thế nhưng vừa đặt tay thao tác trên bàn phím cậu liền suy nghĩ không được không được đinh đội nơi này chỉ có thể khởi động hệ thống phòng ngự bên trong đối với bên ngoài bất kỳ biến hóa về dữ liệu nào cũng sẽ bị theo dõi bởi trí tuệ nhân tạo nếu thông qua đó bị chúng nó bắt được nguồn tín hiệu để xâm nhập thì coi như tiêu trì tiểu trì cuối người đem một ổ cứng có độ chính xác trao đổi từ trong kho hàng đưa vào máy chủ sau khi dữ liệu lít nha lít nhít màu xanh dạ quan dệt lên thành một mạng lưới bảo vệ chặt chẽ thì cậu mới ung dung nói, yên tâm, anh đã có sắp xếp. Trong ổ cứng là thành quà mà ba năm nay 061 đã tạo nên. Nếu không phải khiến nhiều đám trí tuệ nhân tạo cảm nhận được sự áp bức cực đoan thì 061 cũng sẽ không bị đám trí tuệ nhân tạo còn hoạt động xem là sự uy hiếp cấp S. Thế nhưng hiển nhiên là đám trí tuệ nhân tạo vẫn đánh giá thấp tính uy hiếp của 061. Trong ba năm anh đã trải qua nhiều lần công kích, truy bắt, vẫn chưa từng ngừng nghỉ, nhiều lần suy diễn, tu bổ, cuối cùng hoàn thành một bộ chương trình bảo vệ hoàn mỹ, sàng lọc ra thông tin thích hợp từ nhiều thông tin phản hồi mà anh theo dõi để tìm kiếm được hệ thống chủ đã lâm vào ngủ say. Tất cả, toàn bộ đều là vì thời khắc này. Chỉ có phá hủy hệ thống chủ của trí tuệ nhân tạo thì trì tiểu trì mới có thể an tâm rời đi. Chiến tranh nhân loại có lẽ sẽ kéo dài, nhưng nhân loại cũng không trần trọng tài thừa thải. Sau khi nhận ra kho vũ khí bị công phá, đám trí tuệ nhân tạo cũng bắt đầu quan sát kho vũ khí 24-24. Nhưng trên thực tế chúng nó cũng không quá lo lắng. Trước đây những người trông coi kho vũ khí cũng không dám dễ dàng động tên lửa đạn đạo là vì bọn họ hiểu rõ trí tuệ nhân tạo đáng sợ, thà rằng đóng băng kho vũ khí chứ không dám để xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Đám nhân loại cũ e rằng cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, ba ngày trôi qua, bên phía kho vũ khí cực kỳ yên tĩnh, đám nhân loại mới vì bị đánh vết tơi tả lại rụt trà rụt trịch, một lần nữa như con châu chấu mò tới, vừa liếm vết thương vừa dự định tùy theo thời cơ mà phát động tấn công. Ở trong mắt bọn họ, đám nhân loại cũ cháy nhà hôi của này chiếm được kho tàng nhưng lại không có đủ năng lực tiêu xài, thật sự đáng thương đến nực cười. Đám nhân loại cũ đang giữ kho vũ khí có lẽ còn không bằng những người trước kia. Lấy được vũ khí đỉnh cao thì sao, cũng chỉ là một con thú khác bị nhốt mà thôi nhưng khi trí tuệ nhân tạo và nhóm nhân loại mới vừa mới an tâm thì nhân loại cũ lại bắt đầu hành động tờ mờ sáng ngày thứ ba liên quân nhân loại mới mở cuộc họp trong lều lần thứ hai đột nhiên nghe thấy một tiếng vang kỳ dị văng vẳng trong thung lũng lách cách ngay sau đó là thêm mấy tiếng vang vô cùng kỳ lạ lách cách lách cách lách cách đài phóng tên lửa bỗng nhiên khởi động mà vừa khởi động chính là bốn đại hướng ra bốn hướng đông tây nam bắc. Các thủ lĩnh nhân loại mới sợ đến biến sắc, cho rằng đây là nhân loại cũ phát điên, nhận ra bỏ chạy không được, dự định cùng chết một chỗ. Không biết là ai hô to một tiếng chạy đi, sau đó là khắp mọi nơi đều hỗn loạn bỏ chạy. Doanh địa rối như tơ vò, tất cả mọi người đều đang hỏi đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều đang nói về tin tức mà mình nghe được. Bên ngoài lan truyền tin đồn càng lúc càng kỳ quái, đa phần mọi người lựa chọn chạy ra ngoài, dù sao một khi kho vũ khí này bị nổ thì bọn họ sẽ bị đốt thành tro bụi, tất cả đều không ngoại lệ. Bởi vậy không có ai đi nghe mệnh lệnh chỉ thị đến khang cả giọng của đám trí tuệ nhân tạo với bọn họ. Trí tuệ nhân tạo mất khống chế với đám nô lệ, sau khi chúng nó phẫn nộ thì bắt đầu phân chia công tác, một phần điên cuồng tấn công hệ thống mạng kho vũ khí, một bộ phận khác lại dẫn đường đi gửi tín hiệu liên tục cầu xin hệ thống chủ khẩn trương dời đi. Nhưng đám trí tuệ nhân tạo đang tấn công lại tuyệt vọng nhận ra có một bức tường cực lớn triệt để ngăn cản chúng nó bên ngoài. Còn đám trí tuệ nhân tạo gửi tín hiệu cho hệ thống chủ thì cũng tuyệt vọng phát hiện, đã muôn rồi. Nhóm nhân loại cũ trong khu căn cứ căn bản đã chuẩn bị rất lâu, trong nháy mắt khi kết nối thành công hệ thống mạng cũng đã hoàn thành việc định vị, một loạt thao tác xác nhận phóng tên lửa đạn đạo. Không mất bao lâu, bốn đại căn cứ đồng thời khởi động tên lửa đạn đạo, bắn ba phát liên tục, càm đoan ngay cả hệ thống chủ trốn dưới lòng đất cũng bị nổ banh xác tiếng nổ rung trời ánh lửa bùng cháy tên lửa đạn đạo như sao băng biến mất ở chân trời ở nơi mọi người không nhìn thấy lại nổ tung ánh sáng bao trùm một vùng trời đám trí tuệ nhân tạo trơ mắt nhìn nơi bọn họ muốn bao bọc đã hóa thành bột mịn trừng đến nứt cả mắt kế hoạch bọn chúng thiết lập lại bị hủy trong tay đám người mà bọn chúng xem thường nhất là đám nhân loại cũ đáng lý đã chết đi khi tận thế xảy ra Trì tiểu trì bắn 12 phát tên lửa, phát ra ba tín hiệu khắp mọi phương hướng cho tất cả mọi người. Xin đến xem chúng tôi. Xin sợ hãi chúng tôi. Xin dựa vào chúng tôi. Chiều hôm ấy có ba đội ngũ nhân loại mới đi đến bên ngoài khu căn cứ mang theo trăm cân thịt, tất cả đều nâng súng dơ cờ đầu hàng. Trì tiểu trì cũng không từ chối bọn họ, sau khi an bài chỗ ở bên ngoài cho bọn họ, cậu dặn dò tôn ngạn kiểm tra xem súng và thức ăn của bọn họ có vấn đề hay không, còn cậu thì nói rằng mình mệt mỏi muốn quay về phòng nghỉ ngơi ba ngày nay trì tiểu trì cùng mọi người nỗ lực leo lên leo xuống khu vực kho vũ khí xác nhận dữ liệu không có sai sót nhìn đủ ba đêm sắc mặt từ lâu đã trở nên tái nhợt tôn ngạn đau lòng cho thân thể của đinh đội nhưng đinh đội lại không muốn nghỉ ngơi đành phải ở bên cạnh gấp đến mức vò đầu bứt tai bây giờ nghe thấy cậu chủ động muốn đi nghỉ ngơi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi há mồng liền gọi lan lan đưa đinh đội về phòng. Trì tiểu trì cơ hồ là ngã xuống giường, ông chủ mỏ thang cũng nhảy theo lên giường, im lặng nằm sắp xuống bên cạnh cậu. Mọi việc chấm dứt là lúc nên rời đi. Ba ngày liên tục lao lực, trì tiểu trì phát sốt một ngày rưỡi, cho dù hiện tại bị ngất thì cũng không khiến ai hoài nghi. Ông chủ mỏ thang liếm lên lỗ tai vừa nóng vừa mềm của cậu, rõ ràng cho thấy nó đang sốt ruột. Không sáu một cũng đang dục, tiểu trì, đi nhanh lên, cậu bị sốt rất cao. Trì tiểu trì ôm lấy cổ của ông chủ. Đây là lo lắng và lưu luyến cuối cùng của cậu ở thế giới này. Cậu nhỏ giọng nói với 061, cho tôi một phút. Dứt lời, trì tiểu trì kề sát môi bên tai báo đen, nhẹ giọng nói, ông chủ, tao ngủ một lúc thôi, mày đừng sợ nhé, chờ tao mở mắt ra, có lẽ không phải là tao nữa, nhưng mà cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt với mày. Mày muốn ở lại thì cứ ở lại, Muốn rời đi thì cứ rời đi. Nơi này rất lạnh, phải sống cho thật tốt. Cậu ông hai chân trước của ông chủ, nhẹ nhàng kề lên mặt của mình rồi hôn một cái. Thế nhưng móng vuốt kia không giống thường ngày, lông tơ bông nhẹ, đệm chân mềm mại, tự như lướt qua tay của một người nào đó, đốt ngón tay thon dài, đặt trên mặt có cảm giác mát mẻ rất thoải mái. Bàn tay kia còn nhẹ nhàng nặng mặt của cậu, tự như một sự trách cứ dịu dàng và thúc giục nào đó trì tiểu trì cảm thấy nhất định là mình bị sốt đến sinh ra ảo giác rồi cậu dùng sức nhắm mắt lại thầy lục truyền tống đi nhiệm vụ hoàn thành dữ liệu thẩm tra đối chiếu không có sai sót bắt đầu truyền tống người thanh niên vẫn còn tai thú trên người nằm bên dưới trì tiểu trì ông eo cậu đem người sắp rơi vào trạng thái ngủ say ôm vào lòng thì thầm với cậu chờ một chút anh lập tức đến một lát sau không biết anh nói với người nào đó nghe cho kỹ tôi đem đồ vật giao cho cậu, lựa chọn như thế nào thì phải xem ở cậu. Không bao lâu sau, trên giường chỉ còn một người. Người kia mất công tốn sức mở mắt ra, trầm thấp ho khan vài tiếng, nhiệt độ quá cao mài mòn giọng nói của cậu, nhưng cậu vẫn dốc hết sức cất tiếng, lan lan. Nhàn lan lan chạy vào, chiếc chung màu bạc trên cổ tay phát ra tiếng vang len keng len ken, ấy da ấy da ấy da, ở đây ở đây. Ở đây. Lan lan ở đây, tất cả mọi người đều ở đây đinh thu vân nâng khóe miệng im lặng mỉm cười chợt nhắm mắt lại an tâm mà sa vào giấc mộng ngọt ngào khi khôi phục lại ý thức trì tiểu trì đã nằm trong căn phòng nhỏ được trùng tu kia trên trán đặt túi chườm nước đá cậu cảm thấy rất thoải mái liền cuộn tròn trong chăn không xê dịch cũng không nói gì khi cậu nghỉ ngơi không sáu một sẽ lặng yên chăm sóc cậu chờ cậu tỉnh lại cũng không vội dò hỏi cảm giác của cậu thế nào chỉ kiên trì phân giải những giọt nước tan ra từ túi trường nước đá, miễn cho chảy xuống gối khiến cậu ngủ không được thoải mái. Trì tiểu trì xem xét lại biểu hiện lần này của mình một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi. Lúc này không sáu một mới lên tiếng, cậu làm rất khá. Không nên tự trách. Trì tiểu trì bắt tay đặt lên trán, lần này hiệu quả không tốt, cậu vốn nên cho Đinh Thu Vân nhiều lựa chọn hơn chứ không phải một trong hai đề tài sống hoặc chết. Không sáu một khẽ cười một tiếng, không có gì, hiệu quả của cậu không tốt thì còn có tôi. Trì tiểu trì nhạy bén phát hiện trong lời của anh có ám chỉ, thầy Lục. Không sáu một ôn hòa giải thích, là như thế này, tôi cho Đinh Thu Vân một thứ. Ba năm sau, dùng kho vũ khí làm trung tâm, Đinh Thu Vân dựng lên một thành phố. Thành phố bao trùm phạm vi từ kho vũ khí kéo dài hơn ngàn km, phía ngoài xa nhất của thành phố thậm chí cũng giáp tranh với thị trấn nhỏ trước kia. Một phần cư dân lựa chọn ở lại thị trấn nhỏ, còn lại bao gồm ông bà Đinh, Hạ Uyển Uyển, mẹ con nhà họ cảnh đi theo Đinh Thu Vân di chuyển đến phạm vi trung tâm gần kho vũ khí. Sở dĩ xây dựng nhanh như vậy, thứ nhất là vì nhóm nhân loại cũ và mới nghe thấy tin tức tràn vào rất nhiều, khát vọng được che chở, thứ hai là có trí tuệ nhân tạo giúp đỡ. Đám trí tuệ nhân tạo mất đi hy vọng, một phần còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để kháng cự những cuộc tấn công quy mô lớn của nhân loại, một bộ phận khác đã mất sạch ý chí chiến đấu lựa chọn một lần nữa quy phục nhân loại để đảm bảo trạm cư trú không bị phá hủy đương nhiên đinh thu vân sẽ không cho bọn chúng chia sẻ hệ thống quan trọng đặc biệt là kho vũ khí hệ thống kia được không sáu một viết ngày đêm vận chuyển để bảo đảm sự ổn định trường kỳ của toàn bộ kho vũ khí trước kia ở tận thế kho vũ khí là một vật trang trí chỉ được ngắm không được dùng kẻ không có giả tâm sẽ không dám chạm vào kẻ có giả tâm thì lại xem nó là miếng bánh ngon chỉ muốn cướp vào trong tay để làm lợi thế cũng không chân chính muốn vận dụng nó nhưng khi nó thật sự có thể đưa vào sử dụng thì lại trở thành thứ khiến người ta an tâm nhất trong tận thế càng ngày càng nhiều người tiến vào thành phố của bọn họ đạo đức và nhận thức bị phá hỏng cũng dần dần được thức tỉnh khi đoàn người tập hợp lại pháp luật cũng bắt đầu được trùng kiến đinh thu vân không hề độc quyền chỉ nắm giữ quyền quản lý của thành phố trung tâm những thành phố thị trấn khác do người khác xây dựng từng người tự mưu sinh nhưng bởi vì trong tay cậu nắm giữ chìa khóa của kho vũ khí nên lời nói của cậu vô cùng trọng lượng cậu vì mọi người mà định ra mục tiêu duy nhất chính là phát triển bởi vì bận rộn phát triển nên mọi người không rảnh nội chiến nào là trồng trọt săn bắn buôn bán đủ thứ vật phẩm lưu thông hàng hóa giữa các thị trấn thỉnh thoảng có xung đột nhưng tổng thể là phồn vinh đinh thu vân nhìn tất cả những thứ này cảm giác rất an tâm. còn đối với nhan lang lang mà nói thì gần đây việc vui trong thành phố hơi nhiều. thư văn thanh đến thành phố trung tâm, lần này đến là tìm nhan lang lang. nhan lang lang nắm tay thư văn thanh đi tham quan thành phố, nói liên miên nào là nơi này mới có thêm một cửa hàng may mặc, nơi đó lại thêm một cửa hàng bán bánh bao, thuộc như lòng bàn tay. thư văn thanh rất ít nói, nhưng lúc nào nhan lang lang nói chuyện thì cô cũng đều nhìn chăm chú vào mắt lang lang, ôn hòa gật đầu. Bước về phía trước, hai người đi tới một con phố. Đôi mắt của Nhan Lang Lang bỗng nhiên xoay một cái, dừng lại ngay trước cửa hàng máy móc, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Khi ánh mắt của cô sáng lên thì chú chó nhỏ dẫn đường kia cũng nghiêng đầu lại. Nhan Lang Lang vui vẻ nói, "Là cậu hả?" Chú chó dẫn đường nhìn cô một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy giọng nói của cô thì mới chủ động bước tới, ôn hòa nói, "Là cô, tiểu thư Trạm xăng dầu." so với lần trước nhìn thấy chú chó dẫn đường thì hiện tại nó rất sạch sẽ một chân bị thương đã được băng bó thỏa đáng xem ra là có người chăm sóc rất tốt nhang lang lang ngồi xổng xuống cậu tìm thấy chủ nhân của mình chưa chú chó nhỏ dẫn đường lịch sử lắc đầu tôi được một vị tiểu thư khác dẫn đến đây cô ấy hình như rất cần tôi tôi phải đưa vị tiểu thư này về nhà an toàn thì mới đi tìm chủ nhân nhà mình Nhan lang lang còn muốn nói điều gì đó nhưng bỗng nhiên yên lặng bởi vì cô chú ý thấy mắt trái của chú chó nhỏ đã bị hỏng rồi, ánh sáng bên mắt phải cũng ảm đạm rất nhiều, có lẽ thị lực chỉ còn nhìn thấy được một chút. Cô hơi không đành lòng, chủ động đề nghị, có cần tôi? Nhưng cô nhanh chóng lại nghe thấy một giọng nói hơi lo lắng của một thiếu nữ, "Ô ơ, à, cậu ở đâu rồi?" Thiếu nữ mặc áo gió màu đỏ bước ra từ trong cửa hàng máy móc, xem trang phục và dấu vết thi thể kéo dài từ cổ tay thì cũng biết đây là nhân loại mới chú chó dẫn đường quay đầu lại, xin lỗi, tôi. Thiếu nữ không nói lời nào, chỉ ông lấy chú chó nhỏ lên rồi tiến vào cửa hàng. nhan lang lan suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo, Thư Văn Thanh cũng bước vào cùng cô. Chú chó nhỏ được ông chủ cửa hàng máy móc tiếp nhận, nó còn đang khách khí dãy dụa, tiểu thư, như vậy thật bất tiện, quá phiền phức rồi. Thiếu nữ cắt ngang lời nó, không được nói nữa, để cho cậu đi thì cậu cứ đi. Chú chó nhỏ dẫn đường thở dài một hơi, khách khí nói một tiếng cảm ơn. Đưa chú chó người máy vào bên trong, thiếu nữ mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó quay sang hỏi thăm hai người nhan lang lang, chào hai chị. Hai chị quen biết ô ơ à. nhan lang lang đáp, ừm, từng, từng gặp hai lần. Thiếu nữ nở nụ cười, cậu ấy từng nhắc với em dọc đường lưu lạc gặp rất nhiều người, có người tốt cũng có người xấu. Các chị chắc là đối với cậu ấy rất tốt nếu không cậu ấy cũng sẽ không thân cận với các chị như vậy. nhan lang lang hơi ngượng ngùng mà sợ ót, không có, chỉ với cậu ấy chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Thư Văn Thanh phát hiện chút đầu mối từ thái độ của thiếu nữ, xin hỏi em là. Xin lỗi, em quên tự giới thiệu, thiếu nữ nói, em tên là Từ Tịnh Viên, là bạn của Ô Hết chương 152, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha